Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 86 Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tìm chính là các người thiết sơn môn, ta hỏi ngươi, kia Lâm Thanh Hạm, là các ngươi cứu. Thiết sơn môn môn chủ kiến đối phương này hùng hổ bộ dáng, một chút liền liên tưởng đến, người này có thể là tới cấp kia với thiên lộ báo thù. Rốt cuộc với gia như vậy đại sản nghiệp, với thiên đường bị trảo, đối phương tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, này tới báo thù người, thực lực tuyệt đối không yếu. Thiết Sơn môn môn chủ hít sâu một hơi, nghĩ tới đối phương ý đổ đến, hắn cũng không phải rất muốn tiếp cái này cuộc diện dối rắm nhưng hiện tại nhiều như vậy đã ký kết hợp đồng khách hàng tại đây nhìn, chuyện này, Thiết Sơn môn môn chủ, là vô luận như thế nào, đều đến tiếp được. Một người tuổi trẻ người, cho dù có vài phần thực lực, lại có thể có bao nhiêu cường. Thiết Sơn môn, có được bốn cái huyền cấp thực lực, hơn nữa, chính mình cũng đã mau đạt tới địa cấp đối mặt một người tuổi trẻ người mà thôi, có gì phải sợ. Thiết Sơn môn môn chủ gật gật đầu, không tôi, là chúng ta làm, các hạ có ý kiến. Thanh niên nhìn chằm chằm Thiết Sơn môn môn chủ, các ngươi sau lưng là ai? Nói, ta có thể suy xét tha các ngươi. Chê cười, Thiết Sơn môn môn chủ cười lạnh một tiếng, người hôm nay tới ta Thiết Sơn môn, nếu không cho ra một hợp lý giải thích, người đi không ra đi. Nhìn dáng vẻ, các ngươi thật đúng là tự tin 10 phần A thanh niên ánh mắt một lăng, một bước bước ra. Chờ thiết sơn môn môn chủ thấy rõ khi, thanh niên đã tới rồi thiết sơn môn môn chủ trước người. Thiết sơn môn môn chủ đôi mắt trừng lớn, hắn phát hiện chính mình thấy không rõ đối phương động tác, dây tiếp theo, một cổ khôn kể đau nhức từ bụng truyền đến, đồng thời mang theo một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng, chính mình thân thể không chịu khống chế chiều phía sau bay đi, liên tục tạp đảo mấy cái bàn ghế mới ngừng lại được. Thiết sơn môn môn chủ cảm giác ít hầu một ngọt, ngay sau đó, một ngụm máu tươi vô pháp khống chế đã bị phun tới. Ngươi, thiết sơn môn môn chủ che lại ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thanh niên, người rốt cuộc là người nào? Nói, người sau lưng là ai? Thanh niên nhéo nắm tay, chậm rãi hướng thiết sơn môn môn chủ đi đến. Thiết sơn môn môn chủ giấy ruộng đứng dậy, còn không chờ hắn đứng vững, lại bị thanh niên một chân đá nhảy ra đi, máu tươi cuồng phun, sắc mặt trắng bệch. Nói hay là không? Thiết sơn môn đại đệ tử thấy thế, hô to một tiếng, đại gia cùng nhau thượng. Đông đảo thiết sơn môn đệ tử hướng về phía tên kia thanh niên, trực tiếp tập thể công kích. Thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, đứng ở tại chỗ, thậm chí liền vị trí cũng chưa di động một chút, liền thấy cánh tay hắn múa may gian, này đó thiết sơn môn đệ tử toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Thanh niên xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, này đó đệ tử, một đám đứt tay đứt chân, nằm trên mặt đất, kêu rên một mảnh. Nói, các ngươi sau lưng là ai? ai cho các người bảo hộ lâm thanh hạm, thanh niên giẫm trụ một người đệ tử ngực. Tên này đệ tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không. Không phải chúng ta, việc này không phải chúng ta làm, chỉ là báo chí đưa tin chúng ta mới thuận miệng ứng hạ, muốn kiếm một số tiền, chúng ta căn bản không có cái kia thực lực a. À. Tên này đệ tử lời nói một hô lên tới, ở đây những cái đó cố chủ, sắc mặt đều đổi đổi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không phải các ngươi, các ngươi này đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, không phải các ngươi, lại là ai? Thật không phải chúng ta a, à. bị đạp lên dưới chân đệ tử vội vàng giải thích, chúng ta trước nay không nghĩ phải làm bảo tiêu, đều là sư phụ nói cho chúng ta phân tiền, chúng ta không thực lực này a, à. sư phụ nói, gặp được nguy hiểm không cần phải xen vào cố chủ chết sống, làm chúng ta trước chạy là được, chúng ta mới đáp ứng làm. Thanh niên nâng lên chân, theo sau một chân rút ra, trực tiếp làm tên này đệ tử trên mặt đất lướt ngang đi ra ngoài mấy mét, thống khổ che lại bụng thân thể uốn lượn, cùng nấu chín con tôm giống nhau. Những cái đó cố chủ giờ phút này sắc mặt đều khó coi tới rồi cực hạn. Còn không nói đúng không, thanh niên cười lạnh một tiếng, nếu không nói, các ngươi liền đều có thể đã chết. Thanh niên vừa mới chuẩn bị hạ tử thủ, cửa đột nhiên vọt vào tới một người, đại nhân, cần phải đi, bên này phát sinh sự có người báo cho cửu cục, cửu cục người đã chạy tới. Thanh niên nghe được cửu cục hai chữ, khuôn mặt khinh thường, nhéo nhéo quyền, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, lại đem nắm tay buông ra, lập tức ra cửa lên xe rời đi. Cửu cục, một đám con kiến, chờ ta giáo trở về, trước diệt bọn hắn. Thanh niên ngồi ở mini bus thượng, mặt mang hận ý. Tính cả cái kia trương huyền, đến cùng chết. Thanh niên rời đi, thiết sơn bên trong cánh cửa, lại là một mảnh hỗn độn, đệ tử toàn bộ bị thương. Hắn sao, các người này đàn kẻ lừa đảo, lui tiền. Giác rời thiết sơn môn. Lui tiền phía trước thiêm quá hợp đồng cố chủ tại đây một khắc tất cả đều bạo phát. Mới hỏa lên thiết sơn môn, nhất định phải nghinh đón tiếng mắng một mảnh. Mà giờ này khắc này, Trương Huyền đã tới rồi phương Tây. Mặc quốc, một cái độc tràn lan quốc gia. Lúc trước một người thị trưởng công khai chống lại độc, kết quả ngày hôm sau đã bị người bắt đi diệt khẩu, người trong nhà cũng đều không có người sống, nơi này xưng được với là phương Tây trị an nhất lạn quốc gia. Trương Huyền bước lên này phiến thổ địa nháy mắt, hắn phương đông người gương mặt, cũng đã bị rất nhiều người theo dõi. Tung hoành thế giới ngầm nhiều năm, Trương Huyền đương nhiên rõ ràng cái này quốc gia là như thế nào một cái tình huống, có thể ở chỗ này trà trộn người, không có gì thiện tra. Trương Huyền sở dĩ đi vào này, là bởi vì kia bốn cái tiệt giáo thành viên tin tức, chính là tại đây biến mất, hiển nhiên, đây là đối phương cuối cùng mục đích địa, mà Hàn Ôn Nhu cùng Lưu Phó Quan hai người, cũng đã một đường truy tra tới rồi mặc quốc. Trương Huyền di động thượng đã thu được một ít cơ bản tình báo, tìm một cái chỗ ở, Trương Huyền trước giàn xếp xuống dưới, hắn biết, chính mình tạm thời còn không thể lộ diện, có một số việc, đến làm cửu cục đi tra. Cửu cục vị kia Giang Vân, Trương Huyền vẫn là có ấn tượng, này từ đầu tới đuôi, chỉ ra tay quá một lần, liền đem triệu cực nhẹ nhàng định ở tại chỗ. Vị này trước cửu cục nhất ca rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, Trương Huyền cũng không rõ ràng, nhưng người này cấp Trương Huyền cảm giác giống như là trống rỗng sau lại Trương Huyền cũng cùng Giang Vân tiếp xúc quá, ở Trương Huyền bị nhốt cao ốc trùng miền thời điểm, đã từng thỉnh Giang Vân ra tay, hộ quá lâm chính nam. Hiện giờ, tiệt dậy người lại phải có sở động tác, Giang Vân không có khả năng thờ ơ. Ở một nhà xa hoa khách sạn nội, Trương Huyền di động không ngừng tiếp thu tình báo, này đó tình báo, tất cả đều là hàn ôn nhu cùng lưu phó quan, hai người truy tra đến nào một bước, nhiệm vụ tiến trình, tất cả đều một tia không rơi chuyển tới Trương Huyền nơi này. Trương Huyền nhìn tình báo Thượng Hàn Ôn Nhu hai người động tác, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, tại đây loại hắc ám thế giới pháp tắc, không rõ ràng lắm quy củ, không đi học quy củ, sẽ một bước khó đi, nơi này người chỉ nhận tiền cùng vũ khí, sẽ không nhận bất luận cái gì một cái thế lực. Trương Huyền nhắm hai mắt, hắn quyết định, lại chờ một ngày, một ngày sau Hàn Ôn Nhu nếu lại không có gì tiến triển, hắn liền nghĩ cách ra tay hỗ trợ, thời gian một khi kéo trường, kia bốn gã trốn trở về Tiệt giáo thành viên, liền phải mất đi tác dụng. Trương Huyền ngồi vào án thư, cầm lấy dây bút, viết xuống cận tồn sáu cái thánh địa tên. Các ngươi giữa, suốt cuộc đều có ai đâu. Audio điện tử võ tấn bền. Mạc Quốc, một cái vô cùng hỗn loạn quốc gia, nếu không rõ ràng lắm nơi này ngầm quy củ, bằng vào bình thường hành sự thủ đoạn, ở chỗ này đem một bước khó đi. Lại là một cái sáng sớm, Hàn Ôn Nhu cùng Lưu Phó Quan đã đi vào Mạc Quốc hai ngày thời gian, hai ngày này thời gian, Hai người ở chỗ này ăn rất nhiều bẹp. Hàn đội, nơi này người, quả thực du mễ không tiến, ta đã không nghĩ theo chân bọn họ tiếp tục giao thiệp đi xuống. Gọi Chi Viện đi." Lưu phó quan vẻ mặt oán hận nói. Hàn Ôn nhu liếc Lưu phó quan liếc mắt một cái, người có phải hay không quên chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại gọi Chi Viện, không phải tương đương bại lộ cho bọn hắn chúng ta thân phận sao?" Lưu phó quan gắt gao nhéo nắm tay, hai ngày này thời gian hắn ăn không ít mệt. Đối toàn bộ mặc quốc ấn tượng đã kém tới rồi cực hạn. Người ngày hôm qua không phải liên hệ tới rồi một cái manh mối sao, hôm nay thử lại xem đi. Hàn ôn nhu hít sâu một hơi, hai người đi trước một đống đại lâu. Đại lâu nhập khẩu, đứng vài tên người da đen trắng hán, đối đã đến người tiến hành kiểm tra. Hắc, huynh đệ, chúng ta ngày hôm qua liên hệ quá. Lưu phó quan đi ra phía trước, dùng một ngụm lưu loát anh nữ cùng đối phương chào hỏi. Nga, ta ông trời, huynh đệ ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới, ta lão đại đã ở mặt trên chờ các ngươi, đương nhiên, hình thức vẫn là phải đi. Một người người da đen tráng hán ngăn cản Lưu Phó Quan, ý bảo muốn soát người. Lưu Phó Quan bất đắc dĩ nhún vai, mở ra hai tay. Bên kia, một người người da đen tráng hán ánh mắt đáng khinh trên dưới đánh giá Hàn Ôn Nhu liếc mắt một cái, theo sau vươn đôi tay, chiều Hàn Ôn Nhu trước người chụp tới, này duỗi tay động tác cũng không phải lấy soát người vì mục đích. Ta chính mình tới thì tốt rồi. Hàn ôn nhu đem tùy thân mang theo vũ khí đem ra, tránh thoát đối phương tay. Xoát người người da đen tráng hán trên mặt lộ ra một tia không vui. Một khác danh tráng hán hơi hơi lắc lắc đầu, hai người cũng không có lại khó xử hàn ôn nhu, mặc kệ hai người tiến vào đại lâu. Tiến đại lâu, một cổ nồng đậm hóa học dược tề hương vị liền truyền tiến hàn ôn nhu hơi thở, hàn ôn nhu nhíu nhíu mày, chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, nàng đương nhiên rõ ràng, này hóa học dược tề hương vị, Đại biểu cho cái gì, là làm ác toàn thế giới đồ vật. Hàn Ôn Nhu cố nén trong lòng chán ghét, cùng Lưu phó quan cùng nhau tới rồi đại lâu đỉnh chóp. Này đống bề ngoài nhìn như rách nát bất kham đại lâu, đỉnh chóp không gian, lại có vẻ phi thường xa hoa, kim bích huy hoàng tầng cao nhất không gian, bày giá trị liên thành đồ vật, mười mấy tên người mặc bại lộ mỹ nữ qua lại xuyên qua ở chỗ này, nơi này trang hoàng quầy rượu, có được thật lớn bể bơi. Một người hơn 30 tuổi bạch nhân nam tính trong miệng ngậm một cây hương thuần xì gà, xuyên qua ở này đó mỹ nữ chi gian, đương nhìn đến lưu phó quan cùng hàn ôn nhu lại đây sau, lập tức cười lớn một tiếng. Nga, đây là hè oi bước đường xa mà đến khách nhân sao, mời ngồi. Bạch nhân nam tính đón lại đây, lấy ra một cây xì gà ý bảo. Hàn ôn nhu cùng lưu phó quan đều tỏ vẻ chính mình không cần sau, bạch nhân nam tính đem xì gà thu lên, ngồi ở hai người đối diện. Ta biết các người tới muốn làm gì, ta muốn biết, ta có chỗ tốt gì? Bạch nhân nam tính khóe môi treo lên tươi cười, ta có thể được đến cái gì? Một số tiền, lưu phó quan dùng anh nữ lưu sướng nói. Tiền, bạch nhân nam tính cười cười, ta nhà xưởng, mỗi tháng có thể cho ta cung cấp không dưới một tỷ ma di kim, các người có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ta cho các người tình báo, là phải đắc tội người, chỉ là tiền, nhưng không đủ ta làm này đó. Lưu phó quan mày nhân lại, bằng hữu, người nghĩ muốn cái gì? các ngươi giúp ta vận hóa. Bạch nhân nam tính rũi người, trước tìm ta có phê hóa tạp ở trạm kiểm soát, các ngươi nghĩ cách, giúp ta đem kia phê vận chuyển hàng hóa tiến các ngươi hè oi bức, ta cung cấp cho các ngươi muốn tình báo. Không, Lưu Phó Quan vừa muốn lên tiếng. Có thể, Hàn Ôn Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Bạch nhân nam tính cười khẽ hai tiếng, các ngươi cử cục nói, có bao nhiêu mức độ đáng tin đâu. Bạch nhân nam tính lời này vừa ra, Hàn Ôn Nhu cùng Lưu Phó Quan hai người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đối phương, thế nhưng đã biết chính mình lai lịch. Hai vị, bạch nhân nam tính mở ra hai tay, với thiên lộ thác ta hướng các người vẫn an. Bạch nhân nam tính lời này âm rơi xuống, liền thấy những cái đó ăn mặc bại lộ nữ lang, sôi nổi từ bất đồng địa phương lấy ra vũ khí, quầy rượu mặt sau, bể bơi bên trong, vũ khí lấy ra trước tiên, liền triều hàn ôn nhu cùng lưu phó quan triển khai đề cập. Trong lúc nhất thời, viên đạn làm bụi mù nổi lên bốn phía hàn ôn nhu cùng lưu phó quan phản ứng cũng là cực nhanh lập tức xoay người đến sofa mặt sau trốn đến một bức tường sau bất quá lúc này dưới lầu đã truyền đến giày đặc tiếng bước chân hiển nhiên có rất nhiều người đuổi đi lên đường ra đã bị phong kín bạch nhân nam tính một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình thật muốn không thông ở hè oi bức với thiên lộ như thế nào ngay cả các ngươi này hai cái phế vật đều lộng bất tử còn cho các ngươi theo tới này tới lưu phó quan nghe được lời này sắc mặt đại biến Hàn Ôn Nhu ánh mắt không ngừng nhìn quét xung quanh, muốn tìm một cái đường ra. Đang ở lúc này, Hàn Ôn Nhu điện thoại đột nhiên chấn động lên, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Hàn Ôn Nhu đều sẽ đeo tai nghe, nhìn mắt điện báo người, Hàn Ôn Nhu đem điện thoại tiếp khởi. "Trương Huyền thanh âm từ tai nghe trung truyền ra tới. Các ngươi phía nam cửa sổ phía dưới có một cái ban công, đối phương người muốn 14 giây sau mới có thể tới nơi đó, ban công mặt sau dùng điều hòa ngoại cơ." có thể dùng để chạy trốn, ta ở lầu một ngõ nhỏ mặt sau nhà sắp sụp chờ các ngươi. Trương huyền ngữ tốc thực mau, khi nói chuyện đã cấp Hàn Ôn Nhu nói rõ một con đường sống. Hàn Ôn Nhu tính toán thời gian, 14 giây, hoàn toàn tới kịp. Nhìn mắt phía nam cửa sổ, Hàn Ôn Nhu hét lớn một tiếng, cùng ta tới. Theo sau, Hàn Ôn Nhu cả người chiều cửa sổ vọt qua đi, nhảy mà ra, liền xem đều không có nhiều xem một cái cửa sổ phía dưới hoàn cảnh đối với Trương Huyền, Hàn Ôn Nhu trăm phần trăm tín nhiệm. Nhảy ra cửa sổ Hàn Ôn Nhu vững vàng dừng ở ban công phía trên, theo sau liền nhìn đến liên tiếp điều hòa ngoại cơ, có thể trực tiếp đi thông lầu một. Hàn Ôn Nhu không có do dự, mượn dùng điều hòa ngoại cơ, trực tiếp nhảy đi xuống, thẳng đến Hàn Ôn Nhu đã nhảy ra đi mấy cái điều hòa ngoại cơ, mới thấy Lưu Phó Quan từ cửa sổ nhảy ra tới, đi theo Hàn Ôn Nhu bước chân, vẫn luôn đi vào lầu 1. Theo sau hai người một đường chạy chậm, chui vào một cái hẻm nhỏ giữa, hẻm nhỏ một bên chính là Trương Huyền theo như lời nhà sắp sụp. Đương Hàn ôn nhu vọt vào đi sau, nhìn đến Trương Huyền chính nhéo một vài ướp lạnh bia ngồi ở chỗ kia, hưởng thụ ánh mặt trời. Lưu phó quan thở hồn hển theo tiến vào, đương nhìn đến Trương Huyền khi, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời mày nhân lại, là ngươi. Nhìn dáng vẻ, các ngươi cũng không thuận lợi, Trương Huyền đem trong tay bia một ngụm uống cạn. Lưu phó quan liền xuyến mấy khẩu khí thô, nháy mắt bạo khởi, múa may nắm tay liền chiều Trương Huyền phóng đi, trong miệng nổi giận mắng, ngươi cũng dám theo dõi chúng ta. Nói, ngươi có cái gì mục đích, mặt trên những người đó, là ngươi an bài đúng không? Ở kia đống đại lâu thượng, Lưu Phó Quan nghe được Bạch Nhân Nam tính nói đến với thiên lộ thời điểm, là cảm thấy khiếp sợ, nhưng đồng thời càng nhiều, là không thể tin. Với thiên lộ A, kia chính là chính mình tiểu đệ, đối chính mình khách khách khí khí, sao có thể đối chính mình bất lợi? Hiện tại vừa thấy đến Trương Huyền, Lưu Phó Quan tức khắc hiểu rõ, hết thảy chính là người này dở cho quỷ. Ở Ngân Châu Thị, chính là bởi vì người này, chính mình cùng Hàn Ôn Nhu bị người phục kích, mà đến mặc quốc dọc theo đường đi cũng chưa xuất hiện vấn đề, nhưng cố tình hôm nay xuất hiện vấn đề là bởi vì người này tới rồi. Trương Huyền giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua Lưu Phó Quan, theo sau hướng Hàn Ôn Nhu nói, cái gì cũng chưa tra được. Đúng vậy, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, bọn họ cảnh giác rất mạnh, hai người các ngươi đều là phương đông người gương mặt bọn họ cảnh giác đương nhiên cường trương huyền bĩu môi lưu phó quan thấy trương huyền không thèm nhìn chính mình huy nắm tay liền tới đây bị hàn ôn nhu ngăn lại lưu phó quan người đủ rồi không cần hồ nháo hàn ôn nhu quát lớn một tiếng hàn đội đều là người này lưu phó quan chỉ vào trương huyền trong mắt tràn ngập hận ý trương huyền bĩu môi tưởng không rõ cửu cục như thế nào người nào đều phải Ngươi nói cái gì?" Lưu phó quan trừng mắt Trương Huyền, trong cơn giận dữ, hắn bản thân thật đúng là dựa phụ thân mới tiến cử cục, nhất nghe không quen người khác nói chính mình là cái đơn vị liên quan. Trương Huyền cười cười, liền thính lực thí nghiệm đều không có quá quan phải không? "Ngươi, Lưu phó quan nhất quyền, lại muốn động thủ." "Lưu phó quan, ta mệnh lệnh ngươi, đến một bên chạm hảo." Hàn Ôn Nhu cũng phát hỏa, Lưu phó quan lúc này mới ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Lưu phó quan mồm to thở hổn hển tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng ngại với mệnh lệnh, vẫn là đến một bên chạm hảo. Trương Huyền đem trong tay đã không rất lon tùy tay một ném. Các ngươi hành tung đã bại lộ, tiếp tục điều tra đi xuống, các ngươi điều tra đến đổ vật, cũng bất quá là đối phương muốn cho các ngươi biết đến mà thôi, kế tiếp tính toán như thế nào làm. Hàn ôn nhu gật gật đầu, sự thật thật là như vậy, nhưng mà quốc rất lớn, chẳng sợ biết đôi ta tới, chỉ cần đôi ta che giấu hảo thân phận, giống nhau có thể ở đối phương phát hiện trước, tìm được hữu dụng tin tức. Trương Huyền Tán Dương gật gật đầu, ta có thể giúp các ngươi tìm được kia bốn người, kế tiếp muốn như thế nào làm, liền xem các ngươi. Hảo, nay liền đủ rồi, Hàn Ôn Nhu gật đầu. Đi theo ta, Trương Huyền phất phất tay, mang hai người đi ra nhà sắp sụp, theo này hẻm nhỏ, hướng bên trong đi đến. Hơn nửa giờ sau, Hàn Ôn Nhu cùng Lưu Phó Quan đều một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Hàn Ôn Nhu xuyên là một cái váy dài mà lưu phó quan xuyên, còn lại là màu sắc và hoa văn áo sơ mi. Chúng ta làm gì muốn xuyên thành dáng vẻ này? Lưu phó quan nhìn chính mình trên người hoa áo sơ mi, đầy mặt chán ghét, chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải khách du lịch, loại này ăn mặc căn bản không có biện pháp mang theo trang bị, hành động lên cũng có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Trương Huyền cười cười, không có phương đông người nguyện ý sẽ đến mặc quốc du lịch, này không phải một cái du lịch nên lựa chọn địa phương, đi vào nơi này, mỗi người đều có bất đồng mục đích, các người phía trước ăn mặc, chỉ là xem, đều có thể đoán được các ngươi là tới làm cái gì, mà hoa áo sơ mi cùng váy dài, còn lại là thương nhân tiêu xứng, chỉ có đem chính mình chế tạo thành một cái thương nhân, mới có thể ở cái này địa phương, đạt được càng nhiều cùng người tiếp xúc cơ hội. Trương huyền run run chân, đi thôi, hiện tại các ngươi hai cái, là càng thành thương nhân, đương nhiên, từ giờ trở đi, các ngươi không cần cùng người trực tiếp giao lưu, muốn nói cái gì, từ ta đi nói chuyện với nhau vì cái gì, Lưu Phó Quan không phục. Bởi vì ngươi sẽ không nói, Trương Huyền nhếch miệng cười, tới này làm buôn bán, không có người sẽ chỉ nói anh ngữ, mặc ngữ mới là chân chính phải dùng đến đồ vật, người anh ngữ sẽ bại lộ ngươi ở chỗ này không có sinh tồn kinh nghiệm sự thật. Trương Huyền nói xong, không hề để ý tới, mang theo hai người, chiều một nhà khách sạn đi đến. Mạc Quốc là một cái hai cực phân hóa phá lệ nghiêm trọng địa phương, nghèo địa phương, trụ thậm chí đều là sắt lá phòng, mà đỉnh cấp khách sạn, trang hoàng xa hoa, kia bề ngoài nhìn, liền cũng đủ xa xỉ. Hiện tại Trương Huyền mang Hàn Ôn Nhu hai người tới, chính là một nhà đỉnh cấp cao cấp khách sạn, cửa phục vụ phụ sinh, đều ăn mặc lễ phục, mang màu trắng bao tay. Đương nhìn đến Trương Huyền ba người đã đến thời điểm, lập tức đón đi lên, bọn họ mở miệng, là lưu loát anh ngữ, ba vị tôn quý khách nhân, có cái gì có thể vì các người phục vụ. Phụ. Phục vụ phụ sinh này cung kính thái độ, làm lưu phó quan lập tức cảm giác được chính mình lại về tới cái kia cao cấp sinh hoạt trạng thái, vừa định dùng anh ngữ trả lời, đã bị Trương Huyền một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Đường tiếp xúc đến Trương Huyền ánh mắt khi, lưu phó quan không cấm lui về phía sau một bước, nhưng hắn lui này một bước mới phản ứng lại đây, lập tức hồi chừng mắt nhìn qua đi, chỉ là Trương Huyền đã rời đi ánh mắt. Cái này làm cho Lưu Phó Quan có một loại ác khí tụ tập dưới đáy lòng rồi lại không có biện pháp phát tiết cảm giác, phi thường nghẹn khuất. Trương Huyền nhìn mắt phục vụ sinh, dùng lưu loát mặc ngữ mở miệng chúng ta vừa tới muốn làm chút sinh ý trước cho chúng ta an bài cái trụ địa phương đi phục vụ sinh nghe được trương huyền trong miệng lưu loát mặc ngữ lúc sau thần sắc có rất nhỏ biến hóa cung kính đem trương huyền ba người mời vào khách sạn hơn nữa một đường đều ở dùng mặc ngữ giao lưu thực mau ba người nhập trú đều bị xử lý hảo ba người đi vào một gian trong phòng tiến phòng lưu phó quan liền vẻ mặt khó chịu chúng ta làm như vậy mục đích suốt cuộc Trương Huyền hướng Lưu Phó Quan làm cái cái ra dấu im lặng, theo sau động tác nhanh chóng từ một ít ẩn nấp góc, tìm ra hai cái máy theo dõi cùng năm cái máy nghe trộm. Thấy như vậy một màn sau, Lưu Phó Quan sắc mặt lại nan kham vài phần. Hảo, hiện tại không có việc gì, Trương Huyền đem này đó thiết bị toàn bộ quấy nhiễu lúc sau mở miệng, từ giờ trở đi, hai người các ngươi là cảng thành tới phú thương, cũng có thể chủ động đi theo người giao lưu, có thể dùng anh ngữ, nhưng thái độ nhất định phải cuồng vọng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lưu phó quan hỏi, chúng ta là tới truy tra kia bốn người. Nơi này thế lực tin tức phóng, so các ngươi trong tưởng tượng muốn đại, mỗi một cái lại đây người, bọn họ đều có ký lục, các ngươi muốn tìm đến kia bốn người, chỉ cần làm nơi này người tin tưởng các ngươi là cảng thành tới phú thương liền hảo, mấy ngày nay, ta chỉ có ban ngày sẽ tại đây, các ngươi có bất luận vấn đề gì, ban ngày liên hệ ta, cứ như vậy. Trương Huyền sau khi nói xong, kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài. Trương Huyền sở khai phòng, ở lưu phó quan bọn họ đối diện, Trương Huyền trụ tiến vào sau, liền đứng ở phía sau cửa, thông qua cửa phòng thượng mắt mèo, nhìn đối diện. Lấy cửu cục người làm mồi, hẳn là sẽ có người hiện thân đi. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bên ngoài xem. Đêm kia bốn gã tiệt giáo thành viên thả lại tới, một khi bốn người này trở về cùng người chạm mặt sau, có một số việc tự nhiên mà vậy liền sẽ bại lộ, tỷ như đêm đó cứu bốn người tổ chức cao thủ, là căn bản không tồn tại sở hữu hết thảy đều dựa theo trương huyền kế hoạch tiến hành phóng chạy kia bốn người bọn họ trở lại tới địa phương tìm hiểu nguồn gốc tìm được thượng một bậc ở cái này quá trình giữa cửu cục khẳng định sẽ chặt chẽ chú ý mà ở rất sớm phía trước hàn ôn nhu cùng lưu phó quan cũng đã bại lộ cửu cục hiện giờ đã bị thẩm thấu đối phương cũng muốn sẽ muốn diệt trừ cửu cục thành viên một khi có thế lực động thủ vậy có dấu vết để lại trương huyền nói đúng không ở nhưng hắn mỗi ngày làm sự tình chính là quan sát có Trương Huyền dẫn đường, Hàn Ôn Nhu thực mau thượng nói. Ở vào ở khách sạn trước, Trương Huyền nói cho phục vụ Phụ sinh, bọn họ là tới làm buôn bán, mà Hàn Ôn Nhu cùng lưu phó quan trang điểm, lại là cảng thành phú thương, bọn họ có tiền, không thiếu có hóa người. Hai ngày thời gian, có không ít người chủ động tìm được Hàn Ôn Nhu cùng lưu phó quan. Dựa theo Trương Huyền nói, Hàn Ôn Nhu biểu hiện thực cuồng vọng, một bộ không kém tiền bộ dáng, nhưng muốn giao dịch, cần thiết đến giúp một cái vội ta không biết các người có bao nhiêu thực lực. Hàn ôn nhu ngồi ở khách sạn hưu nhàn khu, nhìn đối diện thân xuyên màu trắng âu phục người địa phương, ta một đám hóa, bị người nuốt, là các người này thế lực, người giúp ta tìm ra bọn họ, ta có thể cùng các ngươi giao dịch. Thân xuyên màu trắng âu phục mặc quốc nam nhân hơi hơi mỉm cười, nơi này rất lớn, có quá nhiều bỏ mạng đồ đệ, người chỉ là một câu, khiến cho ta tìm bốn người, bất luận cái gì một cái thế lực, đều làm không được. Đây là bọn họ ảnh chụp, Hàn ôn nhu tùy tay vứt ra bốn bức ảnh, theo sau vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta tưởng, như vậy manh mối vậy là đủ rồi đi. Mặc quốc nam nhân nhìn mắt ảnh chụp, cười nói, đủ rồi, nhưng ta lại như thế nào biết, các người có hay không các ngươi nói cái loại này thực lực đâu. Theo ta được biết, hẹ oi bức đối phương diện này, là toàn cầu nhất nghiêm khắc quốc gia, ta đồ vật, như thế nào có thể vận đi vào. Hàn ôn nhu nhìn mắt lưu phó quan, lưu phó quan từ trên người rút ra một văn kiện phóng tới mặc quốc nam nhân trước người, văn kiện là chỗ trống, nhưng một cái đại đại dấu chạm nổi đã khác ở nhất phía dưới. Bằng vào cái này dấu chạm nổi, người có thể nhẹ nhàng quá hải quan, đến nỗi mặt trên nội dung, tùy tiện ngươi điền, vật như vậy, người muốn nhiều ít, ta có bao nhiêu. Mặc quốc nam nhân phất phất tay, liền ở hắn phất tay khi, phía sau chỗ ngoặt chỗ, liền có một người đi ra, tiến đến tên này mặc quốc nam nhân bên cạnh, nhìn chằm chằm kia dấu chạm nổi nhìn nhìn, theo sau hướng mặc quốc nam nhân gật gật đầu. Mặc quốc nam nhân trong mắt hiện lên vui mừng, nhưng thực mau bị hắn giấu đi, hắn đứng lên, hướng hàn ôn nhu duỗi tay, mỹ lệ nữ sĩ, ta tin tưởng, chúng ta sẽ hợp tác vui sướng, đương nhiên, ta cũng sẽ làm người kiến thức đến ta một người thực lực. Đương nhiên, một người tiên sinh, hàn ôn nhu hơi hơi mỉm cười, cùng một người bắt tay, xem như đạt thành hiệp nghị. Ta yêu cầu 12 giờ thời gian, một người thực tự tin, 12 giờ sau, ta sẽ đem người đưa tới người trước mặt. Một người sau khi nói xong, lập tức dẫn người rời đi. Hàn ôn nhu cùng lưu phó quan liếc nhau, hai người trở về phòng. Hàn đội, ta cảm thấy, nơi này khả năng có trá. Lưu phó quan tiến phòng liền mở miệng, kia họ trương, rốt cuộc có đáng giá hay không tín nhiệm. Vì cái gì hắn sẽ đối nơi này phi thường quen thuộc. Theo ta được biết, mặc quốc ngầm thế lực, là toàn thế giới khó nhất đụng vào địa phương, lấy hắn tuổi, không có khả năng có loại này lịch duyệt. Hơn nữa ta thực hoài nghi, Chúng ta gặp được hai lần tập kích, đều cùng hắn có quan hệ. Lưu phó quan từ đầu tới đuôi, đều không có tín nhiệm quá Trương Huyền. Tin hay không, 12 tiếng đồng hồ sau, tự nhiên sẽ có đáp án. Hàn Ôn Nhu ngồi ở chỗ kia, lặng lặng chờ đợi. 12 tiếng đồng hồ thời gian cũng không trường, ban đêm, khách sạn ngoại ngọn đèn dầu huy hoàng. Nơi này hai cực phân hóa nghiêm trọng, người nghèo sở trụ địa phương căn bản dùng không dậy nổi điện, mà người giàu có còn lại là hàng đêm sinh ca trương huyền vẫn luôn đều ở đối diện nhìn chằm chằm hắn biết rõ kia bốn gã tiệt giáo thành viên chạy về đi sau sẽ trước tiên bại lộ bọn họ bị người theo dõi bởi vì tiệt giáo căn bản không có phái cao thủ đi giải cứu bọn họ mà tiệt giáo cao tầng biết chuyện này đại khái xuất sẽ lựa chọn dẫn xa xuất động lấy bọn họ bốn cái làm mồi bởi vì đối với những cái đó thánh địa thành viên mà nói bọn họ cũng muốn biết chính mình ở chỗ này âm thầm địch nhân sẽ có ai bởi vì ở đã đến cùng ngày trương huyền liền cho bọn hắn tạo nổi lên một cái quan niệm Bọn họ ở chỗ này cũng không phải vô địch. Cho nên, đương có người ở Mạc Quốc tìm kiếm kia bốn cái tiệt giáo thành viên khi, tiệt giáo hội đem kia bốn người hy sinh ra tới, mà tiệt giáo sau lưng người cũng sẽ lộ diện. Trương Huyền muốn, chính là xem kia tiệt giáo sau lưng người, rốt cuộc là ai. Một trận tiếng bước chân, vang lên ở phòng ngoại trên hành lang, Trương Huyền xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến, mấy đạo bóng người, đứng ở Hàn Ôn Nhu bọn họ trước cửa phòng, vài giây sau, Hàn Ôn Nhu cửa phòng bị gõ vang, hàn ôn nhu cùng lưu phó quan vẫn luôn đều đang chờ đợi đương cửa phòng bị gõ vang lúc sau lưu phó quan trước tiên liền phải mở cửa đừng nóng vội hàn ôn nhu ngăn lại lưu phó quan hơn nữa nhanh chóng đem giường đệm chỉnh loạn ngoài cửa phòng người đợi trong chốc lát thấy không có đáp lại lại lần nữa gõ vang cửa phòng lúc này đây càng thêm dùng sức tốt nhất có chuyện quan trọng bằng không ta sẽ vặn gãy đầu của ngươi hàn ôn nhu còn không có mở cửa liền phát ra không kiên nhẫn thanh âm theo sau đem cửa phòng mở ra, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, quấy dày các ngươi mộng đẹp, một người đứng ở ngoài cửa phòng, vẻ mặt tươi cười, các ngươi muốn người, ta tìm tới. Một người vung tay lên, tiệt giáo kia bốn gã tráng hán, bị người trực tiếp lui đi lên. Bọn họ bốn cái là từ hè oi bước chạy về tới. Hàn ôn nhu nhìn mắt, quả nhiên là kia bốn gã đào phạm. Đúng rồi, người này là đối phương chủ động giao ra đây, đối phương còn nói, làm ta cho các ngươi tìm cái hảo điểm địa phương chôn Một người mặt mang tươi cười, trong miệng nói, lại là giết người nói. Hàn ôn nhu vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt biến đổi, thân thể theo bản năng chiều một bên đánh tới. Liền ở hàn ôn nhu phát khai sau một giây, nàng vừa mới nơi địa phương, cũng đã bị viên đạn đánh thành cái sàng. Lưu phó quan trước tiên cầm lấy điện thoại, đều không cần bắt thông, trực tiếp quát, mau, chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Hàn ôn nhu cùng lưu phó quan hành tung, vẫn luôn đều ở cửu cục tầm mắt trong vòng, cửu cục cũng đã sớm an bài chi viện lại đây. Đối diện Trương Huyền thấy như vậy một màn sau, từ cửa sổ rời đi phòng, lẻn vào bóng đêm giữa, bắt đầu tìm kiếm. Liền ở khách sạn ngoại một chiếc bên trong xe, Ngọc Hư Thánh Tử ngồi ở trong xe. Đại nhân, bên trong là cửu cục người, lái xe tài xế vẻ mặt cung kính. Nói như vậy, cửu cục thị phi trừ không thể, Giang Vân, ha ha, có thể đi gặp hắn ngọc hư thánh tử chút nào không thèm để ý cười đi thôi nơi này giao cho bọn họ liền hảo trong bóng đêm chiếc xe phát động vừa muốn khởi bước đột nhiên một cái đột nhiên phanh lại các ngươi hẳn là đi không được trương huyền thân ảnh xuất hiện ở xa tiền nhìn ngọc hư thánh tử trương huyền nhìn bên trong xe kia trương gương mặt trên mặt lộ ra tươi cười chính mình chuẩn bị cùng chờ đợi vẫn là có kết quả ngọc hư thánh tử ở chỗ này Gặp được bất luận cái gì sự tình, đều gợn sóng bất kinh, mà khi hắn nhìn đến ngoài cửa sổ xe Trương Huyền khi, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, người này một kích giết chết càn khôn thánh tử trường hợp, còn rõ ràng trước mắt. Trương Huyền lúc này có thể xuất hiện tại đây, vậy nhất định là cùng Lâm Thanh Hạm sự có quan hệ. Hai người bọn họ, sao có thể có quan hệ? Ở Sơn Hải Giới, hai người cũng tương mộ quá, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhận thức bộ dáng tới A. À. Hơn nữa. Nếu Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền có quan hệ, kia nhất định có thể có phương diện này tình báo, nhưng vì cái gì, một chút về phương diện này tình báo đều không có. Ngọc Hư Thánh tử nào biết đâu rằng, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền chi gian, tình cảm khúc chiết, hai người cơ hồ vẫn luôn đều ở che giấu cho nhau chi gian quan hệ. Mà Trương Huyền danh hào, càng là rất ít có người biết, thế giới ngầm biết có cái địa ngục quân vương. Phản cổ trên đảo tu sĩ, biết có cái tuyệt đại tiên vương. Tiệt giáo người biết có người vương, khả năng biết Trương Huyền, thật sự không nhiều lắm, chỉ có như vậy ít ỏi mấy người. Đoạn Cửu Long chờ Trương Huyền lão đối thủ đã sớm đã chết. Lái xe tài xế thấy có người che ở phía trước, không kiên nhẫn nói, "Cút ngay, bằng không làm thịt ngươi." Ta nhớ rõ ta có phải hay không có nói qua, không thể tùy ý tạo giết chóc đâu." Trương Huyền nhìn trong xe Ngọc Hư Thánh Tử hỏi. Ngọc Hư Thánh Tử nuốt khẩu nước bọt, đây là người đang khẩn trương dưới tình huống sẽ theo bản năng làm ra động tác. Có thể thấy được ở cái này địa phương, Ngọc Hư Thánh Tử bọn họ là nhiều sợ hãi Trương Huyền bởi vì bọn họ biết Trương Huyền là thật sự dám động thủ giết người. Hơn nữa có thực lực này, Ngọc Hư Thánh Tử bồi thượng một bộ tươi cười, nói chơi, nói chơi. Người muốn sống, có cái biện pháp, Trương Huyền kéo ra cửa xe, trực tiếp ngồi vào bên trong xe, liền ở Ngọc Hư Thánh Tử bên cạnh, ta phế đi ngươi, ngươi tại đây đương cái người thường, nói cho ta các ngươi kế hoạch. A à. Cái gì kế hoạch, Ngọc Hư Thánh tử vẻ mặt cái gì đều không rõ bộ dáng, ta tới đây là muốn kiếm điểm tiền, hơn nữa ta địa phương người như vậy rất nhiều, ta. Ta không phải ngốc tử, người cũng không phải ngốc tử, người nghe hiểu được ta nói cái gì, ta không phải cùng ngươi thương lượng. Trương Huyền trực tiếp đánh gãy Ngọc Hư Thánh tử nói, Ngọc Hư đạo quan, cùng các ngươi, có quan hệ gì? Ngọc Hư Thánh tử hít sâu một hơi, Trương Huyền, ta biết ngươi rất có vài phần thực lực, tại đây thủy tổ nơi, ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao có một số việc không phải ngươi có thể tiếp xúc ta không biết ngươi hiện tại là chịu ai ý chỉ lại đây nhưng nếu ngươi hiện tại rời đi ta có thể đương chuyện này không phát sinh quá trở lại sơn hải giới ngươi ta bình yên vô sự như thế nào trương huyền cười khẽ lắc đầu không thế nào ta hỏi ngươi đáp ngươi không nói ta giết ngươi như thế nào ngọc hư thánh tử ngẩn ra đối mặt người như vậy hắn không biết chính mình nên làm như thế nào nên nói chút cái gì? trừ bỏ ngươi, còn có cái nào thánh địa cùng tiệt giáo có quan hệ? Trương Huyền trong tay một phen linh khí tiểu đao ngưng tụ mà thành, kia tiểu đao thượng tản ra mũi nhọn. Ngọc Hư Thánh Tử mặc không lên tiếng. Các ngươi muốn chặn giết truyền thừa, có phải hay không bởi vì kia cái gọi là giáo chủ sắp trở về? Có thể thấy Ngọc Hư Thánh Tử thân thể ở run nhẹ nhẹ, Trương Huyền biết nói, sau Ngọc Hư Thánh Tử trong tưởng tượng muốn nhiều trừ bỏ cái kia giáo chủ bên ngoài còn có vài tên tiên tồn tại ngọc hư thánh tử đột nhiên làm khó dễ hét lớn một tiếng trương huyền ta muốn ngươi chết ngọc hư thánh tử trên người linh khí bạo khởi này chiếc xe ở ngọc hư thánh tử linh khí hạ nháy mắt biến thành sắt vụn mà lái xe tài xế ở linh khí bùng nổ nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ ngọc hư thánh tử đến từ sơn hải giới thực lực của hắn là vượt qua thủy tổ nơi quy tắc nhân đã chịu quy tắc hạn chế bị áp chế ở bát phân đỉnh núi lúc này bùng nổ không chung bên trong lập tức xuất hiện hưởng ứng thuộc về ngọc hư thánh địa thần thông vào giờ phút này ngưng tụ một người bát phân đỉnh núi cường giả ra tay thanh thế là tuyệt đối to lớn đây là thế giới này đứng đầu vũ lực thể hiện khách sạn trước cửu cục mọi người đang ở kịch liệt chiến đấu nơi xa giang vân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân lẳng lặng đứng ở một đống đại lâu đỉnh núi mà trên bầu trời dày đặc mây đen làm giang vân bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân thần sắc vừa động có người phá hư quy củ. Nữ nhân nói, liền phải nhích người, đi trước kia linh khí tụ tập nơi. Giang Vân duỗi tay, ngăn ở nữ nhân trước người, khẽ lắc đầu, không cần đi, nơi đó sự tình, không phải người có thể tham dự. Đại nhân, bọn họ đã phá hư quy củ, bất luận kẻ nào không được tùy ý động khí. Này không phải hè oi bức, Giang Vân nhìn về phía cái kia phương hướng, huống hồ, quy củ, trước sau là từ cường giả chế định, hiện tại động thủ người, là áp đảo quy củ phía trên, hơn nữa hắn cùng chúng ta, đứng ở cùng lập trường. Áp đảo quy củ phía trên, tuổi trẻ nữ nhân sừng sốt một chút, đại nhân, có ai là có thể áp đảo quy củ phía trên? Giang Vân trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, phun ra hai chữ, người vương. Người vương, tuổi trẻ nữ nhân thân thể chấn động. Về phản cổ đảo người vương sự, sớm đã truyền lưu thành một đoạn giai thoại, có thể nói, người vương đã là rất nhiều tu sĩ cảm nhận chung thần tượng. Lên trời tháp, khai thiên môn, Người vương lệnh hạ, thiên hạ đạo tràng không ra. Một lóng tay núi sông lệnh, chân áp phản cổ đảo. Người vương có quá nhiều quá nhiều sự tích tán dương. Tuổi trẻ nữ nhân tự nhiên cũng không ngừng một lần nghe nói qua người vương chuyện xưa, khả nhân vương đã vượt qua thiên môn, nàng nhất tiếc núi sự, chính là chưa từng gặp người vương một mặt, nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chính là hy vọng có một ngày, có thể nhìn thấy người vương, nhưng hiện tại, lại nghe đại nhân nói, bên kia động thủ người, lại là người vương tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, càng thêm muốn qua đi tìm tòi đến tột cùng. Giang Vân buông ngăn trở tay, mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi, tiếp cận nơi đó, liền sẽ bị linh khí xé nát, người vương quá đoạn thời gian, sẽ đi đô thành, ngươi có lẽ, có cơ hội nhìn thấy, nhưng nhắc nhở một chút, người vương tuổi, còn không đến 30 tuổi, người phong cách hành sự thu liếm một chút, không cần ngày nào đó trong lúc vô ý đắc tội. Người vương thật sự sẽ đi đô thành sao? Tuổi trẻ nữ nhân kích động cả người run rẩy. "Sẽ đi." Giang Vân gật gật đầu, theo sau xoay người, "Hảo, sự tình đã kết thúc, cần phải trở về." Giang Vân nói xong, một cái nhảy thân, nhảy xuống đại lâu. Nữ nhân lại chiều kia linh khí tụ tập phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng lại xem qua đi khi, kia tụ tập linh khí đã tiêu tán. Khách sạn phía sau, Ngọc Hư Thánh Tử nhìn Trương Huyền, đầy mặt kinh tủng, tuy rằng đã biết Trương Huyền thực lực mạnh mẽ, nhưng Ngọc Hư Thánh Tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thần thông, ở đối phương trước mặt, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí từ đầu tới đuôi, Trương Huyền Động cũng chưa động một chút, chỉ là nói một cái tán tự, chính mình liền rốt cuộc vô pháp tụ tập linh khí. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Hư Thánh Tử trong mắt, toàn là hoảng sợ, hắn kiến thức quá Trương Huyền ra tay, nhưng lại trước nay không có chính diện cùng Trương Huyền giao thủ quá, nhưng vừa mới vừa động thủ, hắn mới cảm thấy kia cổ lực áp bách, là chính mình căn bản vô pháp chống cự. Trương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn dáng vẻ, các người đối tiệt giáo, thật đúng là hết hy vọng, nếu nói như vậy, ta chính mình chậm rãi cha đi. Trương Huyền duỗi tay, điểm ở Ngọc Hư Thánh Tử giữa mày chỗ, dây tiếp theo, Ngọc Hư Thánh Tử đồng tử phóng đại, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ở thủy tổ nơi, Trương Huyền có được tuyệt đối thống trị lực, này đó là thủy tổ nơi người vương, dung hợp thủy tổ nơi đại đạo tồn tại. Trương Huyền thân ảnh biến mất tại đây, một lát sau, cửu cục người xuất hiện, thu đi rồi Ngọc Hư Thánh tử thi thể. Trương Huyền cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có ý nghĩa, Ngọc Hư Thánh tử đã chết, Ngọc Hư Thánh tử còn có hay không đồng lóa, Trương Huyền không rõ ràng lắm, hắn rõ ràng chính là, Ngọc Hư Thánh tử cho dù có đồng lóa, cũng sẽ không xuất hiện, kế tiếp, muốn tra xét phương hướng, liền ở cửu cục. Cửu cục bên trong đã bị thẩm thấu. Trương Huyền về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hừng đông, trực tiếp đi trước Đô Thành. Mấy ngày trước, Trương Huyền cũng đã cùng Bạch Trì bọn họ liên hệ, làm cho bọn họ ở Đô Thành khoảng cách cửu cục gần địa phương, tìm một cái cứ điểm quan sát. Đô Thành nơi đó, tấp đất tắc vàng, cửu cục nơi địa phương, lại cực kỳ đặc thù, nơi này người rất nhiều đều là không kém tiền chủ, Bạch Trì đám người là tưởng bàn một nhà cửa hàng, nhưng không ai nguyện ý bán, tuy rằng đối với bọn họ tới nói, tiền chỉ là một con số. Nhưng hiện tại cũng không dám quá phận ra tay, rốt cuộc lần này tới là bí mật ẩn núp, một khi cao điệu giá cao thu mua một nhà cửa hàng, này ẩn núp ý nghĩa cũng đã không có. Tìm mấy ngày, Bạch trì mua một nhà y quán, tại đây con phố thượng, có hai nhà y quán tồn tại, Bạch Trí mua nhà này, đã bị chèn ép không thành dạng, tiếp nhận tất nhiên bồi tiền. Trương Huyền đi vào Đô Thành lúc sau, dựa theo bạch trí cung cấp địa chỉ, tìm được rồi nhà này y quán, tiến y quán, cấp Trương Huyền hoảng sợ. Y chát người cùng Arix, chính quét tước vệ sinh, Tóc đỏ học bốc thuốc, Nguyệt thần phụ trách ngao chế trung dược, tương lai đảm nhiệm thu bạc, hải thần ở cửa phát ra truyền đơn, bạch chỉ càng là ở trước cửa không ngừng thét to, đến nỗi phí lôi tư tắc sách thùng sơn, bắt đầu chát phấn khởi vách tường tới, nói muốn đổi cái nhan sắc. Các người sao đều đã tới, Trương Huyền nhìn đến này nhóm người, có chút vô ngữ. Lão đại, chúng ta ở trên đảo đều nghẹn điên rồi, thật vất vả có thể ra tới một chuyến, kia khẳng định đều đã tới A. À? Tóc đỏ liệt một trương miệng. Trương Huyền nhìn y quán nội mấy người này, làm gì đều có, liền chất phấn sơn đều ra tới, cố tình không cái bác sĩ. Lão đại, nhưng đem người mong tới, người không biết, gần nhất đối diện những người đó nhiều kiêu ngạo, cười nhạo chúng ta mở y quán không ai xem bệnh. Bạch chỉ vẻ mặt khó chịu chỉ vào đối diện một nhà tên là hành y đường y quán. Đồng hành là thù, huống chi là khai ở một cái trên đường, đối diện mặt hai nhà y quán, bạch chỉ bọn họ sở mua nhà này, đó chính là bị đối diện buộc làm không đi xuống nãi nãi muốn đổi lão tử trước kia tính tình sớm theo chân bọn họ làm đi lên hải thần vuốt chính mình đầu chọc lão đại mau lộ mấy tay đi miễn cho bị người khinh thường y chát người cũng nhịn không được tới câu chúng ta y quán không ai xem bệnh sớm muộn gì đến bị người hoài nghi thượng trương huyền không cấm cười gần nhất tình huống thế nào cửu cục cao tầng đều nhìn chằm chằm đâu đi nhìn chằm chằm đâu bạch trì vỗ vỗ bộ ngực ta này mỗi ngày đều ở cửa thét to Cửu cục những cái đó cao tầng không một cái tránh được ta đôi mắt. Y chát người cũng gật gật đầu, lão đại, cha qua, cái kia lưu ký không gì vấn đề. Trương Huyền gật gật đầu, mấy ngày này hắn cũng đã nhìn ra, nếu không phải chính mình vài lần ra tay, kia lưu phó quan cũng không biết chết vài lần. Đang ở soát tường phí lôi tư đề ra cái dương lại đây, vẻ mặt lấy lòng hướng Trương Huyền mở miệng, lão đại, ta lần này nhưng mang theo điểm bảo bối tới cấp ngươi giữ thể diệt, ngươi nhưng đừng chê ta không có đuổi ta đi a. À. Bảo bối, Trương Huyền hít mắt, cái gì bảo bối? Tuyết Linh Chi, trăm năm nhân sâm, còn có cực phẩm Long Tiên Hương, Thiên Sơn Tuyết Liên, ngàn năm Hà Thủ Ô. Phí lôi tư vừa nói, một bên từ trong dương đem đồ vật lấy ra tới, này đó người khác đều phải dùng gỗ đàn hộp tỉ mỉ bảo quản đồ vật. Ở phí lôi tư này, liền cùng một đám tạp vật giống nhau, toàn bộ toàn nhét vào trong dương. Phí lôi tư, người thật đúng là bằng trăm triệu người thời nay a à. Hải thần cười lớn một tiếng. Ai, chưa bỏ có tiền cũng không gì ưu điểm phí lôi tư vẻ mặt yêu sầu ba hoa một chút được rồi đem đồ vật đều phóng hảo đi nếu bàn cái y quán cũng đến làm thật một chút trương huyền chụp hạ phí lôi tư cái ót phí lôi tư lập tức đi đem này đó chân quý dược liệu tất cả đều phóng tới y quán thấy được vị trí thượng y quán tùy thời chuẩn bị khai trương trương huyền phủ thêm màu trắng áo dài ngồi ở y quán nội bắt đầu ngồi khám nếu là bị người biết nhiều năm trước hưởng dự toàn bộ y học giới Diêm Vương sống có thể tại đây ngồi khám cho người ta xem bệnh, này phố tuyệt đối ở cùng ngày đã bị tế bạo, năm đó không biết bao nhiêu người vung tiền như rác, chỉ nghĩ thấy Diêm Vương sống một mặt, cũng chưa cái kia cơ hội. Mà hiện tại, Trương Huyền nơi này tiền khám bệnh, đăng ký chỉ cần 33. Trương Huyền bọn họ đối diện, hành y đường y quán. Lúc này có vài đạo thân ảnh đứng ở hành y nội đường, nhìn chằm chằm Trương Huyền bọn họ y quán, phát ra cười lạnh thật là có không sợ chết dám tiếp nhận a à. ha ha a à, thị trường liền lớn như vậy điểm còn tưởng một cái phố hai nhà y quán ta đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào khai đi xuống một nam nhân trung niên thân xuyên áo blau trắng vẻ mặt cười lạnh nhìn chầm chằm đối diện hắn là hành y đường lão bản la giang trương huyền ở y quán nội ngồi khám bạch trì cùng hải thần hai người ở bên ngoài dùng sức thét to nhưng trước sau không thấy người tới phàm là có muốn hỏi khám cơ hồ đều đi đối diện hành y đường Mãi cho đến sắc trời ám đi xuống, Trương Huyền y quán mới tiến vào một vị người bệnh, là một người tuổi trẻ nam nhân. Bác sĩ, ta cảm giác gần nhất thân thể không có một chút sức lực, luôn là cảm giác chính mình ngủ không tỉnh, tinh thần trạng thái cũng rất kém cỏi. Tuổi trẻ nam nhân ngồi ở Trương Huyền đối diện, hốc mắt hãm sâu, một bộ chịu đủ tra tấn bộ dáng. Trương Huyền chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, theo sau lắc đầu, người này bệnh ta chị không được. Chị không được, tuổi trẻ nam nhân mày nhân lại, Ngươi có ý tứ gì? Trở về nói cho ngươi mặt sau người, chúng ta mở y quán, bằng chính là bản lĩnh, không phải một ít hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi luyện công đi ngược chiều khí mạch, trừ bỏ ngươi chính mình bên ngoài, không ai có thể trị, trở về đi. Trương Huyền không sao cả phất phất tay. Ngươi, thanh niên lông mày một hoành, hảo, tính ngươi có vài phần bản lĩnh. Thanh niên nói xong, một tạp cái bàn, bước đi đi ra ngoài. Tương lai đứng ở quầy thu ngân, nhìn thanh niên rời đi bóng dáng lắc lắc đầu lão đại nhìn dáng vẻ đối diện không nghĩ làm chúng ta khai đi xuống a không sao cả có cái chiêu gì ta tiếp theo là được trương huyền nhún vai ở y thuật phương diện trương huyền có tuyệt đối tự tin trương huyền không chút khách khí đuổi đi thanh niên trong bóng đêm thanh niên đi vào hành y đường hành y đường lão bản la giang nghe thanh niên theo như lời cười lạnh một tiếng đây là muốn cùng ta chính thức khai chiến sao hành hắn tưởng chơi liền cùng hắn hảo hảo chơi một chút đi. La Giang ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt âm trầm, trong đầu ở suy tư, từng điều kế sách ở trong lòng hắn hình thành, nhưng La Giang không biết chính là, đối diện người, căn bản là không đem hắn coi như đối thủ. La Giang nhìn đến đối diện y quán nội còn có xương khói dâng lên, khinh thường cười, như vậy vẫn còn ở nghiên cứu trung dược ngao chế sao. Chỉ tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, vô luận các ngươi như thế nào nỗ lực, đều không có dùng. Lúc này, Trương Huyền bọn họ y quán nội, mỗi người đều mồ hôi đầy đầu. Ta nói trắng ra trì, thiết cái thịt bò như vậy lao lực sao? Đem người kia thanh đao lấy ra tới A, nhất định đến nghịch hoa văn thiết A, bằng không ta nhai bất động. Alex liệt miệng. Ở y quán ngay trung tâm, bày một ngụm cái lẩu, từ Trương Huyền tự mình điều đáy nồi, kia hương vị hương cực kỳ, Nguyệt thần cùng tương lai hai người tiến đến nổi bên cạnh, kia chảy nước rãi không ngừng chảy, một chút đều không có nữ thần nên có bộ dáng bạch trì bĩu môi đao của ta cắt ra tới người ăn sao ta không ăn ta không ăn tương lai liên tục lắc đầu ngu mốc đao giết người quá nhiều mùi máu tươi quá nặng alex liếm liếm môi như vậy mới hương đâu người thật ghê tởm tương lai phiền alex liếc mắt một cái trên đường có chút đen nhánh một chiếc treo đô thành a giấy phép may bách cấp ngừng ở này cửa xe mở ra một người tuổi trẻ nữ nhân mở ra điều khiển vì cửa xe nhanh chóng chạy xuống dưới không ngừng gõ hành y đường môn qua hồi lâu hành y đường môn mở ra la giang xuất hiện ở hành y đường cửa bác sĩ mau giúp ta nhìn xem ta ba đi la giang mày nhân lại chỉ chỉ hành y nội đường treo đồng hồ người nhìn xem này đều vài giờ chúng ta đã tan tầm muốn xem ngày mai lại đến đi nữ nhân thực nôn nóng không được ta ba hắn hiện tại tình huống vậy đưa đi bệnh viện này đều vài giờ có phiền hay không a à? la giang vẻ mặt khó chịu đóng cửa lại nữ nhân nhìn trước mắt, phanh, một tiếng bị đóng lại đại môn, lang ở nơi đó, phía sau một đạo ánh sáng hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, còn có cái y quán, nữ nhân sắc mặt vui mừng quá đỗi, lập tức chiều kia y quán chạy tới, y quán cửa không có khóa, nữ nhân trực tiếp chạy tiến y quán, nhưng vừa vào cửa, liền nhìn đến một đám người ngồi ở kia, ăn cái lẩu, trước mắt cảnh tượng làm nữ nhân sừng sốt, bạch trì nhìn đến một cái xinh đẹp cô nương chạy tiến vào vội vàng ân cần mở miệng mỹ nữ làm sao vậy có cái gì muốn hỗ trợ sao ngươi ngươi các ngươi là bác sĩ sao nữ nhân trong lời nói mang theo một ít không tin tưởng hương vị đương nhiên cần thiết là hơn nữa là thần y bạch trì vỗ vỗ bộ ngực chuyển tưởng cảm thấy không thích hợp lại bất động thanh sắc vỗ vỗ trương huyền bả vai nữ nhân nhưng thật ra không chú ý bạch trì động tác trên mặt lộ ra vui mừng kia thật tốt quá bác sĩ mau giúp ta nhìn xem ta ba đi hắn liền ở trong xe, đều xuyễn bất quá tơi khí. Nghe được lời này, Trương Huyền không có trần chờ, trực tiếp đứng dậy, chiều y quán ngoại đi đến. Y giả nhân tâm, xuất hiện ở chính mình trước mặt người, Trương Huyền có thể cứu vẫn là sẽ cứu một chút, liền giống như lúc trước ở Ngân Châu Thị Thương Trường nội giống nhau. Trương Huyền bước nhanh đi ra y quán, liếc mắt một cái thấy được trên đường phố dừng lại may bách, siêu xe hàng phía sau tòa thượng, ngồi một cái hơn 50 tuổi nam nhân, lúc này đối phương sắc mặt đỏ lên, cái chán toát ra mồ hôi, một bộ thở dốc khó khăn bộ dáng. Trương Huyền bắt lấy nam nhân cổ. Lúc này nam nhân trên cổ gân xanh bạo khởi, bao gồm nam nhân cánh tay thược, đồng dạng có gân xanh bạo ra tới. Nam nhân chân bộ ở không ngừng phát run, đôi tay 10 căn ngón tay đều có bất đồng trình độ rút gân. Nhìn chính mình phụ thân bộ dáng, kia tuổi trẻ nữ nhân một lòng nắm lên. Chúng độc, Trương Huyền chỉ là liếc mắt một cái liền phân rõ ra tới bệnh trạng, bất quá không phải cương cường độc dược, là thần kinh độc tố. Trương Huyền nói, bắt lấy nam nhân cánh tay, nhẹ nhàng đem nam nhân từ trong xe khiêng ra tới, đi nhanh chiều y quán nội đi đến. Y quán buồng trong liền có một gian giường bệnh, Trương Huyền đem nam nhân đặt ở trên giường. Châm, Trương Huyền tay duỗi ra, Bạch Trí ngay cả vội đem một bao ngân châm phóng tới Trương Huyền trong tay. Trương Huyền xem cũng chưa xem, chỉ là dùng ngón tay xẹt qua, ngay lập tức rút ra tam căn ngân châm, theo sau nhanh chóng cắm ở nam nhân cổ cùng bả vai chỗ. Tam căn kim đâm đi xuống, nam nhân sắc mặt trở nên đẹp rất nhiều, kia bạo khởi gân xanh cũng dần dần biến mất. Trương huyền ngón tay ở nam nhân cánh tay thượng điểm vài cái, theo sau cầm lấy một cây đao phiến, trực tiếp đem nam nhân đầu ngón tay cắt qua, vài giọt màu đen huyết theo nam nhân ngón tay miệng vết thương nhỏ giọt xuống dưới. Trương huyền lấy một cái cốc đong đo đem máu tiếp được, theo sau phong kín đưa cho tương lai. Khương Nhi, cầm đi xét nghiệm một chút. Hảo, tương lai tiếp nhận cốc đồng đo, loại sự tình này đối nàng tới nói, thực mau là có thể hoàn thành. Làm xong này hết thảy sau, nam nhân sắc mặt có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại đều là mỏi mệt. Buồn ngủ quá ha, à, nam nhân lay động hạ đầu. Ba, nhìn thấy nam nhân không có việc gì, kia tuổi trẻ nữ nhân vui sướng hô một tiếng. Hắn quá mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Trương Huyền trở tay từ phía sau đài thượng bậc lửa một chi đàn hương, hôm nay cũng không còn sớm liền tại đây hảo hảo ngủ một giấc đi cảm ơn bác sĩ nam nhân hướng trương huyền trí tạ theo sau hướng nữ nhi làm cái an tâm thần sắc sau liền nằm ở trên giường bệnh đi ngủ thấy phụ thân tiến vào mộng đẹp tuổi trẻ nữ nhân mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới bụng cô một tiếng kêu lên tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt đỏ lên không ăn cơm đi tới cùng nhau thêm đôi đũa mà thôi trương huyền vỗ vỗ nữ nhân bả vai không không phiền toái ta đi ra ngoài ăn chút là được. Nữ nhân liên tục xua tay, có vẻ ngượng ngùng. Người đi ra ngoài ăn mới là phiền toái, mỹ nữ, người hôm nay có lộc ăn lạc, ăn đến ta lão đại tự mình đều đáy nổi cùng nước chấm, đi thôi, mà người tới kiến thức một chút cái gì mới là vui sướng tinh cầu. Bạch Trì cũng ra tiếng mời. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn, vẫn là có vẻ thật ngượng ngùng, bất quá đương nàng ăn hai tài ăn nói nấu ra tới phỉ như sau, lập tức đã bị kia mùi hương bắt được, dần dần buông ra. Mười mấy phút sau, tương lai cầm xét nghiệm kết quả ra tới. Lão đại, lấy ra ra tới. Tương lai đem xét nghiệm kết quả đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn thoáng qua, theo sau đem xét nghiệm đơn đưa cho nữ nhân, mỹ nữ, nếu người ba không phải làm khoáng vật khai sản công tác nói, đó chính là bị người hạ độc, hơn nữa độc vật liền ở người ba trên người. Ta ba trên người, nữ nhân kinh ngạc một chút, bác sĩ, rốt cuộc là có ý tứ gì a? À? Lão đại, người nọ trên tay đồng hồ, có cực cường tính phóng xạ vật chất. Tương lai nhắc nhở một câu. Đồng hồ, đó là ta nhị thuốc tặng cho ta ba. Nữ nhân lời này mới vừa nói xong, y quán cửa liên tiếp mấy chiếc xe dừng lại. Đại ca, ta đại ca đâu, có nam nhân thanh âm vang lên. Tần liễu, ta đại ca đâu, cầm đầu nam nhân nhìn qua đồng dạng hơn 50 tuổi, vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi, người cho ta gọi điện thoại nói đại ca có nguy hiểm, rốt cuộc thế nào. Nhị thúc, người yên tâm đi, ta ba đã hảo hảo, cầm đầu nam nhân cao mày, ta đại ca rốt cuộc tình huống như thế nào? Ai là bác sĩ, ra tới, nói cho ta, ta đại ca rốt cuộc sao lại thế này? Nhị thúc, vị này chính là bác sĩ, tần liễu giới thiệu trương huyền cấp cầm đầu nam nhân nhận thức. Như vậy tuổi trẻ, là bác sĩ, cầm đầu nam nhân nhìn mắt trương huyền. Tuy rằng trương huyền tuổi đã tiếp cận 30 tuổi, nhưng nhìn qua, vẫn là một bộ hơn 20 bộ dáng. Cao siêu linh khí thực lực làm Trương Huyền có vẻ thực tuổi trẻ. Ngươi là bác sĩ, hảo, ta hỏi ngươi, ta đại ca rốt cuộc vì cái gì sinh bệnh? Trúng độc, Trương Huyền phun ra hai chữ. Cầm đầu nam nhân sắc mặt đổi đổi, đánh giám, ta đại ca sở hữu ăn uống đều có người kiểm tra, như thế nào sẽ trúng độc? Các ngươi rốt cuộc có thể hay không y? Đi, đem ta đại ca mang đi, đừng làm cho ta đại ca đãi ở cái này phá y quán. Cầm đầu nam nhân vung tay lên, hắn mang đến người lập tức triều y quán buồng trong phóng đi. Bạch Trì vừa định phát hỏa, đã bị Trương Huyền duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Trương Huyền lắc lắc đầu. Mấy người vọt vào đi, đem Tần Liễu phụ thân nâng ra tới. Tần Liễu, theo ta đi, về sau đừng cái gì không đứng đắn địa phương đều tới, lang băm, nói ta đại ca chúng độc, thật là đầu óc có vấn đề. Cầm đầu nam nhân mắng to một tiếng, dẫn người rời đi. Tới, chúng ta tiếp tục ăn cơm, Trương Huyền chút nào không bị chuyện này ảnh hưởng đến. Tương lai vẻ mặt tức giận, lão đại, người kia vừa nghe nói người bệnh là trúng độc, lập tức liền trở nên trột dạ lên, độc tuyệt đối là hắn hạ. Bọn họ ra sự, nên nói đã nói cho kia cô nương, xử lý như thế nào, chúng ta liền quản không đến, ăn cơm ăn cơm. Y quán nội, lại khôi phục một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Mấy ngày kế tiếp, y quán nội đều không có bao nhiêu người, trương huyền bọn họ cũng không vội, rốt cuộc tới này mục đích là quan sát cửu cục nội tình huống, nhìn xem rốt cuộc cửu cục vị nào cao tầng, cùng bên ngoài có tiếp xúc. Lưu phó quan hai ngày này thần thanh khí sảng, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, bắt được công huân, đi nào đều là một mảnh tán dương, làm hắn thoải mái không được. Hôm nay Lưu phó quan ở trên đường phố đi dạo, ánh mắt lại đột nhiên tỏa định ở một nhà y quán. Hắn, hắn như thế nào tại đây? Lưu phó quan mày nhân lại, đi nhanh chiều y quán đi đến. Vừa vào cửa, Lưu phó quan liền lớn tiếng quát lớn, Trương Huyền. Người còn muốn âm hồn không tan tới khi nào? Trương Huyền nhìn đến xuất hiện ở cửa lưu phó quan, mày nhân lại, không nói gì. Trương Huyền, ngươi rốt cuộc đánh cái gì tâm tư, ta nói cho ngươi, hàn ôn nhu là không có khả năng thích ngươi, ngươi đã chết này tâm đi. Chạy nhanh lăn ra nơi này, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, có nghe thấy không? Đây là đô thành, ta có vô số loại biện pháp làm ngươi chết. Ngươi hắn sao thứ gì, ai làm ngươi tại đây kêu to? Tính tình táo bạo Alex đường trường nhịn không được, vén tay áo liền đi rồi đi lên. Lưu phó quan nhìn đến này cùng tháp sắt giường như thân ảnh, không cấm lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là thả ra tàn nhẫn lời nói, Trương Huyền, đừng cho mặt lại không cần, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi nếu không đi, ta muốn ngươi đẹp. Lưu phó quan nói xong, đi nhanh rời đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Ban đêm, Lưu phó quan hẹn mấy cái bạn tốt ở bên đường, nói việc này. Ca mấy cái, có cái mở y quán tiểu tử đắc tội ta, việc này nên xử lý như thế nào? một người dựa vào Ferrari thanh niên tóc vàng vẻ mặt khinh thường, một cái mở y quán, trực tiếp làm chết hắn không phải được rồi. Cái nào y quán, ngày mai ta đi xem. Nhiều chuyện đơn giản, chủ yếu ca mấy cái các người cũng biết, lưu phó quan trà sát tay, cha ta hiện tại đem ta an bài đến đơn vị, có một số việc ta không có phương tiện đi làm. Không có việc gì, giao cho ta, thanh niên tóc vàng vỗ bộ ngực bảo đảm. Còn lại mấy người, cũng đều lộ ra hưng phấn bộ dáng, nhà bọn họ cảnh yêu Việt, gần nhất vừa vặn nhàm chán không có việc gì làm, có thể tìm ít việc làm là tốt nhất. Mấy người ăn nhịp với nhau. Ở Đô Thành, một cái xa hoa đại bình tầng trung, tần liễu đổ một chén nước đặt ở trên bàn trà, nhìn ngồi ở trên sofa phụ thân lại mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Tần liễu vẻ mặt quan tâm nói, ba, nếu không lại đi nhìn xem đi, ngày hôm qua cái kia bác sĩ nói ngươi là trung thần kinh độc tố. Nói bậy, tần liễu phụ thân nổi giận một chút, ta sao có thể trúng độc bác sĩ ngày hôm qua bắt người máu đi xét nghiệp, nói độc nơi tay trong ngoài, đồng hồ tài chất có vấn đề, ba, bằng không lại đi nhìn xem đi. Tần liễu nhìn chằm chằm phụ thân trên tay kia khối biểu. Không có khả năng, tần liễu phụ thân lập tức phủ quyết, này biểu là ngươi nhị thuốc tặng cho ta, đôi ta là thân huynh đệ, ngươi ý tứ hắn sẽ hại ta. Được rồi, ta chính là gần nhất quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi, bất quá ngày hôm qua cũng đích xác ít nhiều cái kia y quán, Ngày mai ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đi cảm ơn người bác sĩ. Tần Liếu thấy phụ thân kiên trì, lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới lượng y quán nội, Trương Huyền đám người mới trợn mắt, chuẩn bị mở cửa, liền nghe cửa truyền đến tiếng gào. Táng tận thiên lương a, bán cho chúng ta giả dược, ăn người chết, ăn người chết a. Đều là một đám tang thiên lương đồ vật a. Đại gia mau đến xem xem, này y quán bán cho chúng ta giả dược a. Chúng ta ngày hôm qua tới này xem bệnh, ăn bọn họ dược, hôm nay người liền tiến trọng chứng. Từng đạo tiếng gào từ Trương Huyền bọn họ y quán cửa truyền đến. Trương Huyền kéo ra môn, liền thấy mấy người nằm ở y quán cửa, không ngừng lăn lộn, bọn họ tiếng gào, lập tức đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt người. Y quán đối diện, hành y Đường lão bản La Giang trên mặt treo cười lạnh, những người này đều là hắn an bài, bắt nước bẩn, vụ oan hãm hại loại sự tình này, La Giang phi thường có kinh nghiệm thượng một cái y quán, chính là bị hắn như vậy làm đảo. Trương Huyền cao mày, còn chưa nói lời nói, một chiếc treo đô thành A giấy phép Ferrari liền ở cửa ngừng lại, ở Ferrari mặt sau, còn đi theo một chiếc Rolls Royce. Cửa xe mở ra, vài tên thanh niên đi xuống xe tới, cầm đầu một người, nhiễm màu vàng đầu tóc, trực tiếp vọt vào y quán, nhìn lướt qua sau, chỉ vào y quán trên tường một viên linh chi mở miệng, hắn sao, ta bảo bối quả nhiên bị người trộm, liền đặt ở này, mau, gọi điện thoại, phong bọn họ y quán, trộm đồ vật. Thanh niên tóc vàng tiếng mắng qua đi, những cái đó cùng hắn cùng nhau tới người, cũng toàn bộ phát ra tiếng mắng. Trương Huyền nhìn cửa phát sinh sự, đi ra phía trước, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, các vị, ta không rõ ràng lắm các ngươi rốt cuộc là có cái gì mục đích, nhưng ta khuyên các ngươi, ngàn vạn không cần làm như vậy, nếu là chịu người sai xử nói, hiện tại quay đầu lại còn kịp, có một số việc, hậu quả là các ngươi vô pháp thừa nhận, vô luận các ngươi sau lưng là ai vô pháp thừa nhận ta đảo muốn nhìn một chút là như thế nào một cái làm ta vô pháp thừa nhận pháp thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng lão tử hôm nay khiến cho ngươi này y quán đóng cửa ta nhìn xem ai dám ngăn cản thanh niên tóc vàng nói một chiếc điện thoại liền đánh đi ra ngoài thực mau mấy chiếc xe liền lái qua đây cửa xe mở ra xuống dưới một nhóm người đưa ra giấy chứng nhận trực tiếp muốn đem trương huyền đám người mang đi hơn nữa lấy ra giấy niêm phong chuẩn bị phong y quán môn Alex cái kia tính tình nóng nảy đương trường liền phải động thủ. Trương Huyền duỗi tay ngăn lại Alex, không cần động thủ, đi thôi, cũng vừa lúc nhìn xem, ai nhầm vào chúng ta. Trương Huyền ánh mắt khói mù, hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là hành tung bại lộ, tiệt giáo người, muốn mượn còn lại tay, tới bước đi bọn họ, cứ như vậy, hành tung đã bại lộ, tiếp tục đãi đi xuống cũng không có ý nghĩa, bị bắt đi, ngược lại còn có thể bắt được một ít quỷ tới. Nếu không phải tiệt giáo, là có khác một thân nói, trực tiếp khởi xung đột, cũng sẽ bị chú ý tới. Hôm nay việc này, dù sao cũng chưa biện pháp thiện hiểu rõ. Trương Huyền mấy người, bị trực tiếp mang đi. Một chiếc may Maybach vừa vặn chạy đến nơi này, xe còn không có đình, bên trong xe người, liền nhìn đến Trương Huyền đám người bị mang đi, y quán bị dán lên giấy niêm phong một màn. Tại sao lại như vậy? Lái xe tần liếu không thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngồi ở xe sau tần liếu phụ thân thở dài, nhìn dáng vẻ. Đêm đó chúng ta là bị người lừa, này cũng không phải cái gì bác sĩ, tần liễu, ngày đó buổi tối nghe được nói, coi như là giả đi, đi thôi. May bách không đình, trực tiếp khai đi. Trương Huyền đám người, bị áp lên xe sau, mang lên khăn trùm đầu, qua thật lâu, chiếc xe dừng lại, bọn họ bị người xô đẩy xuống xe, phân biệt mang đi giam giữ lên. Cho ta cha điều tra rõ những người này chi tiết, một cái đều đừng buông tha, dám đầu uông thiếu đồ vật, chán sống. Uông thiếu chính là tên kia thanh niên tóc vàng chỉ vào y quán nội linh chi nói là bị trộm trương huyền đám người bị phân biệt giam giữ ở cơ cấu trước cửa uông thiếu cấp lưu phó quan đánh điện thoại lão lưu giải quyết đều cấp bắt nói đi muốn cho như thế nào phán lưu phó quan được đến tin tức lúc sau lòng tràn đầy vui mừng ha 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 có ngươi lần này đa tạ ngươi tốt nhất có thể làm hắn ở bên trong hảo hảo đợi ra không được cái loại này hành giao cho ta Uông Thiếu vỗ bộ ngực bảo đảm. Ở cửu cục bên trong một gian phòng họp nội. Làm một cái đặc thù tồn tại, cửu cục phòng họp, cũng tất cả đều là từ đặc thù tài chất dựng mà thành, ở bên trong này lời nói, tuyệt đối truyền không đến bên ngoài đi. Giang Vân ngồi ở hội nghị bàn chủ vị thượng, đương triệu cực rời khỏi sau, Giang Vân một lần nữa đảm nhiệm cửu cục nhất ca, không ai không phục. Trừ bỏ Giang Vân bên ngoài, còn có lưu ký chờ một chúng cao tầng. Giang Vân ngón tay gõ mặt bàn, Phòng họp nội không khí có vẻ có chút khẩn trương, chỉnh gian phòng họp nội, chỉ có Giang Vân gõ mặt bàn thanh âm vang lên. Đột nhiên, một người đến từ bên ngoài người đã chết. Giang Vân mở miệng, hắn thanh âm lạnh nhạt, ở đây người, tất cả đều ngồi ngay ngắn. Giang Vân ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, lại nói ta biết, ở các người giữa, có người đã đầu nhập vào tiệt giáo, hoặc là nói, bản thân chính là tiệt giáo người, nhưng có một chút ta tưởng thuyết minh, tiệt giáo, vô pháp ngóc đầu trở lại, có thượng một lần sự tình, lúc này đây, chúng ta mọi người, đều có hoàn toàn ứng đối pháp tắc, hơn nữa, thực mau sẽ có định đếm. Giang Vân ánh mắt lại lần nữa từ mỗi người trên mặt xem qua, nhưng không có nhìn ra bất luận cái gì bất đồng. Hảo, tan họp đi. Giang Vân vỗ vỗ tay, cử cục một chúng cao tầng đứng dậy rời đi. To như vậy phòng họp nội, chỉ còn Giang Vân một người. Phòng họp môn mở ra, ngày đó cùng Giang Vân cùng nhau xuất hiện ở mặt quốc tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Đại nhân, còn không có tìm được manh mối sao? Không vội, Giang Vân cười cười, người vương đã ở tìm manh mối, ta nói những cái đó, bất quá là vì mê hoặc bọn họ mà thôi, thực mau, người vương liền sẽ cấp ra một đáp án. Người vương, tuổi trẻ nữ nhân nghe thế hai chữ, lập tức kích động lên, đại nhân, ngươi là nói, người vương đã tới đô thành. Giang Vân hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, nói không chừng ngươi còn gặp qua hắn, chỉ là không biết mà thôi. Tuổi trẻ nữ nhân một lòng lập tức ra tốc nhảy dựng lên, chính mình nói không chừng gặp qua người vương, này cũng quá vinh hạnh đi. Giang Vân ngồi ở chỗ kia, đột nhiên điện thoại vang lên. Giang Vân tiếp khởi điện thoại, nghe điện thoại trung truyền đến thanh âm, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ngược lại biến thành phẫn nộ. "Chờ, ta lập tức đến, tương quan người, một cái đều không được buông tha." Giang Vân nói xong, một tay đem điện thoại khấu hạ, có vẻ cực kỳ sinh khí. Đại nhân đây là người vương ẩn núp, nhưng bị bắt, Giang Vân hít sâu một hơi, sau lưng, khả năng có tiệt giáo bóng dáng, người cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Vân nói xong, đi nhanh rời đi. Ở giam giữ trương huyền đám người cơ cấu bên ngoài, một cái trung niên nam nhân, long hành hổ bộ, một khuôn mặt không giận tự uy, hắn thấy được dựa vào cơ cấu cửa kia chiếc Ferrari trên thân xe thanh niên tóc vàng, đi qua đi hỏi, người họ uông. Người cử báo y quán trộm người đồ vật. Đúng vậy, uông thiếu gật gật đầu, Đồng thời nghi hoặc, như thế nào không phải tôn khoa tới tìm chính mình, nhưng hắn cũng không để bụng, nói thẳng nói, kia viên Linh Chi là của ta, kết quả bày biện ở bọn họ y quán. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, lấy ra chính mình công tác chứng minh, ta họ ngô, phụ trách cái này cơ cấu, ngươi có thể kêu ta ngô tổ, ta hiện tại mở ra ký lục nghi, kế tiếp ngươi nói mỗi một câu, đều đem làm chứng cứ, nghĩ kỹ lại nói, không cần ba hoa chích trẻ, kia Linh Chi, thật là ngươi. Uông thiếu mắt trợn trắng không nghĩ ra nơi này vì cái gì sẽ làm như vậy chính thức nhưng vẫn là gật đầu nói đúng vậy chính là của ta xác định sao nghiệm chứng qua sao ngô tổ lại lần nữa hỏi đương nhiên xác định trăm phần trăm chưa nói hoảng ngô tổ lại lần nữa xác nhận uông thiếu có vẻ có chút không kiên nhẫn trực tiếp phung tay lên ta đương nhiên sẽ không nói dối hảo nếu chưa nói dối nói ngô tổ gật gật đầu theo sau hét lớn một tiếng người tới cho ta bắt lấy Ngô tổ tiếng nói vừa dứt, uông thiếu sắc mặt lập tức đại biến. Từ ngô tổ phía sau, lập tức lao tới vài người, trực tiếp đem uông thiếu khấu lên. Các ngươi làm gì, uông thiếu đường trường giống lớn lên, dựa vào cái gì khấu ta? Có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi là người nào cũng chưa dùng, kia viên linh chi, thuộc về quốc bảo cất chứa loại, vật báu vô giá, là no mần gia tộc đặt ở hẻ oi bức triển lãm, ngươi nói là của ngươi. Ngươi từ từ đâu ra, mang đi, ngô tổ vung tay lên trực tiếp đem uông thiếu mang tiến cơ cấu mới vừa tiến cơ cấu đại môn liền thấy một người nhân viên công tác mồ hôi đầy đầu chạy đến ngô tổ trước mặt ngô tổ những người đó thân phận điều tra rõ ngô tổ đôi mắt nhíu lại cái gì thân phận này nhân viên công tác hít sâu một hơi có điểm dọa người thân phận có điểm dọa người ngô tổ sửng sốt một chút uông thiếu cũng sửng sốt một chút nói đi ngô tổ nhìn về phía nhân viên công tác Nhân viên công tác gật gật đầu, y quán xoát tường cái kia, kêu phí lôi tư, là Norman gia tộc người thừa kế, kia viên huyết linh chi, chính là hắn lấy quá khứ, bao gồm y quán nội còn lại chân bảo, cũng đều là thuộc về Norman gia tộc, theo hắn theo như lời, tất cả đều là lấy qua đi bãi chơi, hiện tại Norman gia tộc đã hướng chúng ta tạo áp lực. Y quán bốc thuốc cái kia, tên là Lilith, là phương Tây Đại Tuyết Sơn thần trong Điện Chủ Tế Tự, danh hiệu Vì Nguyệt, ở Đại Tuyết Sơn giữa, là ánh trăng nữ thần hành tổ ở nhân gian đại biểu giáo phái lãnh tụ, Đại Tuyết Sơn vô số giáo chúng cũng tuyển ra đại biểu gọi điện thoại lại đây, hỏi chúng ta muốn một lời giải thích. Y quán quét tước vệ sinh, tên là Alex, là đã từng quang minh đảo Mười Vương Chi nhất, cũng là quang minh đảo ngoại trinh tướng quân, hiện ở tại phản cổ trên đảo, duy trì phản cổ đảo trật tự. Một cái khác bốc thuốc, danh hiệu tóc đỏ, châu Âu hoàng thất duy nhất người thừa kế, hiện tại ngoại giao đã nhận được đối phương điện thoại, yêu cầu một lời giải thích. Đổ rác cái kia, kêu y chắc ngươi, thế giới ngầm quang minh đảo đệ nhất tình báo tổ chức lãnh tụ. Cửa phát truyền đơn kêu đặc ngươi, danh hiệu hải thần, vùng biển quốc tế thượng, 70% hạm đội, xuất thuộc về đặc ngươi, hiện giờ kia minh mông cuồn cuộn hạm đội, đã chiều hè oi bức hải vực tới gần, nhưng ngại với nào đó nguyên nhân, không có trực tiếp tiến vào, nhưng cũng đã kêu gọi. Cửa la to nhận người cái kia, là thủ lăng nhất tộc truyền nhân, này phụ thân thân phận thần bí, lai lịch rất lớn. Y quán nội thu bạc, tên là Khương Nhi, tam đại thế gia khương gia người, danh hiệu tương lai, đã chịu phía chính phủ bảo hộ, nắm giữ siêu việt toàn cầu khoa học kỹ thuật trình độ, đối với phía chính phủ tới nói, là quốc bảo cấp nhân vật. Mà y quán bác sĩ, nói đến này, nhân viên công tác nuốt khẩu nước bọt. Y quán bác sĩ, tên là Trương Huyền, Nguyên Quang Minh Đảo Thánh Chủ, danh hiệu địa ngục quân vương, đồng thời cũng là y học giới nghe đồn diêm vương sống, thế giới đỉnh cấp bác sĩ. Có rất nhiều tưởng bái Trương Huyền vi sư đều không có phương pháp, Trương Huyền sau với cổ chiến trường trinh chiến thú nhân, là cổ chiến trường lãnh tụ, phản cổ đảo xuất hiện, Trương Huyền giả mạo tiên vương, hộ vô số tu sĩ an nguy, sau các đại truyền thừa quật khởi, dục muốn cắn nuốt phản cổ đảo, Trương Huyền một người, chém giết số đại thực lực lãnh tụ. Một lời a à lui vô số truyền thừa đạo tràng, bị nhân xưng làm là người vương. Nói xong này đó, mồ hôi lạnh đã làm ướt tên này nhân viên công tác quần áo. Những người này lai lịch, thật sự đều quá lớn ngô tổ nghe đều cả người đổ mồ hôi lạnh thậm chí không rảnh lo bên cạnh uông thiếu vội vàng quát mau đem người thả đem người thả mau mang ta qua đi uông thiếu một người lăng ở nơi đó không biết làm sao cái gì thành viên hoàng thất cái gì hạm đội lãnh thụ người nào vương uông thiếu nghe thấy này đó tên tuổi trong lòng đều có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo đương ngô tổ chạy mau đến trương huyền đám người trước mặt khi trương huyền đám người đã ngồi ở phòng nghỉ uống trà ngô tổ còn không có tới kịp nói chuyện phòng nghỉ môn bị người một chân đá văng liền thấy vẻ mặt tức giận giang vân đi đến kia tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt kích động đi theo giang vân bên cạnh người hảo người là ngô tổ nhìn về phía giang vân giang vân trực tiếp lấy ra một cái giấy chứng nhận bày biện ở ngô tổ trước mặt từ giờ trở đi nơi này từ chúng ta tiếp nhận sở hữu tham dự chuyện này thành viên toàn bộ bắt giang vân biểu tình nghiêm khắc ngô tổ vừa thấy đến giang vân lấy ra giấy chứng nhận lập tức đứng thẳng thân thể, kính cái lễ. Ngô Tổ rời đi sau, Giang Vân hướng Trương Huyền xin lỗi cười cười, nhận được người điện thoại, trước tiên chạy tới, nhưng giống như, sự tình đã không còn kịp rồi. Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu, các ngươi cửu cục đã bị thẩm thấu, tham dự, là Sơn Hải giới 10 đại thánh địa người, ta hiện tại bắt được tới Ngọc Hư thánh địa, nhưng sau lưng còn có người, chúng ta ẩn thân y quán, chính là muốn tìm manh mối, chỉ là như vậy một nháo, sự tình khẳng định sẽ bại lộ, ta hoài nghi sau lưng người cùng tiệt giáo có liên lụy, yêu cầu hào hào thầm một chút, không thể buông tha. Yên tâm, Giang Vân gật gật đầu, chuyện này, cần thiết phải có cái kết quả ra tới. 20 phút sau, hành y đường y quán lão bản La Giang, đã dẫn người nháo sự uông thiếu, bao gồm cái này cơ cấu tôn trưởng khoa, cũng là uông thiếu giúp đỡ, đều phân biệt bị dựa vào phòng thẩm vấn. Ta 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 ta, ta chính là muốn đi làm hoàng bọn họ sinh ý, ta thật sự cái gì cũng không biết a. À. La Giang nhìn trước mắt trận trưởng hoàn toàn hoảng sợ, cử cục căn cứ ở y quán cửa hô to bán giả dược những người đó tìm được rồi La Giang. La Giang khóc tang một khuôn mặt, hắn đã hoàn toàn dọa choáng váng. vốn dĩ chỉ là tưởng ghê tởm một chút kia ra y quán, nhưng lại không nghĩ tới trực tiếp bị bắt tiến vào. Hơn nữa tội danh thế nhưng là phản loạn phía chính phủ. cái này tội là tử tội a. điều tra rõ phòng hắn y quán không chiêu liền vẫn luôn đóng lại. Giang Vân đơn giản thẩm phán La Giang. Trương Huyền muốn tìm ra tiệt giáo thành viên sự, sự tình quan trọng đại, không thể có một chút má hộ, phàm là cùng việc này dính một chút biên, đều không thể buông tha. La Giang, nhất định phải xui xẻo. Giang Vân thẩm phán xong sau, trực tiếp đi Uông Thiếu giam giữ thất. Uông Thiếu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng đánh run run, hắn mới vừa xin cho chính mình phụ thân gọi điện thoại, nhưng một chiếc điện thoại qua đi, phụ thân thế nhưng nói thẳng cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, làm chính mình tự sinh tự diệt. Cái này làm cho Uông Thiếu ý thức được, chính mình chọc tới căn bản đắc tội không nổi đại nhân vật. Nói đi, người sau lưng người là ai? Ta, ta, Uông Thiếu cả người đánh run run, là họ lưu. Hắn tưởng đối phó cái kia y quán, bất quá hắn nói hắn thân phận đặc thù, vô pháp động thủ, khiến cho ta tới, kêu lưu thần, nói ở cái gì cửu cục làm một cái đội phó quan, hắn ba rất lợi hại, kêu lưu ký, là cửu cục cao tầng, Uông thiếu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chuyện gì đều chiêu. Thân phận đặc thù, không có phương tiện ra tay. Giang Vân trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, đương trường hạ lệnh, đi đem lưu ký cùng con của hắn, toàn cho ta trả lại đây. Lúc này, lưu thần đang ở cửu cục, hắn đôi tay bối ở sau người, nghênh ngang, những cái đó đội viên nhìn thấy hắn, đều sẽ kêu thượng một tiếng lưu phó quan. Lưu thần phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hơn nữa, hoàn thành một lần đặc đại nhiệm vụ, hắn trong lòng toàn là đắc ý, động bất động liền sẽ đem nhiệm vụ sự tình treo ở ngoài miệng. Ta cho các ngươi nói, lưu thần đi đến đội viên huấn luyện địa phương, các ngươi đắc dụng điểm tâm, bằng không xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống, các ngươi liền bảo mệnh tư bản đều không có, biết ta lần này cùng hàn đội nhiều hung hiểm sao. Chúng ta từ cao lầu điều hòa ngoại cơ nhảy xuống, chúng ta giả mạo cảng thành phú hào, chúng ta đại chiến độc phỉ, sinh từ một đường. Lưu thần nói nước miếng bay tứ tung, nơi xa, Đột nhiên đi tới một đội người, bọn họ thần sắc nghiêm túc, sải bước đi vào Lưu Thần trước mặt, hỏi, "Là Lưu Thần sao?" "Đúng vậy, là ta, như thế nào, ta giấy khen ban xuống dưới sao?" Lưu Thần vẻ mặt ngạo nghễ. Bắt lấy, một đội người một hống mà thượng, trực tiếp đem Lưu Thần ấn ở trên mặt đất khảo chết. "Các ngươi là ai? Ta là Lưu Thần, ta ba là Lưu Ký, ta mới vừa hoàn thành quan trọng nhiệm vụ, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối đãi ta?" lưu thần giống to, đồng thời dọn ra chính mình lão tử danh hào tới. Chào chính là ngươi, còn có lưu ký, một cái đều chạy không được, mang đội tới người trượt quát một tiếng, tới, mang đi. Ở rất nhiều người không rõ nguyên do trong ánh mắt, lưu thần bị áp giải ra sân huấn luyện. liền ở vừa mới còn phong cảnh vô hạn lưu thần, lúc này đã biến thành tù nhân, này chuyển biến không thể nói không mau. 20 phút sau, lưu thần bị nhốt ở cơ cấu phòng thẩm vấn nội, Hắn không ngừng giống to kêu to, nói chính mình oan khuất. Ta là lưu thần, ta ba là lưu ký, ta mới vừa lập công lớn, các người không tư cách như vậy đối ta, mau phóng ta đi ra ngoài. Kéo kẹt tương đương, một tiếng, phòng thẩm vấn môn bị người đẩy ra. Lại có một người, đôi tay bị khảo, bị áp tiến vào. Nhìn đến người này nháy mắt, lưu thần hai mắt trừng lớn, bởi vì hắn nhìn đến, này bị áp giải người, đúng là chính mình lão cha, chính mình lớn nhất dựa vào, cửu cục cao tầng. Lưu Ký. 3. Lưu Thần không thể tin tưởng nhìn trước mặt người, cho tới nay, ở Lưu Thần ấn tượng giữa, chính mình lão cha là không gì làm không được, cửu cục cao tầng thân phận, cũng là làm hắn siêu nhiên thế ngoại, mặc kệ là cái gì phong ba, đều không thể quát đến chính mình lão cha trên người. 3. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu Thần trước tiên liền đặt câu hỏi. Đôi tay bị khảo Lưu Ký sắc mặt âm trầm, ngồi ở phòng thẩm vấn nội, mở miệng nói có người muốn làm ta nhưng còn không biết là ai hạ tay. Làm ngươi, ba, còn có chuyện gì có thể làm chúng ta? Lưu Thần khó có thể tin. Đại sự, Lưu Ký thanh âm có chút khàn khàn, chuyện này liên lụy quá lớn, ai phải bị hoài nghi thượng, cho dù là hiện tại Cửu Cục nhất ca cũng chưa người giữ được. Nghe được chính mình phụ thân lời này, Lưu Thần không cấm dùng mình một cái. Bị dính dáng đến, liền Cửu Cục nhất ca đều đến xui xẻo. Rốt cuộc chuyện gì có như vậy khủng bố, thế giới đại chiến sao? nhìn chính mình nhi tử trên mặt lo lắng, lưu ký mở miệng nói yên tâm, chuyện này dọn không ngã ta, ta không thẹn với lương tâm, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ điều tra ra ai ở sau lưng động tay chân, ta sẽ đem hắn, nghiền xương thành cho. Lưu ký lời nói giữa tràn ngập tàn nhẫn, hắn ở cái này vị trí ngồi thời gian rất lâu, đã thật lâu không có người, dám đối với phó hắn. Nghe được phụ thân trong giọng nói tàn nhẫn cùng tự tin, lưu thần cũng yên lòng, gật gật đầu, ba, dám làm chúng ta, mặc kệ sau lưng là ai, tuyệt đối không thể buông tha. Lưu thần trong mắt, cũng lập lòe hung mang. Đang ở lúc này, phòng thẩm vấn môn, bị người mở ra, Giang Vân thân ảnh, xuất hiện ở lưu ký cùng lưu thần hai người trước mặt. Giang Vân vào cửa, nhìn lướt qua lưu ký, theo sau ngồi ở lưu ký đối diện, mở miệng nói, nhiều ngày trước, mặc quốc một trận chiến, một người ngoại lai người bị chảm, ra tay, là người vương. Người vương, lưu ký đôi mắt trừng lớn. Thân là cửu cục cao tầng, người vương chi danh, lưu ký có thể nào không nghe nói qua, này phiến thiên địa giữa đệ nhất cường giả, phản cổ đảo bảo hộ thần, chém giết thánh quân thập tự đoàn trường, chém giết tiệt giáo giáo chủ, diệt thần tộc toàn viên, bình định cổ chiến trường chiến loạn, liếc mắt một cái a à lui thiên hạ đạo tràng, đồng thời sáng lập thiên môn, đã rời đi cái này văn minh. Đó là thế giới này đứng đầu tồn tại. Giang vân ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục mở miệng, cửu cục bên trong bị thẩm thấu, vô pháp điều tra rõ phía sau màn độc thủ, mấy ngày trước, người vương giá lâm đô thành, mai danh ẩn tích, tuần tra phía sau màn độc thủ, có người cố ý vụ oan người vương trộm đạo chờ tội danh, đem sự tình nháo đại, lúc này đã bị tiệt giáo biết được, người vương hành tung bại lộ, phía sau màn độc thủ vô pháp tìm ra. Sở dẫn tới trực tiếp hậu quả, người vương cần thiết muốn cường ngạnh khai chiến, không mang tất cả, cái này cách làm, sẽ đưa tới vị kia tồn tại trước tiên đã đến, ở không có chuẩn bị tốt tiền để hạ, chiến tranh liền phải bắt đầu. Giang Vân nói đến này, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Ký, người còn có cái gì muốn nói sao? Lưu Ký chỉ là nghe, đều cảm giác trong lòng phát run, tuy rằng Giang Vân nói mấy câu nói xong, nhưng này sau lưng sở khiến cho phản ứng dây chuyền, Lưu Ký đã có thể nghĩ đến có bao nhiêu khủng bố, hắn nhìn Giang Vân, ngài ý tứ là, chuyện này, là ta ở sau lưng quạt gió thêm củi. Giang Vân không có trả lời Lưu Ký vấn đề, mà là hướng ngoài cửa hô một tiếng, mang tiến vào. Ở Giang Vân thanh âm hạ, Uông Thiếu bị người đẩy tiến vào lúc này uông thiếu sắc mặt trắng bệch thấy lưu thần lúc sau gấp không chờ nổi chỉ ra và xác nhận là hắn chính là hắn hắn làm ta làm là hắn nói kia gian y quán chủ nhân cùng hắn có mâu thuẫn hắn nói hắn thân phận đặc thù cho nên không thể động thủ làm ta đi tìm phiền toái làm ta đi cho hấp thụ ánh sáng kia ra y quán uông thiếu đã bị sợ hãi hiện tại hắn còn đâu thèm cái gì huynh đệ tình nghĩa có cái gì toàn chiêu giang vân mí mắt cũng chưa nâng một chút mở miệng nói, y quán chủ nhân chính là người vương. Giang Vân này một câu, làm Lưu Ký sau lưng, nháy mắt bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp. Y quán chủ nhân là người vương. Chính mình nhi tử, tìm người hủy y quán. Lưu thần sắc mặt, lúc này cũng phá lệ khó coi. Lưu Ký, có cái gì muốn nói sao? Giang Vân nhìn Lưu Ký. Lưu Ký há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại miệng, hắn biết, chuyện này cần thiết muốn định tính vô luận chính mình nhi tử là xuất phát từ cái gì mục đích đối phó kia gian y quán, chẳng sợ chỉ là vì tranh cường đấu tàn nhẫn linh tinh, nhưng sự phát lúc sau tạo thành kết quả, không phải bình thường xin lỗi có thể gánh vác. ba Cái kia y quán không phải người nào vương, là một cái kêu trương huyền tiểu tử, hắn. Cầm miệng, lưu ký hết lớn một tiếng, ngừng lưu thần nói, theo sau nhìn về phía Giang Vân, giải thích nói, ta không nói nhiều, ta lưu ký là người nào, ngài cũng rõ ràng, ta minh bạch, chuyện này, cần thiết phải cho cái kết quả ra tới, ngài ý tứ là cái gì? Tham dự chuyện này người, không ai có thể tránh được. Giang Vân nhìn lưu ký, thở dài một tiếng, cũng bao gồm ta. Lưu ký thân thể chấn động. Người theo ta đi chiến trường, đến nỗi người bồi táng. Giang Vân đem ánh mắt phóng tới lưu thần trên người, theo sau lắc lắc đầu, bảo không được. Giang Vân trong miệng bảo không được, lập tức khiến cho lưu thần minh bạch là có ý tứ gì, hắn sắc mặt nháy mắt trắng bạch một mảnh, ba này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Ta cái gì cũng chưa làm, ta cái gì cũng không biết, ba. Có chút trình tự sự tình, các người tiếp xúc không đến, các người cho rằng chính mình một tay che trời, tưởng đối phó ai liền đối phó ai, trung quy sẽ chọc tới không nên dây vào người. Giang Vân lắc lắc đầu, cho người một ngày thời gian, tuyển mộ địa. Giang Vân nói xong, đứng dậy rời đi. Lưu thần ánh mắt dại ra, tuyển mộ địa. Tại sao lại như vậy? chính mình còn có rất tốt niên hoa muốn đi hưởng thụ chính mình có được rất nhiều người đời này đều không thể có được đồ vật phòng thầm vấn cửa vọt vào tới một đội người đem lưu thần áp đi ba ba ngươi không thể làm cho bọn họ như vậy cứu ta cứu ta a à, lưu thần hét lớn tới gần hỏng mất lưu ký một câu không nói trong mắt có đục nước mắt lưu lại lưu ký vừa rồi còn đang suy nghĩ là có người cố ý cho chính mình thiết cục lại không nghĩ rằng hết thảy nguyên do, đều xuất từ với chính mình nhi tử trên người. Lưu ký rất rõ ràng chính mình nhi tử là cái cái dạng gì người, cho nên hắn cố ý đem nhi tử an bài tiến cử cục, chính là hy vọng có thể đối hắn có điều thay đổi, nhưng trong tay gia tăng quyền lợi, lại làm chính mình nhi tử trở nên càng thêm cản rỡ, thế cho nên ở trong lúc vô ý, đắc tội vô pháp đắc tội đại nhân vật. Đức, không xứng với trong tay quyền lợi. Giang Vân rời đi phòng thẩm vấn, đi vào một gian phòng họp nội. Trương nguyền lúc này, đang ngồi ở phòng học chung, nhìn Giang Vân tiến vào, Trương Huyền ngón tay hơi hơi gõ mặt bàn. Là thời điểm nên hành động, Trương Huyền mí mắt khẽ nâng, khóe miệng treo lên một nụ cười. Người tính toán như thế nào làm? Giang Vân ngồi ở Trương Huyền đối diện. Hiện tại, mờ mịt thánh địa, âm dương thánh địa, là lướt thánh địa, nguyên sơ thánh địa, thích ca thánh địa, đều có hiểm nghi, những người này, đều có khả năng. Trương Huyền ánh mắt thanh triệt, ý nghĩ rõ ràng, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, một con toàn quy, một cái thiên đạo bảy trọng đều ở chỗ này ta hồi đối toàn quy cùng một người khác ra tay theo sau trở về núi hải giới dẫn ra địch nhân giang vân hiển nhiên biết không thiếu hắn nghe được trương huyền nói sau thân thể hơi hơi chấn động người tưởng mạnh mẽ mở ra quyết chiến tiên đã muốn tới trương huyền mí mắt khẽ nâng tiếp tục chờ đi xuống không có ý nghĩa giang vân hít sâu một hơi ta có thể làm cái gì bảo hộ hảo thủy tổ nơi Trương Huyền ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, kế tiếp nơi này, liền dựa ngươi. Trương Huyền nói xong, đứng dậy, rời đi phòng họp. Giang Vân nhìn Trương Huyền bóng dáng, thật lâu sau lúc sau, Giang Vân thở vào một hơi ra tới, trong mắt, lại tràn ngập đã lâu chiến ý. Trương Huyền cấp bạch chỉ bọn họ giao đãi một tiếng, làm cho bọn họ toàn bộ phản hồi phản cổ đảo sau, chính mình tắt trực tiếp liên hệ Lam Vân Tiêu. Đường Trương Huyền điện thoại mới vừa cấp Lam Vân Tiêu đã thông khi. Lam Vân Tiêu liền chủ động ra tiếng. Hè oi bước đồ thành sự ta nghe nói, những người đó vị trí ta chia ngươi, nhưng ngươi nếu muốn hảo, này tất nhiên sẽ đem thủy tổ nơi bại lộ ra đi. Bại lộ liền bại lộ đi, Trương Huyền cười cười, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Giờ này khắc này, phương Tây quốc gia, một cái hoa lệ lâu đài giữa, ngồi mấy người. Nguyên sơ thánh nữ, mờ mịt thánh tử, thích ca thánh tử, âm dương thánh nữ, cùng với là lướt thánh nữ, năm người ở sơn hải giới đều là thiên tri kiêu tử tại đây thủy tổ nơi cũng đều là một người dưới vạn người phía trên nhân vật nhưng hiện tại này năm người tụ ở bên nhau sắc mặt lại đều không phải rất đẹp mỗi người trên mặt cũng đều viết lo lắng ngọc hư đã chết chết ở bản thổ nhân thủ thượng có phải hay không cái kia trương huyền ra tay ngọc hư thánh tử đều là thiên kiêu chết ở chỗ này này đều làm cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ cảm ở chỗ này Đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không biết, tánh mạng không có bảo đảm, tuy rằng thực lực có thể trở thành đứng đầu một nhóm kia, nhưng lớn nhất dựa vào đã không có, đó chính là phía sau thánh địa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Đãi ở chỗ này, tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm. Năm người, tất cả đều có vẻ nóng nảy lên. Mà giờ này khắc này, địa tâm bên trong, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Trương tiểu tử, toàn quy tin tức ta cho ngươi, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần người xác định sao? Lam Vân Tiêu liền đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Xác định, Trương Huyền gật đầu. Hảo, Lam Vân Tiêu gật gật đầu, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, vậy dựa theo ngươi tưởng đi làm đi, suy nghĩ của ngươi không nhất định là chuyện xấu. Trương Huyền nhìn Lam Vân Tiêu liếc mắt một cái, theo sau hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chỗ này. Lam Vân Tiêu nhìn chân trời. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi, 30 phút, giống một đạo khủng bố tiếng hô vang vọng chân trời ngay sau đó khủng bố linh khí ở không trung bên trong ngưng tụ làm vân tiêu biết trương huyền cùng toàn quy tiếp xúc làm thiên địa sơ khai khi liền tồn tại thần thú toàn quy nắm giữ khủng bố thần thông ở sơn hải giới loại địa phương kia toàn quy thần thông sẽ vô hạn phóng đại nhưng ở thủy tổ nơi ở quy tắc áp chế hạ toàn quy liền có vẻ không như vậy đáng sợ đương nhiên đây cũng là tương đối mà nói rốt cuộc ở thủy tổ nơi Trương Huyền là thiên vận thêm thân người, dung hợp 3.000 đại đạo. Ở chỗ này, Trương Huyền mới là chân chính vô địch tồn tại. Này vô địch không phải nói nói mà thôi, mà là thật đánh thật, sát ra tới. Trên bầu trời, cuồng phong quấy, mây đen răng đầy, cát đá tung bay, có lôi kiếp giáng xuống. Lam Vân Tiêu nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm có lẽ, lúc này đây, thật là biến số, vô số lần nếm thử, kết quả là, đều thay đổi không được kết quả, có lẽ, thật là vẫn luôn đều quá theo khuôn phép cũ, mà lúc này đây trong thiên địa hai đại biến số đệ nhất là người trương huyền đệ nhị là kia lục diễn các ngươi thầy trò hai người có lẽ thật sự có thể triệt triệt để để thay đổi luân hồi cách cục có lẽ sở hữu hết thảy thật sự sẽ từ lúc này đây phát sinh thay đổi tuy rằng chúng ta không ai biết ở tiên phía sau còn có cái gì nhưng đánh vỡ gông cùng xiềng xích luôn là phải làm làm vân tiêu khoanh tay mà đứng hắn không có gia nhập chiến trường hắn biết rõ toàn quy tuy rằng đáng sợ, nhưng Trương Huyền có thể đối phó, mà chính mình còn có mặt khác một sự kiện phải làm. Ở Trương Huyền cùng toàn quy đại chiến là lúc, bạch trì mọi người, cùng với phản hồi phản cổ đảo. Thiên quốc thánh thành trung, tương lai đi ở nơi đó, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đỡ lấy bên cạnh vách tường, cái chán có đại thích mồ hôi rơi xuống. Tới, tới, tương lai trong mắt toàn là thống khổ, tiên, tới. Địa tâm thế giới, phong vân quấy, Trương Huyền cùng toàn quy đại chiến, nếu không có quy tắc áp chế, hai người đại chiến tạo thành động tính, sẽ ở trong khoảnh khắc hủy hoại toàn bộ địa tâm thế giới. Cuồng bạo linh khí ở chậm rãi chuyển hướng nơi khác, đây là Trương Huyền ở cố tình rời đi chiến trường. Như là toàn quy loại này tồn tại, quá cường, cho dù là ở thủy tổ nơi, Trương Huyền cũng không thể đem này hoàn toàn chém giết, đây là từ thiên địa sơ khai khi liền sống sót tồn tại, muốn giết quá khó. Trương Huyền ý tưởng, cùng lúc trước giống nhau, đem toàn quy Vậy ở tác tô tư phất lôi sa mạc giữa. Lấy trương huyền hiện tại thực lực mà nói, rời đi chiến trường, dễ như trở bàn tay, trên bầu trời mây đen răng đầy, lôi đình lập lòe, từ địa tâm dần dần rời đi. Mà ở tác tô tư phất lôi trên sa mạc không, một đạo vết sách, đột nhiên xuất hiện. Này vết sách phía sau, có một con màu đỏ tươi đôi mắt, xuyên thấu qua kia khe hở, phảng phất muốn thấy rõ ràng cái gì. Một đạo thân ảnh hiện lên, là Lam Vân Tiêu, xuất hiện ở tác tô tư phất lôi sa mạc giữa, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia cái khe, thấy được kia màu đỏ tươi đôi mắt. Ngay sau đó, lại có thân ảnh xuất hiện, là Trương Huyền cùng Toàn Quy. Toàn Quy tuy rằng hóa thân câu lũ lão giả, nhưng như cũng có khí nuốt núi sông chi thế. Đó là cái gì, Trương Huyền chiến đấu rất nhiều, thấy được không trung kia cái khe sau màu đỏ tươi cự mắt. Tiên, Lam Vân Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, hắn muốn tới. Không trung thật lớn vết nứt phía sau, là một con mắt, đôi mắt nhìn xuống phía dưới, vươn một con thật lớn bàn tay, dò ra không chung vết nứt, muốn đem này vết nứt xé mở, do đó vượt qua lại đây. Toàn quy biến thành thân câu lũ lão giả bị trương huyền toàn phương diện áp chế, đương hắn nhìn đến trên bầu trời kia vết nứt phía sau thật lớn đôi mắt khi, phát ra khản khản tiếng cười. Ha ha ha, dám ở nơi này đối ta ra tay, các người đây là tìm chết. Trương huyền quét mắt Lam Vân Tiêu, hắn muốn bao lâu có thể lại đây nhanh nhất hai cái giờ chậm nhất một ngày trương huyền nghe vậy gật gật đầu kia còn kịp ta trước giải quyết này chỉ lão ô quy trương huyền dứt lời trực tiếp rút ra chín kiếp kiếm sát hướng toàn quy ở chỗ này thiên đạo quy tắc dưới trời xanh kiếp là hiện giờ trương huyền có khả năng vận dụng mạnh nhất chiêu thức tại đây trời xanh dưới đó là không thể siêu việt một kích dù cho là toàn quy loại này từ thiên địa ra đời chi sơ liền tồn tại sinh vật với thủy tổ nơi cũng không cần tưởng có thể đánh ra như vậy một kích, nhưng huyền quy lực phòng ngự, lại tại đây một kích phía trên. Toàn quy nhìn trương huyền, ánh mắt vững vàng, tiểu tử, ta thừa nhận, ở vực sâu vùng cấm, không có thấy rõ thân phận của ngươi, ngươi chính là kia huyết mạch truyền nhân đi. Lúc trước tính hết hết thảy, duy độc không có tính đến các ngươi này một mạch lão thử, bất quá hiện tại xem ra, cũng không chậm, sát. Toàn quy cầm trong tay quải trượt, sát hướng trương huyền. Linh khí tung hoành, tác tổ tư phất lôi cát vàng đầy trời trên bầu trời tiếng sấm từng trận này vốn là một mảnh cát vàng nơi lúc này lại mây đen quay cuồng rơi xuống mưa to người thường căn bản vô pháp tưởng tượng nơi này đã xảy ra cái gì mà trên bầu trời vết nứt càng ngày càng nhiều mỗi một cái vết nứt phía sau đều có thể nhìn đến thật lớn thân hình một góc theo vết nứt tăng nhiều chẳng sợ kia thật lớn thân hình còn không có buông xuống cũng đã có thể thông qua vết nứt phía sau cảnh tượng đem kia thân hình chủ nhân khâu ra tới. Đây là hắn ý chí hiện ra, làm Vân Tiêu vẫn luôn đều chưa từng động thủ, hắn nhìn trên không, hắn sợ có được nói, áp đảo chúng ta thế giới này phía trên, cho nên hắn ý chí hiện ra là vô cùng thật lớn, so toàn bộ thế giới đều phải đại. Kia một con thật lớn bàn tay, xé mở cái khe, khiến cho không trung bên trong cái khe càng thêm khủng bố. Ha ha a, ta thừa nhận, người huyết mạch, có chút bất đồng, nhưng này lại như thế nào, người sát không xong ta. Toàn quy thanh âm khàn khàn. Ở chiến đấu bên trong, hắn vẫn luôn bị Trương Huyền sợ áp chế, nhưng căn bản không hoảng hốt. Bởi vì Toàn quy rất rõ ràng, chính mình hạ xuống bất bại chi địa, ở như vậy quy tắc hạ, chính mình không có khả năng chết. Trương Huyền nhìn Toàn quy cầm kiếm tay phải thượng, đột nhiên bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Thiên có cửu trọng: một trọng trời xanh, nhị trọng huyền thiên, tam trọng xích thiên, bốn trọng hảo thiên, năm trọng viêm thiên, sáu trùng dương thiên, bảy trọng u thiên bát trọng biến thiên, cửu trọng quân thiên. Mà ở vùng cấm là lúc, Trương Huyền chém giết luân chuyển cùng cửu cung hai gã thánh tử, chém ra đệ tứ trọng kiếp nạn, hạo thiên kiếp, hạo thiên kiếp ra, uy lực, có thể so với thiên đạo bảy trọng. Mà hiện giờ, toàn quy thực lực, ở thiên đạo bảy trọng phía trên, nếu tưởng bại hắn, chỉ dựa vào hạo thiên kiếp, còn hoàn toàn không đủ. Màu trắng ngọn lửa theo Trương Huyền tay phải thiêu đốt, cuốn quanh thượng chuôi kiếm, theo thân kiếm thiêu đốt. Trời xanh kiếp, Huyền thiên kiếp, Sích thiên kiếp, Hạo thiên kiếp, tứ đại kiếp nạn đều bị này màu trắng ngọn lửa thiêu đốt mà qua. Màu trắng ngọn lửa chạm vào màu xanh đồng phía trên, một mảnh màu xanh đồng rơi xuống, thuộc về chín kiếp trên thân kiếm, thứ năm trọng kiếp nạn hiện ra. Viêm thiên kiếp, thiên có cửu trọng, năm trọng vì viêm, chẳng sợ ở thiên đạo lĩnh vực giữa, viêm thiên cũng thuộc thượng trọng. Mà này chỉ có thể thừa nhận trời xanh kiếp nạn đại đạo quy tắc, lại sinh ra ngũ trọng thiên mới có kiếp nạn liền tại đây một khắc trên bầu trời bốc cháy lên lửa lớn ngọn lửa theo chân trời thiêu đốt mưa to nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ toàn bộ tác tô tư phất lôi trong nháy mắt này xương mù bốc lên mà ở này xương mù giữa tràn ngập lại là khó có thể chịu đựng nóng bức cho dù là trương huyền cùng lam vân tiêu loại này cấp bậc lúc này đều cảm giác cả người khô nóng phải biết rằng bọn họ sớm đã không chịu thời tiết ảnh hưởng bởi vì bọn họ cảnh giới đã vượt qua quá nhiều phạm vi nhưng hiện tại, bọn họ, đích đích sát sát, bị thời tiết này, sợ ảnh hưởng tới rồi. Trên bầu trời, ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng hung, ngay cả không chung cái khe sau kia bàn tay to chủ nhân, đều bị ngọn lửa sở lan tràn đến. Một đạo ngọn lửa lôi đình, từ trên bầu trời, đánh xuống. Này ngọn lửa lôi đình xuất hiện, chỉ là dự triệu viêm thiên kiếp một cái bắt đầu, không chung thiêu đốt, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Trương Huyền có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể đại đạo quy tắc ở làm ra phản ứng, là bị này viêm thiên kiếp sở ảnh hưởng đến. Thủy tổ nơi, một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, là tân văn minh sáng lập địa phương, cũng là hết thảy đại đạo bắt đầu cùng diễn sinh chỗ. Cực hạn cực nóng, thậm chí không cần thiêu, chỉ là độ ấm, liền đủ để bốc hơi nhân thể nổi hơi nước, làm người bởi vậy mà chết. Lúc này, ở đây trời ngọn lửa bên trong, toàn quy cảm nhận được nguy cơ, hắn trong lòng sinh ra lưu ý. Muốn chạy, Trương Huyền thân hình chợt lóe, xuất hiện ở toàn quy trước người, giờ phút này Trương Huyền, đôi tay thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, đây là đủ để đồng hóa hết thảy lực lượng. Người tưởng hủy hoại nơi này sao? Toàn quy nhìn Trương Huyền, khuôn mặt không hề giống phía trước như vậy nhẹ nhàng, hắn có thể cảm nhận được, nơi này đại đạo đều đã chịu uy hiếp. Viêm thiên kiếp, kiếp là ý gì? Kiếp nạn, nếu gọi kiếp nạn, đó chính là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, mới có thể gọi kiếp nạn. Đối mặt toàn quy vấn đề, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, huy động trong tay thiêu đốt trường kiếm. Ngọn lửa lan tràn tới rồi toàn bộ chín kiếp trên thân kiếm, mà này nhất kiếm, nhìn như chỉ là bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng đối với Toàn Quy tới nói, không đơn giản như vậy. Tại đây nhất kiếm phía trên, Toàn Quy cảm nhận được một loại bẻ gãy nghiền nát cường hoành lực lượng, cổ lực lượng này có thể phá hủy trong cơ thể sinh cơ, thậm chí có thể phá hủy đối nói chưa lý giải. Đối mặt này nhất kiếm, Toàn Quy không dám lựa chọn mạnh kháng, chỉ có thể né tránh mà như vậy né tránh, đúng là Trương Huyền muốn. Trương Huyền nhất kiếm lại nhất kiếm liên tiếp chém ra, đem toàn quy triều địa ngục nhà giam địa phương bước đi. Ở Trương Huyền cố ý mà làm hạ, toàn quy khoảng cách địa ngục nhà giam, càng ngày càng gần. 10 bước, 9 bước. Trương Huyền mỗi chém ra nhất kiếm, trong lòng đều ở mặc niệm, hắn huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn quy bị bước lui tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Ba bước, hai bước. Trương Huyền cao cao dơ kiếm, theo sau dùng sức đánh xuống đây là cuối cùng một bước mà liền tại đây một khắc toàn quy đột nhiên cảm nhận được dưới chân truyền đến dị thường hắn thần sắc biến đổi đối mặt trương huyền này nhất kiếm toàn quy không có né tránh mà là ngạnh kháng cũng liền này một bước làm toàn quy thoát ly địa ngục nhà giam phạm vi trương huyền sắc mặt biến đổi cũng không che giấu toàn bộ lực lượng thêm vào ở chín kiếp trên thân kiếm chiều toàn quy đẻ ép đi xuống ngọn lửa thổi quét đại địa sa mạc đều ở thiêu đốt Trương Huyền trong lòng rất rõ ràng, toàn quy loại này tồn tại, không ngăn chặn, một khi phóng này trở lại sơn hải giới, là đại phiền toái, đây là siêu việt thánh chủ cấp bậc chiến lực, còn ở địch nhân kia một phương. Người tưởng âm ta, toàn quy sau lưng, huyễn hóa ra bản thể hư ảnh. Trên bầu trời, kia thật lớn thân hình bỗng nhiên xé rách không chung, một bàn tay, chiều Trương Huyền dò xét ra tới, trong miệng nói là tối nghĩa khó hiểu phản âm. Kia một con bàn tay to xuất hiện, đầy trời ngọn lửa, thế nhưng toàn bộ biến mất này đó là đến từ chính tiên lực lượng tiên xé rách cấm chế xuất hiện ở thủy tổ nơi thật lớn bàn tay phách về phía trương huyền đó là đến từ chính tiên lực lượng chân chính tiên xa ở phản cổ đảo vô tận hải vực giữa tiên sơn bên trong kia tự xưng thượng cổ chân long bộ chúng hóp đạt thần sắc mãnh biến hắn nhìn không chung bên trong thân thể không cấm phát run tới thế nhưng thật sự xuất hiện phản cổ đảo Quang Minh Thánh Thành giữa từ lần trước trở về liền lâm vào ngủ say giữa tương lai đột nhiên bừng tỉnh mồ hôi đầy đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm tiên tới tiên tới tiên truyền thuyết bên trong tồn tại siêu việt hết thảy tồn tại ý chí vượt quá đại đạo ở ngoài tồn tại giờ phút này sẽ rách trời cao dù cho cao ngạo vô cùng toàn quy giờ phút này cũng có vẻ phá lệ kích động không màng trương huyền trong tay kia tràn ngập viêm thiên kiếp năng lượng thần kiếm hư không quỳ xuống nhìn về phía không trung trong ánh mắt. Toàn là cung kính Toàn quy, cung ninh nhiều bảo tiên tôn đại nhân Bàn tay to ép xuống trong quá trình Cấp Trương Huyền mang đến không thể miêu tả khủng bố áp lực Tại đây loại áp lực dưới Viêm thiên kiếp năng lượng toàn bộ tiêu tán Hết thảy đều phảng phất quy về bình tĩnh Này chỉ bàn tay to, che trời Mà đối mặt như vậy một con bàn tay to Trương Huyền lại một chút không sợ Hắn trong mắt thế nhưng thiêu đốt chiến ý Trương Huyền trong mắt chiến ý bị Toàn quy sở bắt giữ đến Toàn quy trong lòng sinh ra một trận không thể tưởng tượng. Dám đối với tiên, sinh ra địch ý. Trương huyền trên người, màu trắng ngọn lửa thiêu đốt, sau lưng, một gốc cây thanh liên bốc lên dựng lên. Dù cho đối mặt này chân chính tiên, trương nhiên cũng có một trận chiến chi tâm. Hảo, một bàn tay đột nhiên chụp thượng trương huyền bả vai, nhiệm vụ của ngươi là đem lão ô quy đưa đến địa ngục nhà giam đi, còn lại sự, giao cho ta hảo. Xuất hiện ở trương huyền bên cạnh, đúng là Lam Vân Tiêu khi nói chuyện kia chỉ bàn tay to đã tới gần hai người đối mặt này khủng bố thật lớn bàn tay lam vân tiêu chỉ là một lóng tay điểm ra ở thật lớn bàn tay trước mặt lam vân tiêu giống như một con con kiến nhỏ bé nhưng cố tình này một lóng tay lại làm kia thật lớn bàn tay vô pháp lại tiến thêm mảy may trương huyền nhìn mắt lam vân tiêu hít sâu một hơi người có bao nhiêu đại nắm chắc lam vân tiêu cười cười hắn ngôn ngữ bình tĩnh nhưng lại tràn ngập một loại tự tin tiên nhân dưới ta vô địch tiên nhân phía trên, một đổi một. Lam Vân Tiêu dứt lời nháy mắt, một phen xanh lam trường đao xuất hiện ở trong tay, theo hắn trường đao thượng chọn, này xé rách thiên mà vươn thật lớn cánh tay, trực tiếp với bàn tay chỗ bị chặt đứt, có kim sắc huyết phố từ trên bầu trời tưới xuống, ngày đó không sau lưng thân ảnh phát ra gầm lên giận dữ. Tại đây một khắc, toàn thế giới, đều nghe được tiếng sấm tiếng vang. Lam Vân Tiêu thân hình chấp động, thẳng tắp tận trời mà đi. Trên bầu trời vết nứt bị hoàn hoàn toàn toàn xé rách mở ra, một đạo khủng bố thân hình sắp sửa buông xuống nơi này, đây là tiên đạo ý chí hóa thân, một khi ý chí buông xuống nơi này, như vậy chân tiên thân hình cũng sẽ triệt triệt để để buông xuống đến tận đây. Chân tiên ý chí, một chân đã vượt qua tiến vào, theo sau là nửa cái thật lớn thân hình, này thân hình hư ảo, mặt ngoài đều lưu chuyển cao thâm nói chứ, kia một gương mặt đồng dạng xuất hiện ở trời cao dưới, kia một khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng, này không phải cách xa nhau quá xa, mà là cảnh giới kém quá nhiều không có tư cách thấy rõ ràng thông thiên dưới tòa nhiều bảo đúng không lam vân tiêu phía sau mang theo tảng lớn màu lam quang mang trực tiếp va chạm tại đây nhiều bảo tiên tôn ý chí thân thể thượng thật lớn thân thể liền phải vượt qua trời cao buông xuống lại ở lam vân tiêu này va chạm dưới trực tiếp bị đụng phải đi ra ngoài ngăn trở này tôn tiên buông xuống mà lam vân tiêu cũng đồng dạng lao ra phía chân trời bị xé rách chân trời thực mau phục hồi như cũ chín kiếp trên thân kiếm, lại lần nữa bốc cháy lên nhiệt viêm, Trương Huyền đôi tay dơ lên cao, dùng sức đánh xuống. Toàn quy lúc này đây, tránh cũng không thể tránh, tại đây nhất kiếm dưới, lập tức rơi xuống, tiếp xúc tới rồi địa ngục nhà giam nhập khẩu. Ở toàn quy đụng vào địa ngục nhà giam nháy mắt, một cổ vô cùng cường đại hấp lực, từ toàn quy dưới chân chuyển đến, lôi kéo toàn quy xuống phía dưới, tại đây cổ hấp lực hạ, toàn quy căn bản vô pháp tránh thoát, một chân bị kéo vào kia cát vàng bên trong. Này! toàn quy sắc mặt mãnh biến, không thể tưởng tượng nhìn dưới chân. Đây là phong thần nhà giam, phong thần bảng sở biến ảo phong thần nhà giam. Phong thần nhà giam, toàn quy nói, làm trương huyền đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Phong thần là một hồi âm mưu, giấu kín thế gian cấm kỵ năng lượng. Những cái đó cấm kỵ đều bị vây ở phong thần bảng giữa, mà địa ngục nhà giam, thế nhưng chính là phong thần bảng biến thành, như vậy, bị giam giữ ở địa ngục nhà giam bên trong, trong nháy mắt này, vô số loại liên tưởng, tràn ngập tiến trương huyền trong óc. Mà toàn quy, đã là bị cắn nuốt rất hơn phân nửa cái thân hình. Xa ở phương Tây quốc gia mờ mịt thánh tử đám người, tại đây một khắc, tất cả đều trở nên kích động lên. Ta cảm nhận được không gian cái khe, là nguyên bản hơi thở, có thể rời đi. Năm tên thánh tử thánh nữ, tất cả đều trở nên kích động, cơ hồ không có do dự, dẫn dắt chính mình các đệ tử, hướng bọn họ sở cảm nhận được không gian cái khe mà đi là lướt thánh nữ nhìn thoáng qua âm dương thánh nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc ở là lướt thánh nữ xem ra trương huyền sẽ không dễ dàng như vậy phóng đại gia đi hoặc là là hắn gặp cái gì phiền toái hoặc là là hắn không có đại gia trong tưởng tượng cái loại này năng lực còn có cái thứ ba khả năng đó chính là này không gian cái khe rất có thể chỉ là trương huyền một vòng tròn bộ làm tất cả mọi người xuất hiện bẫy dập là lướt thánh nữ nhìn về phía âm dương thánh nữ lại lần nữa chứng thực ngươi nói lúc trước luân chuyển cùng cửu cung tập kích các ngươi, là huyền hoàng truyền nhân ra tay, trương huyền thật sự không có động thủ. Đúng vậy, không có. Âm dương thánh nữ gật đầu, ngay lúc đó hắn, ở cửu cung cùng luân chuyển linh khí dư ba hạ đều thiếu chút nữa chết, càng đừng nói động thủ. Ta tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi không cần gạt ta, ngươi biết, này liên quan đến đến chúng ta mọi người tánh mạng. Là lướt thánh nữ thanh lạc hậu, phi thân rời đi. Âm dương thánh nữ đi theo này phía sau tác tô tư phất lôi, hết thảy bình tĩnh. Toàn quy thân hình, đã là hoàn toàn biến mất ở sa mạc dưới. Trương Huyền nhìn về phía chân trời. Xuất hiện như vậy mãnh liệt dao động, các người nếu không phải ngốc tử, hẳn là có thể tìm được về nhà lộ đi, đại chiến, muốn bắt đầu rồi a. À? Trương Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn mắt trong tay trường kiếm. Lúc này, chín kiếp trên thân kiếm, hơn phân nửa màu xanh đồng đã bóc ra. Còn thừa một cái uy hiếp. Trương Huyền thân ảnh bay vút, ở thủy tổ nơi, hắn có được tuyệt đối khống chế quyền. Trương Huyền cánh tay nhẹ nhàng vũ động, một bên trong hư không, một bóng người hiển hiện ra, đúng là lúc trước ở vùng cấm đối phó lâm thanh hạm người nọ, thiên đạo bảy trọng, thánh chủ cấp chiến lực. Người lá gan rất lớn, dám khoảng cách ta như vậy gần, bất quá, nên kết thúc. Trương Huyền rút kiếm phóng đi, không trung thiêu đốt ngọn lửa. Ba phút sau, một viên đầu người lăn xuống mặt đất. Cho dù là thánh chủ cấp bậc chiến lực, tại đây viêm thiên kiếp trước mặt, cũng đến nuốt hận. Trải qua lục diễn một phen chỉ điểm, hiện giờ Trương Huyền, thực lực tiến bộ vượt bậc, bằng mau tốc độ, tới gần đứng đầu kia một hàng liệt. Đại đạo Thanh Liên, đại đạo Nguyên Anh, đại đạo Mảnh Nhỏ, vô số thần vật trồng lên, lúc đầu kỳ ngộ, vào lúc này, hoàn toàn hiện uy. Năm đại thánh tử thánh nữ từ cái khe giữa chạy thoát, tiệt giáo ở thủy tổ nơi, không còn có xoay người khả năng, bọn họ một ít hát chủ bài đã bạo lộ, tỷ như với thị tập đoàn, tỉ như xếp vào ở cửu cục nội tuyến, tuy rằng còn không có tìm ra, nhưng cửu cục đã là biết được, tìm được những người này, bất quá là thời gian vấn đề. Ở thủy tổ nơi ngoại, một mảnh cổ chiến trường chung. Lúc trước đại chiến, văn minh hủy diệt, có vô số địa phương sụp đổ, nơi đó chỉ có hài cốt, bị gọi chung vì cổ chiến trường. Cổ chiến trường bên trong, không có quy tắc hạn chế, ở chỗ này, có thể thi triển ra thuộc về chính mình, mạnh nhất lực lượng. Một đạo thân ảnh, phiêu phù ở cổ chiến trường thượng, hắn toàn thân, tràn ngập màu lam quang mang, cầm trong tay một phen màu lam trường đao, lẳng lặng nhìn trước mắt. Thân ảnh ấy, đúng là Lam Vân Tiêu. Ở Lam Vân Tiêu đối diện, đồng dạng trôi nổi một đạo thân ảnh, người này mặc trường bào, tóc dài khoác ở sau đầu, thấy không rõ bộ dáng, hắn mặt, là một mảnh hư ảo, ở hắn quanh thân, trôi nổi bốn thanh trường kiếm, bốn thanh trường kiếm vần quanh này quanh thân xoay tròn, mỗi một phen trường kiếm thượng đều mang theo đáng sợ mũi nhọn. Nếu nói, kiếm lâm thiên kiếm ý nếu là một nói, như vậy này bốn thanh kiếm thượng sở bày ra kiếm ý cùng mũi nhọn, chính là 100 triệu. Bốn thanh trường kiếm chậm rãi xoay tròn, theo trường kiếm xoay tròn, này không có quy tắc hạn chế cổ chiến trường chung quanh, lại không ngừng xuất hiện cái khe, mặt đất cũng xuất hiện chỗ hồng. Phải biết rằng, cổ chiến trường không có quy tắc, ở thủy tổ nơi có thể hủy diệt một tòa núi lớn lực lượng, ở chỗ này, liền một khối cự thạch đều không thể nổ nát. Mà liền ở như vậy quy tắc lực lượng hạ, chỉ là tự chủ trôi nổi kiếm bằng vào tự nhiên để lộ ra kiếm ý cùng mũi nhọn là có thể làm được như thế có thể thấy được này khủng bố trình độ vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái tiểu nhân vật kết quả là tiệt giáo đại nhân vật nhiều bảo tiên tôn nhìn dáng vẻ lúc trước một trận chiến các người tiệt giáo cũng hoàn toàn không dễ chịu a à. làm vân tiêu cầm trong tay trường đao sắc mặt bình tĩnh nhiều bảo tiên tôn ở thần thoại truyền thuyết giữa nhiều bảo tiên tôn lại danh đa bảo đạo nhân nãi tiệt giáo thông thiên giáo chủ dưới tòa đệ nhất đệ tử cầm trong tay bốn đem chu tiên thần kiếm khủng bố vô địch là đứng ở thần thoại thế giới chuỗi đồ ăn đỉnh tồn tại đối mặt loại này nhân vật làm vân tiêu như cũ mặt không đổi sắc ha ha nhiều bảo tiên tôn hơi hơi mỉm cười nhìn dáng vẻ lúc trước là lưu lại không ít cá lọt lưới thế cho nên hiện giờ sẽ nhiều ra như vậy nhiều phiền toái bất quá không quan trọng sư tôn đã ở thời gian kia sông dài bên trong tìm được luân hồi căn nguyên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kia vạn long chi tổ đã bị rút ra long hồn, âm dương rách nát, luân hồi đại loạn, lúc này đây, sẽ là các người cuối cùng cơ hội, vô số luân hồi, đến này một đời, cũng nên kết thúc. Lam Vân Tiêu nắm trường đao tay càng thêm dùng sức, hắn hít sâu một hơi, nhiều lời không có ý nghĩa, hết thảy đến chờ đến ngày đó mới có kết quả. Ngày đó đã mau tới, không phải sao, nhiều bảo tiên tôn hơi hơi mỉm cười, cánh tay hắn nhẹ nhàng múa may gian, quanh thân bốn đem chu tiên kiếm trôi nổi dựng lên, mang theo giữa trời đất này nhất sắc bén kiếm khí, hướng Lam Vân Tiêu mà đi. Cùng lúc đó, một tòa đại trận, từ trong hư không hình thành, áp xuống. Từ chu tiên kiếm sở tạo thành chu tiên đại trận, nhưng sát tiên thần. Minh mông vô bờ cổ chiến trường mặt đất, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, từng tòa núi lớn đột một từ mặt đất mọc lên, đem Lam Vân Tiêu vây khốn. Nhiều bảo tiên tôn sao, Lam Vân Tiêu khóe miệng đồng dạng gợi lên một mặt độ cung, ta đã sớm muốn biết, này truyền thuyết giữa tiên thần, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Lam Vân Tiêu dứt lời, múa may trong tay trường đao. Màu lam quang mang chợt lóe, một tòa núi lớn bị chém eo, màu lam quang mang xuất hiện ở nhiều bảo tiên tôn trong mắt. Nhiều bảo tiên tôn khoanh tay mà đứng, xem cũng chưa xem một cái, một đạo kiếm khí chém tới, bước lui Lam Vân Tiêu. Cảm thụ được kia chu tiên kiếm thượng mũi nhọn, Lam Vân Tiêu duỗi tay sờ sờ mũi, trong miệng lẩm bẩm, giống như lúc này đây khoác lác, thổi qua đầu a. Cổ chiến trường không có quy tắc hạn chế, nơi này chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác. Sơn Hải giới, Cửu Thiên giới, lớn nhất quy tắc nơi, ở chỗ này có được hoàn chỉnh luyện khí văn minh, người sở hữu cùng thủy tổ nơi hoàn toàn tương đồng khoa học kỹ thuật văn minh. Ở hơn 10 ngày trước, Sơn Hải giới phát sinh một chuyện lớn. 10 đại thánh địa tương lai người thừa kế, đi trước vực sâu vùng cấm lại toàn bộ biến mất, không biết tung tích. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Sơn Hải Giới, hoàn toàn rối loạn bộ. Mười đại thánh địa, chính là Sơn Hải Giới mạnh nhất vũ lực hệ thống, mất tích những người đó, nhưng đều là thánh địa truyền nhân, có đồn đãi nói, những người này toàn bộ chết ở vực sâu vùng cấm, cũng có người nói, lúc trước vực sâu vùng cấm xuất hiện khủng bố không gian dao động, tất cả mọi người bị truyền tống tới rồi thần bí chỗ, nhưng trước sau không ai có thể cho ra đáp án. Mười đại thánh địa không ngừng tìm kiếm, chuyện này đã ở Sơn Hải giới nổ tung trào. Nhưng mà, ở hôm nay, lại có một cái tin tức thổi quét toàn bộ Sơn Hải giới. Hơn nữa làm cho cả Sơn Hải giới phiên thiên. Lúc trước biến mất những cái đó thánh tử thánh nữ, cùng với thánh địa các đệ tử, đã trở lại. Chẳng qua, trở về chỉ có nguyên sơ thánh nữ, mờ ảo thánh tử, là lướt thánh nữ, thích ca thánh tử, cùng với âm dương thánh nữ. Càn khôn thánh tử, ngọc hư thánh tử, vô lượng thánh nữ, cửu cung thánh tử, luân chuyển thánh tử, này năm người tin người chết, truyền ra tới, thả bị còn lại 5 người chứng thực. Năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ tử vong, chuyện như vậy, chưa từng có xuất hiện quá, tin tức vừa ra, liền khiến cho năm đại thánh địa tức giận. Nhưng mà, tin tức không ngừng tại đây, chân chính làm Sơn Hải giới phiên thiên tin tức là, này đó thánh tử thánh nữ mất tích, không phải đi nơi khác, mà đúng là kia truyền thuyết giữa, thủy tổ nơi. Ở Sơn Hải giới, có như vậy một cái nghe đồn, từ xưa truyền lưu. Nghe đồn, giữa trời đất này đại đạo hữu hạn, chẳng sợ khám phá 9 tầng, cũng chỉ có thể kéo dài tánh mạng, nhưng lại không thể làm được chân chính vĩnh sinh. Vô pháp vĩnh sinh, không riêng gì đại biểu sinh mệnh hữu dụng xong kia một ngày, đồng dạng còn đại biểu, vĩnh viễn bị nhốt ở quy tắc hệ thống trong vòng. Mà Sơn Hải giới đại đạo, nguyên tử với thủy tổ nơi 3.000 đại đạo diễn biến, chỉ có tìm được truyền thuyết giữa thủy tổ nơi, cảm thụ 3.000 đại đạo, mới có bước ra quy tắc, không bị thiên địa trói buộc kia một ngày nhưng thủy tổ nơi, chỉ tồn tại truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua. Nhưng lúc này đây, năm đại thánh địa thánh tử thánh nữ, lấy tự thân thể, bọn họ đến từ chính thủy tổ nơi, này một tin tức, triệt triệt để để, làm sơn hải giới, thay đổi thiên. Hơn nữa, bọn họ còn mang ra vực sâu vùng cấm giữa tin tức, ở vực sâu vùng cấm nội, gặp được huyền hoàng huyết mạch truyền nhân. Huyền hoàng, cũng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, nghe đồn đó là tách ra thiên địa âm dương một sợi mẫu khí, Nãi trong thiên địa thứ quan trọng nhất chi nhất. Các loại tin tức kết hợp, 10 đại thánh địa quyết định, mời thiên hạ anh hào, cộng đồng một tụ, tham thảo việc này. 10 đại thánh địa triệu tập khắp nơi tề tụ, trong lúc nhất thời, hưởng ứng thật lớn. Ở kia u ám rừng rậm chỗ sâu trong, đây là một chỗ vùng cấm, người sống chớ gần, nhưng lại ở hôm nay truyền đến tin tức. U ám rừng rậm truyền nhân sẽ đúng giờ đến. U ám rừng rậm giữa truyền đến tin tức, lập tức khiến cho sóng to gió lớn phải biết rằng vùng cấm đối với sơn hải giới người tới nói vẫn luôn đều đại biểu hai chữ thần bí không ai biết vùng cấm bên trong có cái gì có nghe đồn là từ thượng cổ liền sống sót đại năng cũng có nghe đồn bên trong tung hoành cấm kỵ năng lượng nhưng mặc kệ cách nói là cái gì trước nay đều không có bị chứng thực quá liền bên trong hay không có vật còn sống đều không hiểu được nhưng lúc này đây loại này thần bí nơi lại chủ động phát ra tiếng hơn nữa còn nói thẳng là truyền nhân hiện thân nguyên lai like kia thần bí vùng cấm giữa thế nhưng có truyền thừa liền thánh chủ đều không thể đặt chân trong lĩnh vực mặt sở đi ra truyền nhân rốt cuộc là như thế nào tồn tại có bao nhiêu khủng bố vô số thế lực đều cảm nhận được áp lực cùng với áp bách tính mà ở u ám rừng rậm phát ra âm thanh sau lại có vùng cấm truyền ra thanh âm kia vùng cấm tên là thiên hát vì không thể vượt qua ý tứ thiên hát truyền nhân sẽ đúng giờ tới lại có một cái vùng cấm phát ra tiếng. Không kịp mọi người kinh ngạc cảm thán, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Rất nhiều thần bí chỗ, sôi nổi phát ra tiếng, toàn tỏ vẻ sẽ có truyền nhân đi ra. Một cái về thủy tổ nơi tin tức, triệt triệt để để, ở Sơn Hải Giới, nổ tung nồi. Có người nói, đây là Sơn Hải Giới, chưa bao giờ từng có lớn nhất hình tụ hội, đồng thời, cũng là khắp nơi thế lực triển lộ tài giỏi thời điểm, có thể tưởng tượng, làm Sơn Hải Giới vũ lực đại biểu thánh địa, có vùng cấm chi xưng thánh địa, những người này chi gian, tất nhiên sẽ phân ra một cái thắng bại tới. Khắp nơi thế lực tụ tập ngày, định ở 3 tháng sau. Sở hữu thế lực, toàn vì ngày này làm chuẩn bị. Nguyên sơ thánh nữ đám người, lập tức bị thánh địa thánh chủ mang theo bế quan, vì 3 tháng lúc sau làm chuẩn bị. Mà luân chuyển thánh địa loại này thánh tử đã chết địa phương, cũng tuyển ra tân thánh tử, đem ở 3 tháng sau làm đại biểu tham gia tụ hội. Sơn Hải giới bắt đầu rồi trong khi ba tháng đếm ngược, tất cả mọi người đang chờ đợi ba tháng sau buổi lễ long trọng. Ta thần thánh thiên quốc, ba tháng sau, đúng giờ trình diện. Thần thánh thiên quốc phát ra âm thanh. Đây là triệt triệt để để áp đảo thánh địa phía trên tồn tại, cũng ra tiếng. Sơn hải giới, hoàn toàn sôi trào, thiên quốc các tín đồ, quỷ bái, mười đại thánh địa tại đây một khắc, cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Giờ này khắc này, thủy tổ nơi. Tiệt giáo vấn đề đã dọn sạch, Lâm Thanh Hạm cũng không cần ở nơi trốn bị quản chế. Giang Nam khu vực, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người đi ở bên hồ Tây Tử, nhìn kia tòa tháp cao. Như thế nào đột nhiên nghĩ muốn tới bên này, Lâm Thanh Hạm cúi đầu dạo bước. Tới gặp thấy lão bằng hiếu, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Đang nói, một đạo bóng hình xinh đẹp ánh vào hai người mi mắt. Trương Huyền, Thanh Hạm. Thanh Thúy Thanh âm vang lên, đối phương một đầu tóc ngắn, anh tư tác sảng, bước nhanh đi tới hai người thật đúng là, chơi lâu như vậy biến mất, liên hệ các người đều liên hệ không đến, như thế nào, chỉ lo vợ chồng son sinh hoạt. My Lan, Lâm Thanh Hạm thấy người tới, trên mặt toàn là vui mừng. Ta suy nghĩ một chút, tuy rằng người ta chi gian nhân quả bị chảm, nhưng vẫn là có một người, tức nhận thức ngươi cũng nhận thức ta, này hẳn là không có cách nào chặt đứt nhân quả. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hướng My Lan chào hỏi. Thật là ta Lâm Đại Tổng Tài A, gặp ngươi một mặt, cũng quá khó khăn, tính tính toán chúng ta có bao nhiêu lâu không có đã gặp mặt milan đứng ở lâm thanh hạm trước mặt trên mặt treo mỉm cười lâm thanh hạm ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc tính tính thời gian cũng 3 năm thời gian quá đến thật nhanh a à, chỉ trước mắt nhiều năm như vậy milan thở dài theo sau mở ra hai tay đến đây đi bảo bối ôm một cái lâm thanh hạm cũng cười tiến lên cho milan một cái ôm milan buông ra lâm thanh hạm sau lại nhìn nhìn trương huyền cười hỏi, thế nào, hai ta muốn hay không cũng ôm một cái. Ta đều được, Trương Huyền nhún vai. Milan híp mắt nhìn Lâm Thanh Hạp, có thể hay không ghen a? À? Rốt cuộc, đây cũng là ta trước kia nói phải gả nam nhân, ha ha ha. Lâm Thanh Hạm trên mặt tươi cười đột nhiên sửng sốt, cả người giống như điện đánh giống nhau, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Trước kia, nói phải gả nam nhân. Năm ấy tốt nghiệp quý, hai cái hoài thanh xuân nữ hài, nằm ở thỉnh mặt cỏ thượng mặc sức tưởng tượng về sau nhân sinh. Tốt nhất khuê mật, khi còn nhỏ nói, là gả cho chính mình nam nhân. Trong nháy mắt này, vô số ký ức, điên cuồng dũng mãnh vào lâm thanh hạm trong óc, nơi sâu thẳm trong ký ức, kia mơ hồ thân ảnh, tại đây một khắc, dần dần trở nên rõ ràng. Một đạo màu vàng dòng khí, tự nhiên ở lâm thanh hạm quanh thân lưu truyền. Thấy như vậy một màn trương huyền trong lòng vui vẻ. Xa ở bạc thị lâm ra đại viện nội. Từ huyền, Lâm Kiến Vũ đám người đang ngồi ở trên bàn đang ăn cơm. Tự huyền nuốt xuống trong miệng đồ vật, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nghi hoặc nói, nói, tỷ của ta không phải cùng tỷ phu cùng nhau đi ra ngoài du lịch sao? Như thế nào lần trước trở về, không gặp ta tỷ phu đâu? Lâm Thị Cao Ốc, đỉnh tầng văn phòng chung. Bí thư lý chính vì Lâm Thanh Hạm một lần nữa chọn lựa bảo tiêu, nhưng nhìn rất nhiều người tư liệu, đều cảm thấy không hài lòng. Ai, bí thư lý thở dài một tiếng, nếu Trương Tiên Sinh ở thì tốt rồi, liền không cần, không đúng. Lần trước cái kia, còn không phải là Trương Tiên Sinh sao? Nhưng ta vì cái gì không như thế nào cùng Trương Tiên Sinh chào hỏi, hơn nữa thái độ còn như vậy cổ quái. Bên hồ Tây Tử trên không, vạn dặm trời quang, đột nhiên xẹt qua một đạo xét đánh, vang lên một trận đùng thanh. Giây tiếp theo, Lâm Thanh Hạm phục hồi tinh thần lại, quanh thân màu vàng hơi thở cũng biến mất vô tung. Lâm Thanh Hạm phi thường tự nhiên vãn trụ trương huyền cánh tay, trên mặt treo một mặt ngọt ngào mỉm cười lão công đã lâu không thấy trương huyền có thể rõ ràng cảm nhận được lâm thanh hạm trên người đã phát sinh biến hóa một bên milan lại xem không hiểu ra sao hai người tại đây chơi nhân vật sắm vai đâu trương huyền cùng lâm thanh hạm hai người đồng thời hiểu ý cười lắc lắc đầu đi chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn lâm thanh hạm giữ chặt milan tay đi nhanh chiều phương xa đi tới Milan nhìn bên cạnh khuê mật trên mặt kia hoàn toàn không thể che giấu tươi cười, làm không rõ ràng lắm nữ nhân này làm gì như vậy vui vẻ. Biến mất ký ức một lần nữa tìm về, nhiều năm không thấy bạn tốt lại một lần gặp mặt, mừng vui gấp bội, ngày này, Lâm Thanh hạm từ đầu cười tới rồi đuôi. Cùng ngày ban đêm, một chỗ trên đường phố, Lâm Thanh hạm rúc vào Trương Huyền trong lòng ngực. Lão công, người nói, chúng ta có thể thắng sao? Trương Huyền nhìn thoáng qua đen nhánh không chung, ánh mắt lộ ra chỉ có kiên định, chúng ta cần thiết muốn thắng, nếu ngươi khôi phục ký ức, chúng ta đây cũng chuẩn bị trở về đi, những người đó đã trở lại Sơn Hải Giới, về thủy tổ nơi tin tức khẳng định đã truyền đi ra ngoài, có thể tưởng tượng, Sơn Hải Giới hiện tại, chỉ sợ đã phiên thiên. Hiện tại trở về, có chút quá sớm, này ba tháng, ngươi đến hảo hảo học tập một chút. Một đạo thanh âm, đột nhiên ở trương huyền phía sau vang lên. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Huyền quay đầu lại, nhìn phía sau người, người này tóc dơ loạn, trong tay bắt lấy một cây bắp, đặt ở trong miệng không ngừng gặp, một đôi mắt còn không dừng ở lâm thanh hạm trên người đánh giá. Người này quần áo tả tơi, nhìn qua hơn 70 tuổi, nhưng kia đôi mắt sữa, lại không hạn lão thái. Lục lão nhân, Trương Huyền nhìn chằm chằm người tới, há to miệng. Ha ha, tiểu quỷ, làm tốt tập huấn chuẩn bị sao? Lục lão nhân đem trong tay bắp tùy tay một ném, đại chiến trước tiên, người cũng không thể yếu đi ai. Được rồi, đi rồi. Lục lão nhân chỉ là bán ra một bước, liền tới đến Trương Huyền trước mặt. Cho dù là Trương Huyền hiện giờ thực lực, cho dù là tại đây thủy tổ nơi, Trương Huyền cũng có chút sở không rõ lục lão nhân nện bước quỹ đạo. Này tiểu quỷ thức phụ, người lão công, ta liền trước dùng ba tháng, đến lúc đó còn cho ngươi. Lục lão nhân nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, theo sau nhắc tới Trương Huyền bả vai. Giây tiếp theo, Lâm Thanh Hạm cũng đã nhìn không tới Trương Huyền cùng lục lão nhân bóng dáng. Lâm Thanh hàm sắc mặt tối sầm, hôm nay mới khôi phục ký ức, kết quả còn không có ở chung mấy cái giờ, Trương Huyền đã bị người mang đi. Lâm nhà đầu, này ba tháng, người cũng đừng nhàn dối, Huyền Hoàng Đỉnh đã chữa trị, người thân thế bí mật liền giấu ở nơi đó mặt, này ba tháng, hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Lục lão nhân thanh âm truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai. Bị lục diễn mang đi Trương Huyền, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một trận biến hóa, lại sau đó, hắn liền xuất hiện ở một mảnh đất hoang phía trên. Trương Huyền phản ứng đầu tiên chính là nơi này thiên địa quy tắc cùng thủy tổ nơi bất đồng. Đây là một mảnh vứt đi chiến trường, không có quy tắc, dù cho là tiên, ở chỗ này cũng có thể thi triển toàn lực, người trước làm quen một chút, ở huấn luyện người phía trước, ta còn có chút việc phải làm. Lục diễn nói xong, liền thấy hắn vươn hai ngón tay, lên đỉnh đầu một hoa, không trung trời cao liền phá khai rồi một cái chỗ hồng, lục diễn nhìn chằm chằm này nói chỗ hồng, trầm ngâm mấy giây sau, hắn một tay thành chảo, hư không lôi kéo, một đạo thân ảnh đã bị hắn từ kia cái khe giữa kéo ra tới. Trương Huyền thấy rõ, bị lục lão nhân lôi ra tới, đúng là Lam Vân Tiêu. Lúc này Lam Vân Tiêu, trạng thái rất kém cỏi, cả người máu tươi, quần áo tổn hại, trong tay trường đao cũng tan vỡ. Dám ngươi, kia trời cao cái khe mặt sau, vang lên một đạo quát lớn thanh, ngay sau đó, một con bàn tay to từ kia cái khe chung giò xét ra tới, muốn chóc nã Lam Vân Tiêu. Lục diễn nhìn trên không, khinh thường cười, kẻ hèn nhiều bảo, dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tả, tìm chết. Lục diễn nói, ánh mắt sắc bén lên, theo sau nắm lên ở một bên xem diễn trương huyền bả vai, bay thẳng đến trên bầu trời ném qua đi. Đồ đệ, chính là ngươi, lộng chết hắn. Một cổ thật lớn lực lượng trực tiếp đem trương huyền chiều kia chỉ bàn tay khổng lồ vứt đi. Trương huyền nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi thả ra tàn nhẫn lời nói, hợp lại liền đem ta ném qua đi đúng không? Trương Huyền trong lòng có quá nhiều nói tưởng nói, nhưng hiện tại một chữ đều nói không nên lời, chỉ vì kia bàn tay khổng lồ mang cho hắn cực cường áp bách tính, chỉ là một bàn tay, khiến cho Trương Huyền có một loại vô pháp thở dốc cảm giác. Đây là một cái tiên cánh tay. Nhiều bảo tiên tôn, chẳng sợ ở thần thoại trong truyền thuyết, cũng là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh tồn tại. Cầm trong tay bốn đem Chu Tiên thần kiếm, bày ra Chu Tiên đại trận. Trương Huyền song ống nháy mắt hóa thành một đen một trắng hai sắc, Nhật Nguyệt hai mắt đều hiện tự thân chung quanh hình thành lĩnh vực, thân thể biến trong suốt, thần linh khu cùng đại đạo kinh lạc hiện uy, một đóa hoa sen ở sau người nở rộ, đại đạo thanh liên cũng vào lúc này triển khai. Đối mặt này một tôn chân tiên, Trương Huyền không dám có chút thác đại. Con kiến ngươi, trên bầu trời, lại có vang lớn chuyển đến, là đa bảo đạo nhân đang nói chuyện, mỗi một chữ, đều cùng với một đạo lôi đỉnh tiếng vang, đây là chân tiên lực lược, lược, bọn họ không nên tồn hậu thế thượng bọn họ ý chí, đều đã vượt qua một cái thế giới quy tắc, bọn họ tồn tại với trong hư không, vô cùng cường đại, bọn họ thanh âm, thậm chí đều có thể đủ trở thành pháp chỉ. Trời cao bị dần dần xé rách, đa bảo đạo nhân kia thật lớn ý chí thân hình bắt đầu hiện ra, tại đây thật lớn thân hình trước mặt, trương huyền nhỏ bé như con kiến giống nhau. Một phen trường kiếm hư không hiện lên với trương huyền trong tay, màu trắng ngọn lửa đem thần kiếm bậc lửa, trước năm đại kiếp nạn, vào lúc này, bị trương huyền hoàn toàn chém ra. Năm đại thiên kiếp, tại đây cổ chiến trường chung, hoàn toàn hiện ra, không có đã chịu quy tắc ảnh hưởng, không có đã chịu quy tắc chống lại, đây là chân chân chính chính, có thể vì ngũ trọng thiên giáng xuống kiếp nạn khủng bố công kích. Ngũ trọng thiên kiếp, tựa như diệt thế, khủng bố tuyệt luân. Trên bầu trời, xuất hiện ngũ sắc năng lượng, trời cao bị xé rách ra càng ngày càng nhiều khẩu tử, hoang vu trên mặt đất nổi lên thủy, mặt nước ướt nhẹp mặt đất, theo sau cuồn cuộn lên, không trung thiêu đốt ngọn lửa, nơi nơi đều tràn ngập một cổ sương mù, sương mù tràn ngập toàn bộ cổ chiến trường. Đột nhiên, trời cao bị thiêu nứt, vô số thiên thạch từ không trung rơi xuống, này không phải công kích thủ đoạn, chỉ là tại đây khủng bố khí thế hạ sở sinh ra hậu quả mà thôi. Trương huyền đại đạo thanh liên thêm vào mình thân, tại đây khủng bố uy thế hạ, trương huyền vạn pháp không dính, mà như vậy khủng bố uy thế, phải đối phó, bất quá là một cánh tay mà thôi. Kia cánh tay liền như vậy chụp vào trương huyền. Trương huyền phía sau, một đạo thật lớn thân hình ngưng tụ mà thành, nhưng thật lớn, cũng chỉ là tương đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, ở kia cánh tay trước mặt, vẫn là có vẻ quá nhỏ bé, chỉ là bàn tay, liền cùng Trương Huyền phía sau cửa ảnh có đồng dạng độ cao. Cửa ảnh mở ra miệng rộng, dùng sức một hút, năm loại bất đồng nhan sắc năng lượng, ngày đó hỏa, kia từ mặt đất quay nước biển, kia sương mù, kia cuồng phong, tại đây một khắc, toàn bộ dũng mãnh vào cửa ảnh trong miệng, liền thấy cửa ảnh bước chân hơi hơi chia thoái phía sau, theo sau hướng ngày đó không vươn bàn tay khổng lồ, một quyền oanh ra. Này một quyền, ẩn chứa năm đại kiếp nạn lực lượng, này một quyền, không gì sánh kịp, này một quyền đánh ra, phảng phất thời gian đều yên lặng. Bàn tay khổng lồ như ngừng lại không chung, kia màu đen cửa ảnh cũng như ngừng lại kia. Một giây, hai giây, ước chừng mười giây qua đi, toàn bộ cổ chiến trường mặt đất, đột nhiên quay cuồng lên, đại địa vỡ ra, thổ thạch tung bay. Mà trương huyền phía sau hắc ảnh thượng, cũng xuất hiện vô số nói vết rách, tùy thời khả năng băng toái. Đúng lúc này, kia bàn tay khổng lồ vươn một lóng tay, nhẹ nhàng bắn ra, Trương Huyền phía sau cửa ảnh bỗng nhiên tan vỡ, Trương Huyền cả người trong miệng máu tươi cuồng phun, bay ngược đi ra ngoài, hắn kia phiếm trong suốt thần linh khu, đã chịu bị thương nặng, thân hình vỡ vụn, đại đạo kinh lạc cũng tấp nước từng khúc vỡ ra tới. Trương Huyền tuy rằng lấy ra hết thảy át chủ bài, nhưng hắn đối mặt lại là chuỗi đồ ăn đỉnh tồn tại, đa bảo đạo nhân một người chân chân chính chính tiên một cái cảnh giới tranh lệch đều giống như hồng câu càng không cần để trương huyền cùng tiên chi gian tranh lệch trái lại kia chỉ thật lớn bàn tay không có bất luận cái gì vết thương nhưng nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra có một chút da bị sát phá ha 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 nhiều bảo đa tạ ta đồ nhi này thần linh khu nếu không phải các ngươi này thân thể thần tiên ra tay thật đúng là vô pháp đánh nát lục diễn cười lớn một tiếng liền thấy cánh tay hắn lại lần nữa múa may, vỡ ra trời cao, dần dần khép lại, đa bảo đạo nhân ý chí thân hình cũng bị ngăn trở ở trời cao ở ngoài. Thân bị trọng thương Trương Huyền tài dừng ở mà, trên người nơi trốn đều là miệng vết thương, đây là Trương Huyền lần đầu tiên cùng tiên giao thủ, hoàn bại. Cổ chiến trường khôi phục một mảnh bình tĩnh. Ở lục diễn bên cạnh, bên trái nằm thân bị trọng thương Lam Vân Tiêu, bên phải là thân bị trọng thương Trương Huyền. Trương Huyền tình huống nhìn qua so lam vân tiêu khủng bố không ít nhưng lục diễn lại không lo lắng bởi vì hiện tại trương huyền tình huống chính là lục diễn muốn thần linh khu nãi thượng cổ thần linh bảo tồn xuống dưới kia đoạ thiên sứ thân hình thậm chí bị tiệt giáo coi trọng đối với trước kia gặp được địch thủ tới nói thần linh khu còn rất mạnh nhưng đối mặt hiện tại gặp được địch thủ tới nói thần linh khu có vẻ có chút không đủ nhìn cho nên lục diễn đối trương huyền tập huấn bước đầu tiên chính là đối trương huyền hiện tại thân thể tiến hành cải tạo thiên địa sơ khai khi, thế gian ra đời rất nhiều kỳ chân dị thú, những cái đó kỳ chân dị thú từ ra đời kia một khắc bắt đầu, liền có được cường đại thực lực, này đó thực lực, một bộ phận là bởi vì hấp thu thiên địa sơ khai khi linh khí, nắm giữ cấm kỵ lực lược, nhưng lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì này đó kỳ chân dị thú thân hình. Thượng cổ thời đại, nhân loại gầy yếu, nếu may mắn được đến một khối long lân, đều sẽ làm như trí bảo, có thể thấy được địa vị tranh lệch. Thân hình là một người cường đại căn cơ trương huyền đáy phi thường hảo thần linh khu đại đạo kinh lạc nhật nguyệt hai mắt nhưng này đó trước sau vô pháp có thể nói đỉnh cấp mà hiện tại lục diễn muốn cải tạo đem trương huyền trên người này đó lớn nhất trình độ thả hoàn mỹ nhất phát huy ra tới muốn cho trương huyền thân hình siêu việt tiên liền thấy lục diễn ngón tay nhẹ nhàng lung lay hai hạ trương huyền trên người kia một gốc cây thanh liên nở rộ ra tới này nguyên bản chính là lục diễn điều hòa thiên địa âm dương sở đào tạo ra một gốc cây tiên liên nhưng hiện giờ đã diễn biến thành đại đạo thanh liên, loại này biến hóa, liền lục diễn đều không có nghĩ đến. Căn cứ vào nguyên thủy đạo Pháp, đi thôi. Lục diễn trên tay liên tiếp biến hóa Pháp ấn, kia đại đạo thanh liên nở rộ càng ngày càng lợi hại, một đạo bạch quang nâng lên trương huyền thân hình, dung nhập này thanh liên bên trong, ngay sau đó, thanh liên khép lại, đem trương huyền bao vây lại. Lục diễn giấu tay lại biến, trên bầu trời, vỡ ra một cái thật lớn chỗ hồng. Đi! Lục diễn hai tay lên đài, hoa sen thẳng đến phía chân trời mà đi, từ kia chỗ hổng chỗ bay ra, rơi vào trong hư không. Làm xong này hết thảy sau, phía chân trời cái khe khép lại, lục diễn lại đem ánh mắt phóng tới một bên làm Vân Tiêu trên người, khe khẽ thở dài. Thời gian, một ngày một ngày qua đi. Ở vô tận hư không giữa, một gốc cây thanh liên, không có mục đích nơi nơi phiêu đáng. Tại đây trong hư không, tàn lưu quá nhiều cấm kỵ năng lượng cùng với đại đạo ý chí, mà đương kia một gốc cây thanh liên phiêu đáng qua đi, nơi đi qua những cái đó tàn lưu đại đạo ý chí cùng với cấm kỵ năng lượng, hoàn toàn bị hấp thu. Năng lượng lưu chuyển ở thanh liên tầng ngoài, hình thành một vòng dao động, theo thời gian trôi qua, này đó năng lượng dao động bị hấp thu đến thanh liên bên trong, ngay sau đó lại lại lần nữa hấp thu nơi khác năng lượng, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. 5 ngày, 10 ngày, 15 thiên, suốt nửa tháng thời gian trôi qua, kia cổ chiến trường chung, Lam Vân Tiêu cuối cùng là trợn mắt tỉnh lại nhìn dáng vẻ là sống lại, Lục Diễn nhìn Lam Vân Tiêu cười một chút, cảm giác thế nào? Lam Vân Tiêu thấy Lục Diễn, trầm ngâm một chút, hai người hiển nhiên là nhận thức. Qua ước chừng vài phút, Lam Vân Tiêu mới mở miệng, kia bức chu tiên kiếm trận, có điểm lại. Người không vô nghĩa sao? Lục Diễn bĩu môi, đều nói kêu chu tiên kiếm trận, sao có thể không kém? Có cái gì kinh nghiệm sao? Truyền thụ một chút. Không, Lam Vân Tiêu quyết đoán lắc đầu, ta chỉ lo chạy trốn. Lam vân tiêu hào phóng như vậy thừa nhận lục diễn trong lòng có rất nhiều muốn trào phúng nói cũng nói không nên lời suy nghĩ nửa ngày lục diễn nhảy ra tới một câu hợp lại ngươi qua đi đưa gạo đi biết đối phương là nhiều bảo ngươi còn hướng quá hướng hắn sao làm vân tiêu mắng một câu lúc ấy nhiệt huyết sôi trào cảm xúc đến kia liền xông lên đi đúng rồi nhà ngươi kia tiểu tử đâu đưa đi cải tạo lục diễn phất phất tay bất quá tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm nên tiếc kia tiểu tử đã trở lại. Lục diễn tiếng nói vừa dứt trong tay kết ra ấn pháp, không trung trời cao bị xé rách ra một cái thật lớn khẩu tử. Về, lục diễn hét lớn một tiếng, nhưng ước chừng chờ đợi mười mấy giây, cũng không gặp bất cứ thứ gì xuất hiện ở trời cao chỗ hồng chỗ. Lục diễn sắc mặt hơi đổi, hắn biến hóa dấu tay, bạch sắc quang mang ở trước mặt kết thành một mặt gương, trong gương cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng lên, đó là một mảnh hư không, một đóa thanh liên, liền phiêu phù ở kia hư không giữa, nhưng lại rốt cuộc không có biến hóa vị trí. Lục Diễn lại lần nữa hét lớn một tiếng, "Về!" Có thể nhìn đến, ở Lục Diễn này một tiếng uống xong, kia thanh liên rõ ràng phát sinh run rẩy, nhưng giống như bị thứ gì sở lui kéo trụ giống nhau, không phải thanh liên bất động, mà là không động đậy. Lục Diễn mày nhăn lại, một tay hư không họa viên, liền thấy trước mắt kính mặt càng ngày càng quảng, có khả năng nhìn đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Mà Lục Diễn sắc mặt cũng trở nên xuất sắc lên. Liền ở kia thanh liên cách đó không xa, có một cái màu đen lốc xoáy, lốc xoáy ngay trung tâm là trắng tinh nhan sắc, cái loại này bạch, phảng phất không tồn tại hết thảy, có thể vuốt phẳng hết thảy, cho người ta một loại thuần tịnh cảm giác, nhưng cố tình loại này thuần tịnh bên trong, lại hỗn loạn tử vong hơi thở, chẳng sợ chỉ là thông qua bí pháp xem một cái, đều có thể cảm thụ rành mạch. Này mẹ nó, lục diễn gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt hình ảnh, nuốt một ngụm nước bọt, linh khí hắc động. Hắc động, tồn tại với vũ trụ bên trong, được xưng là thế giới chung kết. Hắc động có thể cắn nuốt hết thảy, không ai biết hắc động nội có cái gì. Có người từng ảo tưởng quá, hắc động là một cái thời không thông đạo, xuyên qua hắc động, liền có thể đi đến bất đồng thời gian điểm. Cũng có người nói, hắc động là vũ trụ bên cạnh, đó là vũ trụ xuất khẩu. Nói ngắn lại, thế giới này có quá nhiều thần bí thả vô pháp thấy rõ tồn tại, hắc động chính là một trong số đó. Mà hiện tại, kia bao bọc lấy trương huyền đại đạo thanh liên liền phiêu phù ở hắc động chung quanh không ngừng dẫy dụa chống cự hắc động hấp lực hắc động có thể thanh trừ hết thảy vũ trụ chung rác rưởi không có bất luận cái gì phương pháp có thể cùng hắc động chống lại trọng thương mới khỏi lam vân tiêu bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm trước mắt người đây là đem người đổ đệ đùa chết a lục diễn nhướng mày cũng không dám nói bị hắc động cắn nuốt tỷ lệ lớn một chút mà thôi lục diễn nói xong tan đi trước mắt hình ảnh đi đến một bên trên mặt đất khắc họa khởi trận pháp tới. Người đây là làm gì đâu, Lam Vân Tiêu nhìn chằm chằm lục diễn. Ta mẹ nó kêu giúp đỡ, lục diễn tốc độ thực mau, một cái tối nghĩa trận pháp thực mau ở trong tay hắn bị khắc họa ra tới. Lục diễn đạp lên trận pháp thượng hít sâu một hơi, vài giây sau, trận pháp xuất hiện ánh sáng. Ở trận pháp chung, có vài đạo bóng người dần dần hiện lên ở lục diễn trước người. Cái kia, các người trở về một chuyến đi, người nhi tử ra điểm vấn đề, chạy hắc động chung quanh đi, ta một người kéo không trở lại. Lục diễn nói chuyện thời điểm, trên mặt nhiều ít có vẻ có điểm mất tự nhiên. Trương huyền trợn mắt, chỉ cảm thấy chung quanh đen nhánh một mảnh, chính mình giống như bị thứ gì bao bọc lấy, chân cẳng đều khó có thể duỗi thân khai, loại cảm giác này làm trương huyền phá lệ nghẹn khuất. Trương huyền không biết chính mình thân ở nơi nào, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đối mặt kia tiên nhân một trường qua đi, liền mất đi ý thức. Lúc này Trương Huyền cuộn tròn ở bên nhau, có thể cảm giác được có lực lượng chiều chính mình trên người tụ tập, cái loại này lực lượng cực kỳ huyền ảo, không phải cho hắn một loại cuồng bạo cường đại cảm giác, mà là giống như mưa phùn giống nhau, chậm rãi, dày đặc, không vội không táo cảm giác. Trương Huyền muốn rũi thân tứ chi, nhưng chung quanh căn bản là không có như vậy đại không gian, Trương Huyền dùng sức, lại phát hiện vây khốn chính mình thân thể đồ vật, căn bản không chịu ảnh hưởng. Ở một chỗ cổ chiến trường chung, vài đạo bóng người đứng ở chỗ này, bọn họ không có bất luận cái gì động tác, nhưng chỉ là tụ ở bên nhau, đã làm cổ chiến trường nội linh khí hỗn loạn, lôi điện đánh xuống, không chung châm hỏa, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Sự tình chính là như vậy sự tình, lục diễn nhún vai, cũng không biết tiểu tử này là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, liền phiêu lưu đến kia đi. Linh khí hắc động, chẳng sợ chân tiên gặp được, cũng đến vòng quanh đi, chúng ta không có cách nào mạnh mẽ đem hắn lôi kéo lại đây, một khi chúng ta tiếp cận, hắc động lực lượng sẽ bao nhiêu bội số gia tăng đứng ở lục diễn bên cạnh, đúng là huyền thiên, chỉ là kia tiêu chí tính cự kiếm đã bị huyền thiên lưu tại thủy tổ nơi. Lúc này huyền thiên, trên mặt có một đạo giữ tợn miệng vết thương. Chúng ta chỉ có thể từ bên phụ trợ, không có biện pháp trực tiếp can thiệp. Huyền thiên bên cạnh, đúng là Lý Dung Tài. Lý Dung Tài lúc này trạng thái cũng có vẻ rất kém cỏi. Một người trung niên Mỹ phụ trên mặt tràn ngập lo lắng, nàng nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Cùng lúc đó, Lý Dung Tài, Lục Diễn, Huyền Thiên, cùng với Lam Vân Tiêu, bọn họ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở trung niên Mỹ phụ bên cạnh nam nhân trên người, bởi vì bọn họ biết, chỉ có người này, mới có tư cách làm quyết định. Kéo là kéo không ra, đây là hắn kiếp nạn, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Trương Vì Thiên hít sâu một hơi, có một loại cách nói vẫn luôn truyền lưu, hắc động là một cái năng lượng chạm thu về, từ xưa đến nay, hết thảy biến mất năng lượng, đều tồn với hắc động bên trong, những cái đó năng lượng là liền chân tiên đều phải mơ ước, hiện giờ chiến sự đã trước tiên, nếu có thể được đến những cái đó năng lượng, nói không chừng tiểu tử này, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Năng lượng đều ở hắc động bên trong, tiểu tử này ở hắc động khẩu, có thể uống điểm canh liền không tồi. Lục diễn lắc lắc đầu. Cho nên nói, chúng ta muốn đem hắn đưa vào đi mới được. Trương Vì Thiên khóe miệng, hiện ra một nụ cười. Trương Vì Thiên nói chuyện ngữ khi có vẻ thực nhẹ nhàng, nhưng lời này nghe vào trong tai, không ai sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Đem Trương Huyền, đưa vào hắc động bên trong. Hắc động đại biểu cho thần bí, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho hết thảy cuối. Không có bất luận kẻ nào biết hắc động bên trong là cái gì, chẳng sợ liền chân tiên cũng không biết. Đó là một chỗ thần bí nơi, trước nay đều không có người khai thác quá, cũng không có người đi đến quá. Mà hiện tại, thế nhưng muốn đem Trương Huyền đưa vào đi. Ở đây mọi người đều biết Trương Huyền đối với kế tiếp đại chiến mà nói, đại biểu cho cái gì? mà vứt bỏ kia tầng thân phận không nói, nơi này, có hai cái là Trương Huyền cha mẹ, đối với lục diễn mà nói, hắn là Trương Huyền ân sư, Huyền Thiên cùng Trương Huyền quan hệ, cũng giống như thầy trò, Lam Vân Tiêu cùng Trương Huyền, cũng là bạn tốt, duy độc lý dung tài cùng Trương Huyền tiếp xúc không nhiều lắm. Liền này đó quan hệ liên lụy, Trương Huyền tiến vào hắc động, gặp phải, rất có khả năng là tử vong. Người xác định sao, lục diễn nhìn Trương Vì Thiên. Trương Vì Thiên sắc mặt bình đạm, chúng ta một đường đi tới, sinh tử chi chiến vô số kể, ta nhi tử cũng là giống nhau, hiện giờ kỳ ngộ liền bãi ở trước mắt, không lý do lựa chọn từ bỏ, các vị, làm hắn vào đi thôi. Trung niên Mỹ phụ trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng cũng không có phản đối Trương Vì Thiên quyết định. Trương Vì Thiên hít sâu một hơi, ngay trong nháy mắt này, hắn phía sau một tòa thần cung bốc lên dựng lên, này thần cung trắng tinh, dựng dục mây tía, mà liền ở thần cung bốc lên dựng lên nháy mắt, một sợi hắc khí hỗn loạn ở trong đó, theo sau, liền nghe nói gầm lên giận dữ thần cung bị thật lớn mà ảnh ném đi ngay sau đó một đạo thật lớn màu đen thân hình từ thần cung hạ xuất hiện thần cung tại đây một khắc tặc nứt mà ảnh ngửa mặt lên trời thét dài kiệt tiếng huyết gió làm chung quanh cuồng phong đều yên lặng xuống dưới mà ảnh có được tám chỉ cánh tay mỗi một bàn tay thượng đều nắm chặt một phen binh khí mà ma ảnh cánh tay thượng toàn bộ đều bó xiềng xích đem ma ảnh khóa ở thần cung phế tích giữa mở cửa Trương Vì Thiên khẽ quát một tiếng. Lục diễn lúc này đây không hề là đem không trung xé rách ra một cái cái miệng nhỏ, mà là cánh tay múa may gian, toàn bộ trời cao bị hoàn toàn xé rách, màu sắc rực rỡ lưu quang liền xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, xa hoa lộng lẫy. Huyền Thiên, Trương Vì Thiên lại lần nữa hét lớn một tiếng. Huyền Thiên sau lưng, một phen đen nhánh ma kiếm hiển hiện ra, ma kiếm đón gió bạo trướng, thẳng chỉ bổ về phía kia bó trụ ma ảnh xiềng xích. Mới vừa ma kiếm cùng xiềng xích giao tiếp nháy mắt, một đạo chói tai thanh âm, phảng phất vang ở mọi người trong óc, mặc cho ai đều cảm thấy phá lệ chói tai. Hai điều xiềng xích theo tiếng mà đoạn, mà ảnh tiếng gầm gừ càng thêm khủng bố. Kết trận, Trương Vì Thiên nhìn về phía tên kia trung niên Mỹ Phụ. Trung niên Mỹ Phụ gật gật đầu, vất tay gian, một tòa đại trận ở trên không ngưng tụ. Ma ảnh múa may đứt gãy xiềng xích, trực tiếp xuyên qua trên không đại trận. Phó đế, tới điểm lực. Trương Vì Thiên lại lần nữa hét lớn. Lý Dung Tài gật gật đầu, hắn dò ra đôi tay, đôi tay phát ra quang mang. Liền ở hắc động bên, một chỗ trong hư không, hai điều xiềng xích đột nhiên bắn nhanh mà đến, thẳng đến kia cây thanh liên. Xiềng xích tinh chuẩn quấn quanh trụ thanh liên, đem thanh liên về phía sau lôi kéo. Liền ở thanh liên bị về phía sau lôi đi nháy mắt, kia hỗn loạn thuần trắng quang mang hắc động đột nhiên bắt đầu phát lực, khủng bố hấp lực theo xiềng xích truyền lại, ngay cả Huyền Thiên bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ bên người linh khí, theo trận pháp, bị điên cuồng hút đi, căn bản vô pháp ngăn cản. Đến mau một chút, huyền thiên lại lần nữa nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm không phải chặt đứt xiềng xích, mà là lấy sắc bén kiếm khí tới ngăn cản kia khủng bố hấp lực. Trương vì thiên gật gật đầu, liền thấy kia ma ảnh dùng sức giữ chặt xiềng xích, theo sau bỗng nhiên múa may đi ra ngoài. Hắc động bên, kia thanh liên bị vần quanh một vòng sau, thế nhưng bị xiềng xích thẳng tắp chiều hắc động ngay trung tâm ném, thanh liên không còn có bất luận cái gì chống cự, ở cuồng bạo hấp lực hạ, thẳng vào hắc động chỗ sâu trong. Mà ở vào thanh liên nội trương huyền, tại đây một khắc, cảm nhận được so với phía trước hùng hậu vô số lần lực lượng chiều chính mình trên người vào tới, này một cổ lực lượng tới quá mức mãnh liệt, làm trương huyền cảm thấy cực kỳ không khỏe, phảng phất thân thể tại đây một khắc, sắp bị này khủng bố lực lượng căng bạo giống nhau. Trương huyền hít sâu một hơi, bất chấp mặt khác, điên cuồng bắt đầu tiêu hóa này đó dũng mãnh vào trong cơ thể năng lượng. Trương Huyền trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, nhưng tốc độ này so với này đó nhập thể năng lượng tới nói, có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa này đó lực lượng không riêng gì bình thường linh khí đơn giản như vậy. Này đó lực lượng một chút toàn bộ dũng mãnh vào Trương Huyền trong cơ thể, làm Trương Huyền cảm thấy có chút khó có thể thừa nhận. Này đó lực lượng quá mức pha tạp, làm Trương Huyền cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể năng lượng nhưng vận chuyển tiêu hóa tốc độ trước sau so ra kém này đó lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể tốc độ. Trương huyền nơi nào sẽ biết, chính mình hiện tại là bị đưa đến hắc động bên trong, này được xưng trung điểm địa phương, hấp thu hết thảy cấm kỵ năng lượng tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Trương huyền trong lòng kia cổ phiền ý càng ngày càng nồng đậm, loại cảm giác này tại đây một khắc triệt triệt để để bộc phát ra tới. Trương huyền phát ra một tiếng gầm nhẹ, không bao giờ áp chế trong cơ thể năng lượng, tùy ý những cái đó năng lượng tụ tập ở trong cơ thể mình, theo sau bùng nổ loại này năng lượng tụ tập thêm bùng nổ là phi thường khủng bố lúc trước lục diễn đưa cho trương huyền một phần đại lễ tên là khai thiên chi lực mà liền vào giờ phút này trương huyền vì chạy thoát trói buộc ở này đó khủng bố năng lượng thêm vào hạ khai thiên chi lực lại một lần bộc phát ra tới trương huyền trong tay ngưng tụ ra diều lớn hư ảnh a à, trương huyền hét lớn một tiếng huy động cánh tay diều lớn hư ảnh vẽ ra một đạo lưu quang cắt qua chung quanh hắc ám. Ở kia vô ngần trong hắc động, một đóa thanh liên đột nhiên nở rộ. Một đạo thật lớn thân ảnh từ kia thanh liên giữa đứng lên, đó là khai thiên chi lực hiện ra. Đồng thời, tại đây trong hắc động tâm, nhật nguyệt xuất hiện, đó là nhật nguyệt hai trong mắt. Một viên thần châu xoay tròn, nãy năm đó thần tộc đoạt được đến trí bảo, lai lịch không biết, lúc này điên cuồng xoay tròn, hấp thu năng lượng, theo năng lượng hấp thu, thần châu thể tích càng lúc càng lớn. Trương Huyền lớn tiếng rít gào, cánh tay hắn vung lên, một đạo năng lượng đánh vào thần châu thượng, ở thần châu tầng ngoài, xuất hiện một cái dây nhỏ. Mà theo thần châu hấp thu năng lượng, hình thể bạo tăng, nho nhỏ thần châu, đảo mắt liền đường kính đạt tới 20 mét, mà phía trước cái kia dây nhỏ, ở thần châu tầng ngoài, như là một cái con sông. Trương Huyền có một lần múa may cánh tay, thần châu tầng ngoài xuất hiện nhô lên, ở thần châu thể tích biến hóa dưới, kia nhô lên biến thành núi cao. Đây là trong hắc động tâm, chưa từng có bị người đặt chân lĩnh vực, nơi này ẩn chứa năng lượng pháp tắc, là liền chân tiên đều phải mơ ước. Lúc này, ở một đóa nở rộ thanh liên phía trên, Trương Huyền hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, lẳng lặng cảm thụ được nơi này hết thảy. Ở chỗ này, phảng phất không có thời gian trôi đi, nhưng tại ngoại giới, thời gian lại đang ở chân thật, một chút một chút quá khứ. Sơn hải giới, sắp tới không khí, càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì, khoảng cách thiên hạ đại hội, chỉ còn cuối cùng ba ngày thời gian. Ba tháng trước, mười đại thánh địa tuyên bố thiên hạ một tụ, cộng đồng thương thảo về thủy tổ nơi một chuyện. Lúc ấy các đại vùng cấm sôi nổi mở miệng, sẽ có truyền nhân rời núi, tham dự này thiên hạ đại hội. Mà cuối cùng, kia áp đảo thánh địa phía trên thần thánh thiên quốc càng là phát ra tiếng, ba tháng lúc sau, thiên quốc thánh chủ đem tự mình trình diện. Này có thể nói là Sơn Hải giới từ trước tới nay, nhất long trọng một lần tập hội. Hơn nữa tập hội nguyên nhân, vẫn là về kia trong truyền thuyết thủy tổ nơi. Hiện giờ, 3 tháng thời gian cơ hồ đã toàn bộ qua đi, chỉ còn cuối cùng 3 ngày thời gian, tất cả mọi người mang chờ trận này thịnh hội đã đến. Lúc này đây thiên hạ đại hội tổ chức địa điểm, định ở Sơn Hải giới trung tâm, một chỗ tên là Thông Tiên Sơn nơi. Nghe đồn Thông Tiên Sơn, đã từng nhưng trực tiếp đi Thông Tiên Vực. Tiên Vực là cái như thế nào tồn tại, không người biết được, nghe đồn tiên toàn bộ đến từ chính Tiên Vực, đó là đạo thống sở tồn tại cuối cùng nơi, đó là đại đạo sở diễn sinh tối cao nơi. Lại là một ngày thời gian trôi qua, lúc này, khoảng cách thiên hạ đại hội tổ chức, còn thừa cuối cùng hai ngày thời gian, ngày này, luân chuyển thánh địa tân thánh tử xuất quan, trên bầu trời, xuất hiện luân hồi dị tượng, so lão thánh tử càng thêm khủng bố. Cùng thời gian, cửu cung thánh địa tân thánh tử xuất quan. Còn lại tám đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng tất cả đều xuất quan. Ngày này, không chung dị tượng đều xuất hiện, quá nhiều cường giả tại đây một ngày xuất quan. Mà cũng tại đây một ngày, thiên hắc vùng cấm truyền nhân, phát ra âm thanh. Thiên hát truyền nhân, khiêu chiến 10 đại thánh địa thánh tử thánh nữ. Vùng cấm truyền nhân, ra tới. Vùng cấm sở dĩ sẽ bị gọi vì vùng cấm, chính là nói minh này không thể bị mạo phạm, không thể bị phỏng đoán địa vị. Vùng cấm trị uy, cho dù là thánh địa chi chủ, đều phải né xa ba thước, không dám tùy ý thâm nhập. Mỗi một cái vùng cấm giữa, đều có bất đồng nguy hiểm, nhưng tương đồng chính là, này đó nguy hiểm, đủ để cho thiên đạo bảy trọng cường giả bỏ mạng. Vùng cấm quá thần bí, về vùng cấm truyền thuyết có rất nhiều, có nói vùng cấm giữa cất dấu khai thiên chí bảo, có nói vùng cấm giữa cất dấu bất tử tiên dược, cũng có người nói, vùng cấm giữa cất dấu thành tiên bí pháp, nhưng này đó chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ bị chứng thực quá. Vùng cấm ở mọi người ấn tượng giữa, vẫn luôn bị quấn quanh thần bí hai chữ. Ba tháng trước, vùng cấm phóng lời nói, sẽ có vùng cấm truyền nhân xuất hiện, ở khi đó cũng đã khiến cho khắp nơi chấn động. Mà hôm nay, vùng cấm truyền nhân, lộ diện. Thiên hác vùng cấm truyền nhân, có người nói, nhìn thấy thiên hác vùng cấm bay ra một đạo thân ảnh, kia thân ảnh làm người hình, bối sinh hai cánh, dương cánh liền bay đến vạn mét trời cao, làm người khó có thể bắt giữ, tốc độ quá nhanh. Ở thiên hác truyền nhân xuất hiện lúc sau, lúc ban đầu kêu lời nói u ám rừng rậm, cũng có truyền nhân đi ra. Đó là một chỗ cổ xưa rừng rậm, sở dĩ bị gọi u ám, là bởi vì trong rừng thảm thực vật hoàn toàn hiện ra màu đen, hơn nữa trong rừng rậm cây cối có linh mỗi một lần bước vào rừng rậm này trong rừng bố cục đều hoàn toàn bất đồng u ám rừng rậm truyền nhân cũng không có giống như thiên hát truyền nhân như vậy thẳng thượng vạn mét trời cao giống như cố ý muốn cho người thấy biết được giống nhau u ám rừng rậm truyền nhân liền chậm rãi từ u ám rừng rậm giữa đi ra ta thấy được là cái người trẻ tuổi hảo soái người xem lỗ tai hắn lỗ tai hắn thật dài hắc phát phi kiên anh tư tắt sảng ta ái. U ám rừng rậm truyền nhân, thân cao 1m9, kia một gương mặt so nữ nhân lớn lên còn phải đẹp, hai mắt thâm thúy, chỉ là bán tướng, đều có thể cho hắn ở nháy mắt trở thành giải trí đỉnh lưu minh tinh, cố tình như vậy xoái khí một người, thực lực ngập trời, bối cảnh cường đại. Diện mạo xoái khí, thực lực ngập trời, bối cảnh cường đại, đây là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân người, chọc người sinh đố. Ta nãi u ám rừng rậm truyền nhân, nhưng sương hô ta vì u ám, từ hôm nay trở đi, ta đi bộ đi trước thông tiên sơn, tại đây trong quá trình, hoan nghênh bất luận kẻ nào khiêu chiến, vô luận là 10 đại thánh địa, vẫn là khác vùng cấm truyền nhân. Cũng hoặc là, kia thần thánh thiên quốc thánh chủ. U ám lớn tiếng phóng lời nói, vô cùng tự tin. Vùng cấm truyền nhân, cần gì nhiều lời, ta chờ ở thông tiên sơn chờ ngươi. 10 đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng bắt đầu kêu gọi. Đại gia rất rõ ràng thủy tổ nơi đại biểu cho cái gì, mà mới truyền ra thủy tổ nơi tin tức, sở hữu vùng cấm liền sôi nổi lộ diện, này hoàn toàn có thể thuyết minh, các đại vùng cấm đều tưởng ở thủy tổ nơi sự tình thượng phân một ly canh. Mà đại chiến, sẽ là quyết định quyền lên tiếng cuối cùng kết quả, lúc này đây đại chiến, không thể tránh được. Thánh địa truyền nhân cùng vùng cấm truyền nhân, cách không kêu gọi, đều có vẻ phá lệ tự tin. Thiên hát đã đi trước thông tiên sơn. Có người hô lên, thấy được thiên hát truyền nhân thân ảnh, hắn từ tầng mây phía trên xẹt qua, dương cánh bằng phi, tốc độ cực nhanh có thiên đạo sáu trọng cao thủ nói ra, hắn không bằng thiên hát truyền nhân, ít nhất ở tốc độ thượng thiên hát truyền nhân muốn viễn siêu hắn. Thiên hát truyền nhân đã nắm giữ ít nhất bảy trọng tốc độ chi đạo. Một cái vùng cấm truyền nhân, một lộ diện, liền bày ra ra thiên đạo bảy trọng thực lực. Này không thể nói không khủng bố. Đây là thánh chủ cấp bậc mới có chiến lực. Trên thực tế, vùng cấm vẫn luôn bảo trì thần bí, chưa từng lộ diện, người ở bên ngoài trong mắt, cũng vẫn luôn là vô địch đáng sợ tồn tại, Hiện giờ vùng cấm truyền nhân lộ diện, vừa xuất hiện đó là khiêu chiến thiên hạ cường giả tư thái, có thể lấy như vậy tư thái lộ diện, tự nhiên không có khả năng là một cái còn chưa trưởng thành lên thiên tài yêu nghiệt, tất nhiên đã được đến bị vùng cấm tán thành năng lực. Loại năng lực này, có thể là đã có thể kế thừa vùng cấm chi chủ vị trí. U ám cũng không có giống thiên hát như vậy nhảy ba ngàn dặm, hắn liền đi bộ đi trước u ám rừng rậm, hắn lộ hành thẳng tắp, U ám rừng rộng khoảng cách thông tiên sơn đâu chỉ mấy vạn dặm đường xá lên núi xuyên con sông u ám nơi đi qua con sông chia liệt chủ động vì u ám thích ra một cái con đường sợ quá núi cao núi cao vỡ ra hình thành liệt cốc cùng u ám thẳng tắp đi tới u ám cứ như vậy chậm rãi dạo bước nhưng hắn động tác nhìn thông thả nhưng một bước bán ra tái xuất hiện đã là cực xa khoảng cách đây là xúc địa thành thốn thần thông sơn hải giới cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở thông tiên sơn chờ đợi đại chiến bắt đầu. 10 đại thánh địa thánh tử thánh nữ đã tới thông tiên sơn dưới chân. Lấy thiên hắc tốc độ tới xem, ba cái giờ sau là có thể đạt tới thông tiên sơn. Thế tất sẽ có một hồi đại chiến. Thật khi tin tức lấy cực nhanh tốc độ ở toàn bộ sơn hải giới truyền bá, thời gian cũng một phút một giây xẹt qua, mọi người đều đang chờ đợi 3 cái giờ sau đại chiến. Thông tiên sơn là một chỗ cao ngất trong mây nơi, hơn nữa ngọn núi này cũng là một chỗ hiểm địa sở dĩ nói là hiểm địa, không phải vùng cấm, là bởi vì này thông tiên sơn bên trong không có cư trú bất luận cái gì sinh vật, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng lại có một loại cường đại quy tắc tồn tại, muốn bước lên thông tiên sơn, cần thiết thực lực đạt tới nào đó trình độ. Thông tiên sơn cao mấy ngàn mét, nhưng ít nhất là thiên đạo tam trọng thực lực, mới có thể bước lên cây số ngọn núi, lại sau này mỗi đi một bước, đối thực lực nhu cầu, đều là thật lớn. Hiện giờ, thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm đã đang ở thông tiên sơn chân núi. Trong giây lát, trên bầu trời xẹt qua một đạo tia chớp. Tân tấn luân chuyển thánh tử ánh mắt một ngưng, nhìn về phía không trung tới. Ta đi chiến hắn. Tân tấn luân chuyển thánh tử có vẻ thực tuổi trẻ, trong mắt chiến ý giạt rào, hắn công pháp vận chuyển, phía sau xuất hiện luân hồi ảo cảnh. Tại đây đồng thời hắn dùng sức nhảy, thẳng tận trời cao, cùng thiên hác truyền nhân, triển khai đại chiến. Hai người đại chiến, không trung biến sắc, phong vân cuốn động. Ở Sơn Hải Giới, vô tận biển rộng cùng đại lục giao tiếp bên cạnh, dậm rạp thân ảnh thủ tại chỗ này, nước biển cuồng bạo, khoảng cách bên bờ tiếp cận đá ngầm bị nước biển đánh thược, thế nhưng trực tiếp nổ mạnh mở ra, gần là nước biển kích động, liền có bát phân cường giả một kích huy lực. Ở Sơn Hải Giới, bát phân cường giả cũng chỉ là miễn cưỡng có tự bảo vệ mình chi lực người mà thôi. Hiện giờ, vùng cấm náo động đã xuất thế, chủ nhân hẳn là đã trở lại. Dày đặc thân ảnh chung, dẫn đầu người, trừng thiên đạo bảy trọng thực lực, lại vào lúc này, xưng hô chủ nhân, đang nói ra chủ nhân hai chữ khi, trong mắt tràn ngập thành kính. Thiên đạo bảy trọng, thánh chủ cấp bậc chiến lực, lại xưng hô người khác phi chủ nhân, có thể thấy được này chủ nhân, là cỡ nào cường hãn tồn tại. Dẫn đầu người nhìn qua vô cùng già nua, thân khoác áo choàng nhưng không ai sẽ xem thường hắn, không ai có thể xem thường một cái thiên đạo bảy trọng cường giả. Liệt trận, người này hét lớn một tiếng, Cả người áo choàng tại đây một khắc toàn bộ vỡ vụn, thả kia gầy trơ cả xương dáng người nháy mắt trở nên vô cùng chắc nịch, hắn lăng không dựng lên, trong miệng phun ra tinh huyết, lấy tinh huyết hóa trận. Vô số thân ảnh tụ tập năng lượng, một tòa thật lớn trận pháp xuất hiện ở trên mặt biển không. Này trận pháp là từ thiên đạo bảy trọng cường giả tiêu hao tinh huyết sở bố, vô số cường giả lực lượng tăng thêm thêm vào, như vậy trận pháp đủ để đi đánh sâu vào một tòa thánh địa hộ sơn đại trận, mà hiện tại lại chỉ là dùng cho tiếp dẫn đây là một tòa tiếp dẫn đại trận. Đại trận xuất hiện mặt biển trên không, nước biển bắt đầu quay cuồng, phóng lên cao, giống như mất đi trọng lực, nước biển chảy ngược nhập trên không đại trận giữa, toàn bộ mặt biển xuất hiện thật lớn lốc xoáy. Một đạo thân ảnh, theo dòng nước, xuất hiện ở đại trận bên trong, thân ảnh ấy trần trụi thượng thân, cơ bắp bạo khởi, cả người giống như tháp sắt giống nhau, đầy đầu đầu bạc, chỉ là xem này thân thể, đều có thể cảm nhận được trong đó kia nổ mạnh tính lực lượng. Cung nghênh chủ thượng, trên bầu trời kia thiên đạo bảy trọng cường giả dẫn đầu quỳ một gối xuống đất cung ninh chủ thượng theo tên này thiên đạo bảy trọng cường giả động tác dậm dạp thân ảnh toàn bộ quỳ một gối xuống đất ánh mắt thành kính năm đó một trận chiến văn minh khởi động lại vị kia lấy vô thượng đạo hạnh đem cấm kỵ lực lượng bảo tồn để ngày sau náo động tái khởi làm chúng ta văn minh có một trận chiến chi lực lưu lại cấm kỵ lực lượng địa phương bị gọi vùng cấm nhưng vô số năm sau vùng cấm lại sớm đã đã quên lúc trước tồn tại mục đích, nhân nắm giữ cấm kỵ năng lượng, vô cùng cường đại, dần dần sinh ra dã tâm, chủ nhân vì tìm kia năng lượng suối nguồn, vứt bỏ thân thể, lấy linh thể tiến vào cổ chiến trường, vạn phần hung hiểm, cử tử nhất sinh, hiện giờ, cuối cùng là trở về. Thiên đạo bảy trọng cường giả hét lớn một tiếng. Trên bầu trời trận pháp phát ra ánh sáng. Mà kia xuất hiện ở lốc xoáy trung tâm bóng người, đột nhiên mở hai tròng mắt, ở hắn trợn mắt nháy mắt, trên bầu trời, một đạo tia chớp nổ vang. Người này trong đầu hỗn loạn, vô số ký ức dũng mãnh vào trong óc, hắn còn nhớ rõ cuối cùng đoạn ngắn, người nọ phát hiện cực hạn truyền thừa, nhưng cho chính mình, đem chính mình bỏ vào biển rộng chỗ sâu trong. Chủ thượng, tái tạo tri ân, vĩnh thế khó quên. Bị thiên đạo bảy trọng cường giả gọi chủ nhân người, ở hắn trong miệng, lại vẫn có một vị chủ thượng. Mà liền ở cái này thời gian, thứ nhất tin tức cắt qua toàn bộ sơn hải giới luân chuyển thánh tử bại. Với thông tiên sơn hạ, thiên hắc truyền nhân thắng, luân chuyển thánh tử phía sau dị tượng đều bị đánh tan. Cửu cung thánh tử hướng thiên hắc truyền nhân khởi sướng khiêu chiến. Đây là một hồi thịnh hội, còn có quá nhiều thế lực không có lộ diện, vùng cấm truyền nhân chỉ ra tới hai gã, nhưng 10 đại thánh địa chi nhất truyền nhân cũng đã bị thua, dị tượng bị đánh tan, thân bị trọng thương. U ám tốc độ quá nhanh, xúc địa thành thốn thần thông, mỗi một bước đều có thể hình thành một cái không gian trận pháp, làm hắn ở trong đó xuyên qua. U ám cũng mau đến thông tiên sơn. Mười đại thánh địa đã bại thứ nhất, vùng cấm quá cường. Không hổ là hắc ám vùng cấm. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, luân chuyển thánh địa thánh tử liền bị thua, hơn nữa truyền ra tin tức, nếu không có luân chuyển thánh địa thánh chủ ra mặt, luân chuyển thánh tử sẽ bị đương trường giết chết. Ngắn ngủn thời gian, luân chuyển thánh tử cũng đã bị thua, hơn nữa còn cần thánh địa chi chủ tự mình ra mặt mới bảo hạ này tánh mạng thiên hát truyền nhân thắng luân chuyển thánh tử sau không sợ chút nào lại chiến cử cung thánh tử lúc này kết quả còn chưa ra tới nhưng một trận chiến này bị người chặt chẽ chú ý nếu cử cung thánh tử có thể thắng thiên hát truyền nhân kia thuyết minh vùng cấm cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy khủng bố nhưng nếu thiên hát truyền nhân còn có thể thắng kia vùng cấm cùng thánh địa chi gian tranh lệch liền rõ ràng mọi người đều đang chờ một trận chiến này kết quả ra tới thông tiên sơn hạ chín đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều đãi ở chỗ này. Một đạo thân ảnh, đột nhiên từ trên không rơi thẳng xuống, tạp rơi xuống đất mặt, mặt đất bị này đạo thân ảnh tạp ra một cái thật lớn hố sâu, chung quanh mặt đất toàn là da nẻ mở ra. Là cửu cung thánh tử. Lúc này, cửu cung thánh tử miệng phun máu tươi, trên người hoa y rách nát, toàn thân đều tràn ngập miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương. Thiên hác truyền nhân thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, đây là hắn lần đầu tiên hiển lộ chân dung, hắn là hình người, bối sinh hai cánh, hai cánh triển khai thẳng có 4 mét. Nhưng lại phi một chương người mặt, mà là một bộ ưng mặt. Này đó là cái gọi là thánh địa chi tử sao, nhỏ yếu bất kham một kích, thiên hát truyền nhân phát ra cười lạnh, trong lời nói toàn là châm chọc, còn có ai, tiếp tục tới chiến. Thiên hát truyền nhân vừa ra tràng, trong khoảng thời gian ngắn, liền bại hai đại thánh tử. Nếu nói đúng thiên hát truyền nhân bất mãn, còn thừa tám gã thánh tử thánh nữ toàn đối này bất mãn, nhưng hiện tại thiên hắc truyền nhân đã liền hạ hai thành, lại có bất mãn, cũng không thể hiện tại liền ra tay, chẳng sợ thắng, cũng không sáng giỏi. Thấy còn thừa tám gã thánh tử thánh nữ đều không ra tiếng, thiên hắc truyền nhân tiếp tục cười lạnh, như thế nào, không người dám ứng chiến sao. Liền này cũng dám bị gọi là thánh địa, một đám a miêu a cầu tổ kiến lên địa phương, là có thể bị gọi thánh địa sao. Ít nói nhảm, làm ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai bại ngươi. Càn khôn thánh tử nhịn không được mở miệng không cần tu chỉnh muốn chiến liền tới thiên hát truyền nhân chiến ý giạt rào cực kỳ tự tin ha ha thiên hát cũng để lại cho ta mấy cái luyện tập một đạo đạm tiếng cười vang lên theo sau liền thấy nơi xa u ám chậm rãi đi tới hắn rõ ràng còn ở cực nơi xa nhưng chỉ là một bước bán ra giây tiếp theo cũng đã tới rồi thánh địa truyền nhân trước mặt một cái hai cái đánh không thú vị không bằng như vậy u ám ánh mắt đảo qua còn thừa tám gã thánh tử thánh nữ các ngươi cùng nhau tốt nhất. U ám trên mặt treo đạm cười, hắn lớn lên cực kỳ anh tuấn, này phúc gợn sóng bất kinh bộ dáng, sẽ làm một ít nữ tính yêu thích đến điên cuồng, nhưng lúc này này đó thánh tử thánh nữ trong lòng, chỉ có phẫn nộ. Thánh địa áp đảo hết thảy phía trên, bọn họ làm thánh địa truyền nhân, mỗi người đều là thiên tri kiêu tử, đi đến nơi nào, đều là chịu người tôn kính, chưa bao giờ bị người như vậy khinh thường quá, nhưng này đó vùng cấm truyền nhân, căn bản là không đem đại gia đặt ở trong mắt ta tới chiến ngươi, Càn Khôn Thánh Tử hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ. Ác U ám lui về phía sau một bước, nhìn mắt lao ra Càn Khôn Thánh Tử, hơi hơi nhún vai, hảo nhược. Sơn Hải giới, thánh địa cùng vùng cấm chi gian đã bùng nổ tranh đấu. Mà lúc này, thủy tổ nơi Lâm Thanh Hạm từ bế quan trung trợn mắt, nàng lựa chọn bế quan địa phương là Tô Gia tổ địa, cái này địa phương cực kỳ thần bí, lúc trước tại đây, liên thông tin thiết bị đều không thể sử dụng. Lâm Thanh Hạm chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm chọc khí, nếu nhìn kỹ, nàng trên người, thế nhưng tràn ngập một loại vô hình uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, là đến từ chính Lâm Thanh Hạm huyết mạch truyền thừa. Huyền hoàng huyết mạch, ra đời với thiên địa chi sơ, truyền tự với kia một sợi mẫu khí. Lâm Thanh Hạm sớm đã chữa trị huyền hoàng mẫu đỉnh, lại bế quan 3 tháng, hiện giờ không cần nàng đi cố tình sử dụng, huyền hoàng khí liền tràn ngập tại thân thể chung quanh. Lâm Thanh Hạm rời đi bế quan chỗ, Lam Vân Tiêu liền ở bên ngoài chờ đợi. Ra tới, nhìn dáng vẻ, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Lam Vân Tiêu ánh mắt tỏa định ở Lâm Thanh Hạm trên người, không hổ là đến từ chính bẩm sinh truyền thừa, hiện giờ Sơn Hải Giới đã lộn xộn, vùng cấm xuất hiện, chỉ sợ phải đồ mưu thủy tổ nơi, người từ truyền thừa giữa, hẳn là cũng được đến không ít tin tức đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, có một số người, thất tín bội nghĩa, lòng muông dạ thú. Ta giúp người khai thiên môn, bên kia sự, người yêu cầu ra một phần lực. Lam Vân Tiêu ngón tay véo ra pháp quyết. Hiện giờ thiên địa quy tắc đã đại biến, khai thiên môn rốt cuộc cũng không phải gì đó việc khó. Trương huyền người khác đâu, Lâm Thanh Hạm hỏi một tiếng. Hắn, Lam Vân Tiêu biểu tình trở nên có chút cổ quái, hắn hẳn là trực tiếp sẽ đi sơn hải giới đi. Giờ này khắc này, vô tận trong hư không, Trương huyền còn ở vào kia lốc xoáy trung tâm, nhưng hiện tại, kia một khắc thần châu, sớm đã không phải lúc trước kia trẻ con nắm tay lớn nhỏ, ở kia vô tận hắc ám giữa, thần châu trưởng thành giống như một viên hàng tinh. Trương huyền phiêu phù ở thần châu phía trước, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện thần châu phía trên, có sơn xuyên, con sông, rãnh, trừ bỏ không có sinh mệnh dấu hiệu bên ngoài, còn lại cùng một viên sinh mệnh tinh cầu không có gì khác nhau. Một cái một cái pháp tắc khác tại đây thần châu phía trên, này đó pháp tắc bất đồng với bất luận cái gì địa phương thiên địa quy tắc. Nơi này là trong hắc động tâm, là hư không vũ trụ hết thải cuối, trong thiên địa biến mất cấm kỵ năng lượng tất cả ở chỗ này, chẳng sợ liền chân tiên, đều mơ ước nơi này năng lượng hệ thống. Mà những cái đó khác ở thần châu phía trên pháp tắc, toàn bộ đều đến từ chính Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm tự nói. Trương Huyền, ở chính mình giả thiết pháp tắc, giả thiết quy tắc, người nào có thể giả thiết một phương thế giới quy tắc. Chẳng sợ Trương Huyền thực lực đã vượt qua thủy tổ nơi, chẳng sợ toàn quy những cái đó thực lực vượt qua thủy tổ nơi tồn tại, đều không thể cấp thủy tổ nơi một lần nữa định ra quy tắc, bọn họ có thể làm, chỉ có mạnh mẽ phá hư. Nhưng chẳng sợ thực lực vượt qua rất nhiều, muốn mạnh mẽ phá hư, cũng đều không phải là chuyện dễ, càng không cần để giả thiết quy tắc. Quy tắc giả thiết, chỉ có kia thế giới chủ nhân có thể. Tựa như lúc trước đại ngàn giới, từ trệ thú giả thiết quy tắc, chính là bởi vì kia đại ngàn giới nãy trệ thú lập hạ hình thành. Trương huyền hiện tại cách làm, chính là ở sáng thế, sáng tạo một cái thế giới mới. Đại đạo thanh liên với trương huyền phía sau nở rộ, ở cái này trong quá trình, đại đạo thanh liên cũng hấp thu quá nhiều cấm kỵ lực lượng, này thanh liên vốn chính là điều hòa âm dương mà sinh, theo sau như hỗn độn thần hải, hấp thu hỗn độn lực lượng, cuối cùng cùng với đại đạo trưởng thành, có thể hấp thu trong thiên địa hết thảy lực lượng. Nhật Nguyệt Luân không, đây là trương huyền hai đại lĩnh vực, cũng được đến cực hạn tiến hóa. Lúc này trương huyền hơi hơi niết quyền, này trong hư không, lại là đột nhiên tạc vỡ ra tới, bực này lực lượng đã xa xa không phải thiên đạo bảy trọng có thể so sánh nghĩ. Mà này, chỉ là Trương Huyền phổ phổ thông thông nhéo cái quyền mà thôi. Trong hư không, Trương Huyền xem kỹ tự thân, hắn có thể cảm nhận được, ở chỗ này có vô số cấm kỵ năng lượng tồn tại, mà chính mình thân thể có thể đem này đó cấm kỵ năng lượng, tất cả hấp thu. Cho dù là những cái đó vì thiên đạo sở bất dung lực lượng, lúc này cũng đều tụ tập ở Trương Huyền trong cơ thể, ở hắn phía sau thần châu thượng hình thành từng điều hoàn toàn mới pháp tác những cái đó, toàn bộ đều là Trương Huyền tự thân sở sáng tạo quy tắc. Hô! Trương Huyền thở vào một hơi, mở ra hai tay, cảm thụ vờn quanh tự thân cường đại lực lượng. Trương Huyền một bước bước ra, thế nhưng hoàn toàn không chịu này hắc động hấp lực ảnh hưởng, đơn giản là ở hắn phía sau thần châu thượng, thuộc về Trương Huyền quy tắc quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh, do đó đạt tới vạn pháp không xâm chi hiệu. Sơn Hải Giới Trương Huyền ánh mắt nhìn ra xa, ở sau người, Vần quanh thần châu Nhật Nguyệt đồng thời phát ra ánh sáng, ngày này nguyệt là lĩnh vực, đồng thời cũng là Trương Huyền hai tròng mắt biến thành, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu khoảng cách vô hạn. Hiện giờ Trương Huyền, thân cư các thần thông. Trương Huyền cánh tay hoành trong người trước, một phen lây dính nửa thanh màu xanh đồng trường kiếm xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Trương Huyền tay phải cầm kiếm, hoành thân kiếm trước, tay trái nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm thượng màu xanh đồng liền bóc ra một bộ phận. Trương Huyền nhẹ niết tay quyết sau lưng lấy linh khí hình thành một cái vỏ kiếm, cánh tay múa may gian, trường kiếm vào vỏ, mà Trương Huyền tắc theo trước mắt, một bước bước ra. Trương Huyền cũng là một bước mà thôi, cùng u ám tương đồng. Nhưng cùng Trương Huyền này một bước khoảng cách so sánh với, u ám xúc địa thành thốn, có vẻ cực kỳ buồn cười, liền cùng trẻ nhỏ bản giống nhau. Lúc này Sơn Hải Giới, lại là một ngày thời gian trôi qua. Ngày hôm qua, khắp nơi tầm mắt tập trung ở thông tiên Sơn Hạ, thiên hác liền bại hai người lúc sau, u ám đuổi tới, đầu tiên là càn khôn thánh tử hướng này khởi sướng khiêu chiến, kết quả trắng bệch, theo sau mờ miệt thánh tử phát ra khiêu chiến, cùng u ám đánh cái ngang tay. Tuy rằng chỉ là ngang tay, nhưng cũng làm thánh địa truyền nhân nhóm đại tùng một hơi, rốt cuộc liên tiếp thất bại đã đả kích bọn họ tin tưởng, nghênh đón một hồi thắng lợi, làm cho bọn họ biết vùng cấm truyền nhân, cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy cường đại, đều không phải là không thể chiến thắng. Hôm nay, có quá nhiều quá nhiều thế lực đã chạy tới thông tiên sơn hạ, bất quá thực lực giống nhau thế lực chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài chỉ có những cái đó cường đại thế lực mới có thể đi đến bên trong đi bất quá chẳng sợ ở bên ngoài cũng đủ làm những cái đó tu sĩ hưng phấn này có thể nói là toàn bộ sơn hải giới nhất long trọng một lần tập hội như vậy náo nhiệt nhưng không dễ dàng nhìn đến ngày hôm qua các người nghe nói sao kia đại chiến quá xuất sắc chỉ tiếc không có tận mắt nhìn thấy đến người xem cũng thấy không rõ lắm a à, nhân ra kia tốc độ ở ngươi trong mắt cùng ảo ảnh giống nhau người muốn nhìn cái gì ở hiện trường cảm thụ không khí cũng đúng a à? đông đảo tu sĩ thần sắc kích động nghị luận sôi nổi ha 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 ưu ám ngươi là còn không có thành niên liền ra tới sao thế nhưng cùng một cái phế vật chiến binh trên bầu trời một đạo tiếng cười to vang lên ngay sau đó liền thấy một cái thân cao chừng bảy mễ người khổng lồ từ không trung rơi xuống đương này chân đạp lên mặt đất kia một khắc toàn bộ đại địa đều ở phát sinh run rẩy Luyện ngục, người cũng tới xem náo nhiệt sao. Thiên hát triển khai hai cánh, phiêu phù ở không trung. Luyện ngục, thiên hát đối tên này người khổng lồ xưng hô, làm ở đây đông đảo tu sĩ hít hà một hơi. Luyện ngục, là đến từ luyện ngục vùng cấm. Luyện ngục vùng cấm tên này, là đời sau bị người sở sửa, sửa, nghe đồn nơi đó vô số năm trước, là một chỗ trừng phạt nơi, phàm là có sai lầm lớn người, không giết, nhưng muốn đưa hướng luyện ngục nơi, bị đưa hướng luyện ngục nơi người, lại không có lúc nào là không nhớ tới chạy nhanh đi chết, bởi vì nơi đó, quá tra tấn. Không ai biết luyện ngục chỗ sâu trong quy tắc là cái gì, chỉ biết bị đưa vào nơi đó người, sẽ sống không bằng chết, nơi đó tra tấn không riêng gì thân thể, càng là linh hồn, ở nơi đó người, sẽ bị dần dần ma diệt linh hồn, triệt triệt để để tan thành mây khói. Ở luyện ngục vùng cấm ngoại, khi trường sẽ nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia tiếng kêu thảm thiết phảng phất đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong chỉ là làm người nghe đều cảm thấy sởn tóc gáy. Luyện ngục vùng cấm là một chỗ làm người sợ hãi nơi, mà đến tự luyện ngục truyền nhân, trên người liền bí mật mang theo này cổ sợ hãi. Luyện ngục nhìn mắt Thiên Hắc, nhéo nhéo nắm tay, như vậy có ý tứ sự tình, không ra chơi chơi như thế nào có thể hành. Cũng coi như ta một cái đi, một đạo cười duyên tiếng vang lên. Liền thấy vô số lá xanh từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, bay xuống xuống dưới, rậm dạp lá xanh che đậy người tầm mắt ở lá xanh trung tâm, một bóng người lặng yên hiện lên, nàng làn da tuyết trắng, nhưng chỉ làm người nhìn đến như vậy một sát, đầy trời lá xanh liền ngưng tụ ở bên nhau, trở thành một cái lá xanh tơ lụa, che đậy này tuyết trắng thân hình, đây là một cái diện mạo tuyệt mỹ nữ nhân, trên người tản ra cùng u ám tương đồng hơi thở, nhưng lại có chút bất đồng. Đây là sinh cơ lực lượng, tu sĩ thế lực chung, có người kinh hô ra tiếng. Sinh cơ lực lượng, chẳng lẽ là sinh cơ chi xâm? Đối chính là Sinh Cơ Chi Sâm, nghe đồn nơi đó tồn tại sinh mệnh chân lý, đã từng nhiều năm suy lão thánh chủ thâm nhập Sinh Cơ Chi Sâm, muốn tìm được tiếp tục sống sót biện pháp, khi đó lão thánh chủ đe dọa, nhưng thực lực còn rất cường hãn, đã có thể ở lão thánh chủ tiến vào Sinh Cơ Chi Sâm nửa tháng sau bị người phát hiện chết ở Sinh Cơ Chi Sâm ngoại, ở lão thánh chủ thân thể thượng, mọc đầy cỏ xanh. Sinh Cơ Chi Sâm truyền nhân che miệng cười, nguyên lai like, lúc trước cái kia phân bón còn có lão thánh chủ như vậy sương hô sao? Cái gì thân phận ta không biết? nhưng hắn làm phân bón, cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Sinh cơ diện mạo kiều Mỹ, thân khoác lá xanh tơ lụa làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, nhưng nàng lời nói, lại làm người không rét mà run, đem một người thiên đạo bảy trọng cường giả coi như phân bón. Nói là sinh cơ chi sâm, nhưng lại tràn ngập sát khí, như vậy cảm giác, cực kỳ quỷ dị. Trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo sấm sét một đạo hình người lôi điện đột nhiên xuất hiện ở thông tiên sơn hạ, này xuất hiện, lập tức mang theo khủng bố lôi đình chi lực, làm sở hữu đứng ở chỗ này người, đều có một loại cả người tê mỏi cảm giác. Đối phương Lôi Đình chi lực đã nắm giữ Lô Hỏa thuần thanh. Lôi Đình Sơn người cũng tới sao? Thiên Hắc quay đầu nhìn thoáng qua người này hình lôi điện. Hình người lôi điện đứng ở nơi đó, đột nhiên vươn tay cánh tay, chỉ vào Thích Ca Thánh Tử, "Ngươi, đánh với ta." A Di Đà Phật, Thích Ca Thánh Tử chắp tay trước ngực, hắn không nói thêm gì, nhưng trên người áo cà sa lại không gió tự động, phía sau nở rộ kim quang một tôn tượng Phật từ phía sau hiện ra. Tiểu muội muội, ta xem ngươi thực không tồi, tới lạc. Sinh cơ hướng là lướt thánh nữ hơi hơi mỉm cười, dây tiếp theo, thân hình hóa thành vô số phiến lá xanh, tái xuất hiện khi, đã tới rồi là lướt thánh nữ trước người. Tuy rằng ngươi xem thực tuổi trẻ, nhưng nữ nhân trực giác nói cho ta, ngươi là cái lão thái bà, che như vậy kín mít, không phải là bởi vì sắp rũ xuống đi. Là lướt thánh nữ đồng dạng miệng không buông tha người, đồng thời cũng động khởi tay tới, nàng quanh thân xuất hiện một tầng xương trắng, mang theo một cổ hàn ý. Là lướt thánh nữ nói hoàn toàn chọc giận sinh cơ. Sinh cơ quát lên một tiếng lớn, đại địa vạn vật phát sinh, mặt đất vỡ ra, cự mộc đột một từ mặt đất mọc lên, triệt triệt để để thay đổi toàn bộ chiến trường. Thông thiên phong hạ, nguyên bản là một mảnh bình nguyên, đã có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn, biến thành rừng rậm. Này đó điên cuồng sinh trưởng cây cối hình thành một tòa nhà giam, đem là lướt thánh nữ vây khốn ở trong đó, này đó cây cối bất đồng với bình thường thực vật phá lệ kiên cố uống thời mãn kinh nữ nhân sinh khí lên thật đúng là đáng sợ đâu lả lướt thánh nữ khe kêu một tiếng liền thấy nàng quanh thân hàn khí súng lại kia cây cối nhà giam nháy mắt kết băng theo lả lướt thánh nữ một quyền tạp thượng bị đóng băng cây cối tắc đứt từng khúc vỡ ra tới kia tuyết trắng non mềm trên nắm tay mang theo khó có thể tưởng tượng thật lớn lực lượng ha 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 đánh nhau rồi náo nhiệt náo nhiệt tốt như vậy chơi sự, như thế nào có thể không mang theo chúng ta hai huynh đệ đâu. Ở một trận cười gian trong tiếng, lưỡng đạo thân ảnh chui vào chiến trường bên trong, hai người trên người mang theo cuồng bạo thuộc tính, một người thuộc hỏa, một người thuộc thủy, đồng dạng đến từ chính vùng cấm, bất quá lại không người biết hiểu bọn họ lai lịch, thực lực rất mạnh, một gia nhập chiến trường, liền tìm thánh địa thánh tử, từng đôi chém giết. Đại chiến đốn khởi, trên bầu trời, nổi lên dị tượng, đây là không biết nhiều ít cường giả ở bên nhau chém giết, khủng bố tuyệt luân, tràn ra lực lượng đã vượt qua thiên đạo bảy trọng, chẳng sợ liền thánh chủ cấp bậc tồn tại đến đây, đều chiếm không được hảo. Vây xem các tu sĩ thấy thế, lập tức lui về phía sau mấy chục dặm, sợ bị cuốn tiến trận này loạn đấu chung, bọn họ rất rõ ràng, một khi bị cuốn đi vào, cũng sẽ không có người quản ngươi là ai, không có thực lực, đó chính là một cái chết tự. Trên bầu trời, dị tượng liên tiếp chấp động, có thể nhìn đến, một tôn khủng bố thân ảnh từ trên bầu trời hiện lên, nhưng còn không có hoàn toàn hiện ra, đã bị cuồng bạo linh khí đánh nát, đó là mang theo thiên đạo bảy trọng chi uy thần ảnh, liền dễ dàng như vậy tiêu tán, đây là hốn chiến, thánh địa truyền nhân, đối chiến vùng cấm truyền nhân. Một trận chiến này quá mức khủng bố, ngay cả thế hệ trước cường giả đều phải né xa ba thước. Thật là đáng sợ, này chỉ là truyền nhân liền như thế mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, nếu là thánh địa nhãn hiệu lâu đời cường giả tự mình ra tay, sẽ là như thế nào trường hợp. Chỉ sợ không chung vỡ ra, đại địa sụp đổ, phương xa vô tận nước biển sẽ cuồn cuộn đi lên, như vậy lực lượng, khả năng đã không phải thế giới này có khả năng tiếp thu. Không, một người tóc trắng xóa lão giả ra tiếng, hắn là một người thiên đạo bảy trọng tán tu, ở tán tu bên trong rất có uy vọng, nhìn thấy tên này lão giả mở miệng, người nói chuyện đều ngậm miệng lại, lẳng lặng nghe, hy vọng từ lão giả trong miệng biết được một ít tin tức. Lão giả nhìn quanh bốn phía, lúc này mới chậm rãi ra tiếng, một trận chiến này, tuy rằng là trẻ tuổi chi gian giao phong, nhưng ta xin khuyên đại gia, đêm này coi như đỉnh cấp giao phong tới xem, chẳng sợ thánh địa chi chủ thật sự ra tới, cũng bất quá như thế. Vì cái gì, có người khó hiểu hỏi ra. Theo ta được biết, 10 đại thánh địa thánh tử thánh nữ, lần này ra tới trước, đã tiếp nhận từng người thánh địa thánh lệnh, chẳng qua chuyện này, là ở bí mật dưới tình huống tiến hành, bọn họ không riêng gì các đại thánh địa trẻ tuổi trí cường giả, đồng dạng cũng là hiện giờ thánh địa người mạnh nhất, chủ đạo giả. Này ba tháng thời gian, bọn họ mỗi người đều có khó có thể tưởng tượng khủng bố trưởng thành, này đó trưởng thành không riêng gì bởi vì bọn họ thiên tư chắc tuyệt, càng bởi vì thánh địa khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng, lui xuống đi thánh chủ, thi triển bí pháp, tiến hành truyền công. Kia lão giả nói xong, chung quanh ồ lên một mảnh. Này đó thánh tử thánh nữ nhóm, thế nhưng đã tiếp nhận thánh chủ chi vị. Ha ha, các ngươi cũng không cần ngoài ý muốn. Đầu bạc lão giả lắc lắc đầu, này đó vùng cấm truyền nhân, cũng là giống nhau, cho tới nay, vùng cấm tố lấy thần bí, cường đại sưng, thậm chí rất nhiều người đều không hiểu được vùng cấm bên trong rốt của có hay không sinh linh tồn tại, mà hiện giờ, vùng cấm đột nhiên lộ diện, tuy nói là truyền nhân, nhưng thực lực, cũng đều vô hạn tiếp cận với vùng cấm chi chủ, lão vùng cấm chi chủ sắp bị mai táng, tân truyền nhân mới có thể lộ diện, trên thực tế, nếu không phải lần này sự tình liên quan đến tới rồi thủy tổ nơi, vùng cấm vẫn như cũ sẽ không bộc lộ tài năng. Tiền bối, vùng cấm, rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại? Một người tu sĩ nhịn không được hỏi, muốn thăm dò vùng cấm bí mật. Vùng cấm A, tên này đầu bạc lão giả nhìn về phía đại chiến chỗ, có được thiên đạo bảy trọng thực lực hắn, lộ ra kiên kỵ thần sắc, cái gọi là vùng cấm, chính là đại chiến di lưu nơi, có chút đồ vật, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, không biết thật giả, nghe đồn vô số năm trước, văn minh tao ngộ hủy diệt, khi đó có vô số cường giả, Nắm giữ vô số khủng bố lực lượng, nhưng ở một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại đã đến lúc sau, hết thảy đều thay đổi, thiên đạo phát sinh biến hóa, tối cao cường giả ngã xuống. Cấm kỵ năng lượng chịu khổ phong ấn, không riêng gì sơn hải giới, ngay cả thủy tổ nơi cũng muốn gặp phải hủy diệt, bất quá cuối cùng có một người xuất hiện. Người kia rất mạnh, nhưng lại cường người, đều không thể đối mặt tên kia từ sao trời mà đến tồn tại, người nó cuối cùng hiến tế tự thân, xuyên qua thời gian sông dài, đi vào thiên địa mới bắt đầu là lúc Tìm tới rồi một loại lực lượng, một loại đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, không ai có thể khống chế kia cổ lực lượng, mà người nọ đem kia cổ lực lượng mang theo trở về. Cuối cùng, chúng ta biết được, bị người nọ từ viễn cổ mang về tới lực lượng, bị gọi ma thần, mà từ sao trời chung mà đến tồn tại, bị gọi tiên. Tiên cùng ma thần chi gian đã xảy ra đại chiến, trận chiến ấy qua đi, tiên rút đi, nhưng Văn Minh cũng hoàn toàn bị hủy diệt, một ít còn tàn lưu cấm kỹ năng lượng bị khống chế ma thần lực lượng người giữ lại cấm phong, bởi vì truyền thuyết, nếu trong thiên địa cấm kỵ lực lượng toàn bộ biến mất, như vậy này một mảnh thiên địa cũng liền không còn nữa tồn tại, những cái đó cấm kỵ lực lượng, trên thực tế chính là thế giới này căn nguyên. Tỷ như sinh cơ chi sâm, đại biểu cho sinh mệnh lực lượng, lôi đình núi non, đại biểu cho lôi điện, thiên hác, đại biểu cho phong lực lượng. Lão giả đem một ít bí tân chậm rãi nói tới. Ngài là nói, vùng cấm, đều là năm đó tàn lưu xuống dưới cấm kỵ năng lượng. Đúng vậy, đầu bạc lão giả gật gật đầu, chẳng qua cấm kỵ năng lượng quá mức cường đại, cho nên tại đây vô số năm thời gian, vùng cấm tâm thái, dần dần đã xảy ra biến hóa, bọn họ cấm người khác tùy tiện đi vào vùng cấm, cấm chế người khác mơ ước vùng cấm lực lượng, bọn họ sinh ra dã tâm. Thủy tổ nơi, là hết thảy cấm kỵ lực lượng ngọn nguồn, hiện giờ, vùng cấm như vậy đại quy mô xuất hiện, chính là mơ ước thủy tổ nơi A. Lão giả nói xong, nhắm hai mắt, hắn trên mặt, lại lộ ra bi ai thần sắc lão gia hỏa, ngươi nói, giống như rất nhiều a. À. Một đạo cười lạnh tiếng vang lên. Liền thấy lão giả trước mặt không gian, đột nhiên bị phá khai một cái cái khe, một phen lưỡi dao sắc bén từ cái khe bên trong giò ra, thẳng đến lão giả mà đến. Hắn nói không có sai, các người những người này, đích xác đã quên bản tâm. Một đạo huyền hoàng khí thổi quét mà đến, ở lão giả trước mặt hình thành một đạo tấm chắn, chặn lưỡi dao sắc bén này một kích. Một đạo xinh đẹp thân ảnh cắt qua hư không, đặt chân thông tiên sơn, huyền hoàng chi khí với giờ khắc này hoàn toàn nở rộ. Ba tháng thời gian, các đại thánh địa truyền nhân bế quan tu luyện, được đến chân truyền, thực lực đã siêu việt đã từng thánh chủ. Ba tháng thời gian, vùng cấm từng người chuẩn bị sẵn sàng, cũng với lúc này, phái gia truyền nhân, tham dự lần này thịnh hội. Huyền hoàng chi khí, ra đời thiên địa sơ khai, phân chia thiên địa âm dương, nãi trong thiên địa quan trọng nhất một cổ lực lượng, chẳng sợ lúc trước tiên lâm, cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt huyền hoàng khí, chỉ có thể bị thương nặng huyền hoàng mẫu đỉnh, làm không được làm huyền hoàng khí chân chính biến mất, như thế có thể thấy được, huyền hoàng khí có bao nhiêu cường hãn, huyền hoàng huyết mạch lại có bao nhiêu cường hãn. Mà huyền hoàng huyết mạch truyền thừa, toàn bộ đều tập trung ở kia huyền hoàng mẫu đỉnh phía trên. Lục Diễn mang đi Trương Huyền thời điểm, sở dĩ không có cấp Lâm Thanh Hạm bất luận cái gì chỉ đạo, chỉ là làm Lâm Thanh Hạm đi hảo hảo nghiên cứu kia khẩu đỉnh, chính là bởi vì Lục Diễn rất rõ ràng, nhất thích hợp huyền hoàng huyết mạch toàn bộ đều ở kia một ngụm đỉnh thượng huyền hoàng khí bốc lên dựng lên hình thành một cái huyền hoàng cự long chiều kia đánh lén đầu bạc lão giả người cuốn đi người này đến từ vùng cấm thực thần bí không có hình thể hắn trên thực tế đều không phải là là giấu ở trong hư không nếu có thể tùy ý xuyên qua hư không không khỏi có chút quá mức cường đại đó là tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn người này là một đạo bóng dáng hắn liền giấu kín với bóng dáng bên trong có thể vì thời ra tay cho một đòn chí mạng là trời sinh sát thủ huyền hoàng chi khí, bóng dáng phát ra một tiếng kinh hô, ở cảm nhận được huyền hoàng khí nháy mắt hắn liền muốn chạy trốn. Tuy rằng đối với Sơn Hải giới người tới nói, vùng cấm là một cách gọi, nhưng ở các đại vùng cấm bên trong, vẫn là có một cái xếp hạng, này xếp hạng giữa, huyền hoàng khí trước sau xếp hạng hàng đầu, này đó xếp hạng, căn cứ vào năng lượng truyền thừa cấp bậc. Làm thiên địa sơ khai khi liền tồn tại một sợi huyền hoàng khí, huyền hoàng huyết mạch truyền thừa là phi thường khủng bố. Lâm Thanh Hạm bế quan 3 tháng, từ huyền hoàng mẫu khí đỉnh chung đã được đến hoàn chỉnh huyền hoàng truyền thừa. Bóng dáng muốn chạy trốn, nhưng đối với hiện tại Lâm Thanh Hạm mà nói, há là làm người ta nói trốn bỏ chạy. Lâm Thanh Hạm quanh thân uốn lượn hoàng long, đứng không chung, tóc bay múa, chỉ là cánh tay múa may gian, hai điều huyền hoàng chi long đem kia hắc ảnh quấn quanh. Lâm Thanh Hạm mở miệng, nàng thanh âm phi thường rõ ràng truyền bá đi ra ngoài. Vùng cấm truyền nhân, nếu đã quên bản tâm vậy không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Lâm Thanh hạm một tay hư không nhéo, kia huyền hoàng trường long gắt gao quấn quanh trụ hắc ảnh. Giống, trong thiên địa vang lên một đạo rồng ngâm thanh, dây tiếp theo, hắc ảnh toàn bộ thân hình nổ tung. liền ở hắc ảnh nổ tung nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên tạc nứt, xuất hiện một đạo chỗ hồng, kia chỗ hồng phía sau là vô tận sao trời, sao trời giữa, điểm điểm tinh mang lóng lánh, mà ở giờ khắc này, một viên nguyên bản lóng lánh ngôi sao, đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống kia sao trời chung, là thiên đạo hằng tinh, phàm là có được thiên đạo sáu trọng trở lên thực lực, đều sẽ chiếu dọi một viên thiên đạo hằng tinh, mà lúc này, một viên hằng tinh ảm đạm, chứng minh, một người cao thủ ngã xuống. Hôm nay, ta lâm thanh hạm, lấy huyền hoàng huyết, quét sạch hết thảy hắc ám náo động hạng người. Lâm thanh hàm hét lớn ra tiếng, nàng một lộ diện, liền cường thế chém giết một người thiên đạo bảy trọng, nàng thanh âm cuồn cuộn, trong hư không, lại có một viên thiên đạo hằng tinh lóng lánh xuất hiện này viên hàng tinh vô cùng lóa mắt, tản ra kim hoàng ánh sáng, tại đây hàng tinh chung quanh, có hoàng long vờn quanh, mà này viên thiên đạo hàng tinh thể tích, cũng so còn lại lộng lẫy ngôi sao muốn đại. Đây là thực lực thể hiện. Loại này cấp bậc thiên đạo hàng tinh, ít nhất có được, thiên đạo bát trọng. Thiên đạo lúc sau, mỗi một trọng thực lực, đều tranh lệch thật lớn. Mà thiên đạo bát trọng, là đủ để nghiền áp thánh chủ cấp bậc chiến lực lâm thanh hạm thanh âm ở kia thánh tử cùng vùng cấm truyền nhân chiến trường bên trong nổ vang cùng lúc đó một cái huyền hoàng chi long nhảy vào kia chiến trường bên trong thanh thế to lớn làm những cái đó vùng cấm truyền nhân đều vô cùng kiêng kỵ một cái thiên đạo hằng tinh ngã xuống huyền hoàng khí xuất hiện làm hỗn loạn chiến trường tại đây một khắc an bình xuống dưới quét sạch sát lâm thanh hạm cánh tay một lóng tay huyền hoàng chi long một ngụm nuốt hướng sinh cơ sinh cơ thân thể run lên trước tiên liền phải chạy trốn nhưng lại không cách nào mau quá huyền hoàng chi long ở huyền hoàng chi long trước mặt sinh cơ cây cối nhà giam giống như giòn giấy giống nhau trong khoảnh khắc đã bị phá hủy cứu ta sinh cơ lớn tiếng kêu gọi kia nắm giữ nước lửa lĩnh vực hai huynh đệ lập tức động thủ lâm thanh hạm lại căn bản không sợ phía sau huyền hoàng chi khí cuồn cuộn kia thiên đạo sao trời chung huyền hoàng tản mát sáng lên mang quay chung quanh huyền hoàng tinh hoàng long phát ra giống giận tiếng động Huyền Hoàng Trường Long chỉ là một cái hất đuôi, liền trừ phiên nước lửa hai huynh đệ, bực này thực lực, xem ở đây mọi người, kinh hô không thôi. Là nàng, âm dương thánh nữ nhận ra lâm thanh hạm, các nàng lúc ấy cùng nhau đi ra quá vực sâu vùng cấm, cũng đi hướng thủy tổ nơi. Huyền Hoàng Chi Long đánh lui nước lửa huynh đệ sau, lại bỗng nhiên thay đổi, lâm thanh hạm mục tiêu, căn bản là không phải sinh cơ, kia chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chân chính muốn giết, là thánh địa người luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử hai người nháy mắt liền cảm giác một cổ khủng bố uy áp thổi quét hướng chính mình bọn họ lúc này mới phát hiện huyền hoàng chi long chân chính tỏa địch là chính mình hai người nhưng bọn họ muốn phản ứng đã không còn kịp rồi huyền hoàng chi long tốc độ quá nhanh thuộc về thiên đạo bát trọng thực lực tại đây một khắc hoàn toàn bày ra ra tới tuy rằng luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử đã được đến thánh chủ chân truyền thậm chí thực lực đã siêu việt lão thánh chủ nhưng như cũng bị nhốt ở thiên đạo bảy trọng huyền hoàng trường long mở ra bồn máu mồm to cắn nuốt mà đến oanh nhìn cân treo sợi tóc hết sức một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản trụ huyền hoàng chi long miệng khổng lồ thân ảnh ấy toàn thân tản ra u ám năng lượng hắn thân xuyên màu đen áo giáp này áo giáp trong suốt có lưu quang chấp động không biết tài chất hắn tay cầm một cây trường kích sau lưng hiện ra một con cự dao là ma dao quật nhìn đến kia cự dao thân ảnh âm dương thánh nữ kinh hô một tiếng ngay cả vài tên vùng cấm truyền nhân, sắc mặt cũng đổi đổi. Kiêu ngạo như vùng cấm truyền nhân, đều vì này biến sắc, có thể thấy được người tới thân phận. Kia Ma giao quật, có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Thanh Hạm tiếp nhận rồi Huyền Hoàng truyền thừa, cũng biết rất nhiều bí tân, Ma giao quật cũng là một chỗ vùng cấm, nhưng bất đồng với những cái đó cấm kỵ năng lượng vùng cấm, Ma giao quật là một cái viễn cổ hung thú lưu lại đạo thống. Nghe đồn, giao có thể hóa rồng, nhưng hóa rồng chi lộ quá mức gian nan có thực lực ngập trời dao, có thể cắn nuốt thần long, chuyển hóa thần long huyết mạch, mà cắn nuốt long thịt dao sẽ đã chịu huyết mạch trách phạt, trực tiếp nhập ma, trở nên bạo ngược thị huyết. Ha 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 ha! Huyền Hoàng truyền nhân gần nhất liền đuổi tận giết tuyệt, ta cảm giác người so với ta còn muốn ma tính. Ma dao quật truyền nhân nhếch miệng cười, hắn phía sau cửa dao hư ảnh đột nhiên hiện hóa ra tới, toàn thân che kín màu đen vẩy, hướng kia Huyền Hoàng chi long mở ra mồm to, một ngụm đi xuống lại là trực tiếp cắn đứt huyền hoàng chi long cổ huyền hoàng chi khí bốn tiết gian bị ma giao tất cả cắn nuốt thượng cổ ma giao lấy cự long vì thực tuy nhập ma chưa từng hóa rồng nhưng thực lực so với chân long còn phải cường đại kia một thân màu đen như mực áo giáp phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy quang mang trong tay trường kích lập lòe hàn mang ma giao quật truyền nhân xuất hiện thế nhưng làm luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử hai người ở mọi người kinh hãi ánh mắt giữa quỳ một gối xuống đất cùng kêu lên quát, gặp qua đại nhân. Luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử hành động, làm người mở to hai mắt nhìn. Thánh địa, bổn ở Sơn Hải giới có được cực cao địa vị, nhưng hiện tại, này hai đại thánh địa thánh tử, không, lúc này, bọn họ hẳn là đã là thánh chủ, như vậy thân phận, thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, tình nguyện khuất cho người khác dưới. Đứng dậy đi, ma giao quật truyền nhân xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái, bổn cho các ngươi hai thánh địa đi tập sát huyền hoàng huyết mạch, không nghĩ tới các ngươi hai nhà phế vật liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt một chút dùng đều không có luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử hai người cúi đầu tuy rằng lần trước sự đều không phải là hai người bọn họ đi làm nhưng lúc này lại không dám làm ra chút nào phản bác trên bầu trời huyền hoàng cự long tiêu tán kia thiên đạo hằng tinh chung một viên đen nhánh ma giao tinh hiện ra nhanh chóng hướng kia viên lóng lánh huyền hoàng ngôi sao dựa tới ma giao tinh lớn nhỏ Cùng Huyền Hoàng Ngôi Sao Vô Nhị, đại biểu cho Thiên Đạo Bát Trọng Cường đại thực lực. Thiên có cửu trọng, cửu trọng qua đi, liền bước ra Thiên Đạo, có người nói, cửu trọng Thiên Đạo Hằng Tinh một khi đột phá, sẽ hóa thành một viên chân chính sinh mệnh ngôi sao, đều là có thể tự nghĩ ra pháp tắc, dựng dục sinh linh, trở thành sáng thế thần giống nhau tồn tại. Thiên Đạo Bát Trọng đã vô hạn tiếp cận với đỉnh núi. Liền tại đây viên ma giao tinh xuất hiện lúc sau, lại là một viên thật lớn Thiên Đạo Hằng Tinh bay tới, lập loè quang mang. Ha ha, Ma Huyền Vũ cũng tới sao? Ma giao quật truyền nhân nhìn lướt qua. Dây tiếp theo, một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ấy mang đến như núi lớn giống nhau khủng bố uy thế, áp hướng mọi người. Ma Huyền Vũ, thượng cổ thánh thú truyền nhân, bởi vì đối lực lượng khát vọng đã nhập ma. Đây là một cái thân hình giống như tháp sắt nam nhân, xuất hiện lúc sau, an tĩnh đứng ở Ma giao quật truyền nhân bên cạnh, không nói gì, nhưng hắn trên người khí thế, làm hắn trở thành không thể bị xem nhẹ tồn tại lại là vài đạo lưu quang, ở kia thiên đạo hằng tinh chung quanh lập lòe. Một phen cự hình phi kiếm xuất hiện ở thiên đạo hằng tinh chung quanh, này đều không phải là hằng tinh bộ dáng, cự kiếm có chứa mũi nhọn, khủng bố tuyệt luân. Đoạt tiên, một người thân xuyên bạch y, tóc tán loạn, về phía sau bay múa, hắn xuất hiện, làm không khí giữa, tràn ngập mũi nhọn. Đoạt tiên, là một người chân tiên ngã xuống sau thi thể sở diễn biến, trong lòng không có đại đạo, chỉ có đối kiếm đạo tàn niệm, trong đầu có vô thượng kiếm đạo truyền thừa, tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ. Đọa tiên bạch y thắng tuyết, lại mặt như tiều tụy, một phen trường kiếm phía trên, dính đầy máu đen. Đọa tiên trong lòng có chấp nghiệp, hắn sẽ đối những cái đó cấm kỵ lực lượng ra tay. Liên ở mọi người khi nói chuyện, một đạo màu đen kiếm khí, bay thẳng đến lâm thanh hạm chém tới, này kiếm khí giữa, tràn ngập hư thối hơi thở, cùng với khó có thể hình dung sắc bén. Lâm thanh hạm ngón tay kết ấn, huyền hoàng khí ngăn cản. Đã có thể vào lúc này, mà giao quật truyền nhân cũng dẫn đầu động thủ, múa may trong tay trường kích, tạp hướng Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm bước chân hư không một chút, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, một con rồng dài cắn xé hướng ma giao quật truyền nhân. Ma huyền vũ truyền nhân, cũng động thủ, hắn song quyền tạp ra, tuy rằng trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, nhưng hắn nắm tay, chính là nhất hữu lực vũ khí. Song quyền cách không múa may, lưỡng đạo dòng khí long cuốn xuất hiện, thẳng đến Lâm Thanh Hạm mà đi. Lâm Thanh Hạm tuy có huyền hoàng khí hộ thân, nhưng lúc này đối nàng ra tay ba người, cũng đồng dạng rất có địa vị. Ma giao quật truyền nhân, thượng cổ ma giao huyết mạch, lấy chân long vì thực. Ma huyền vũ truyền nhân, nãi thần thú lúc sau, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ thánh thú huyết, bọn họ sinh ra liền cường đại, đứng ở thế giới đỉnh. Đoạt tiên, một người ngã xuống tiên nhân di trí. Có thể được xưng là tiên nhân, sinh thời thực lực đều là cực kỳ khủng bố, thả đoá tiên không tỉnh đại đạo, trong lòng chỉ có đối kiếm đạo theo đuổi, hắn kiếm đạo cực kỳ khủng bố, lực sát thương cực cường. Này ba người hợp lực vây công Lâm Thanh Hạm, tuy là Lâm Thanh Hạm thân phụ huyền hoàng truyền thừa, cũng cảm giác cực kỳ cố hết sức. Liên tiếp hiện lên lưỡng đạo công kích, thuộc về đoá tiên kiếm khí thật sự là quá mức sắc bén, tốc độ cực nhanh, làm Lâm Thanh Hạm căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Lâm Thanh Hạm đôi tay giấu tay liên tục biến hóa, một đạo từ huyền hoàng chi khí biến thành cầm thuẫn thân ảnh xuất hiện ở lâm thanh hạm trước mặt, ngăn cản này một đạo kiếm khí, lại cũng tiêu tán. Không cho lâm thanh hạm xuyến khẩu khí cơ hội, ba người lại lần nữa phát động công kích, bọn họ như là sớm đã thương lượng hảo giống nhau, muốn trước bắt lấy này huyền hoàng truyền nhân. Ba đạo công kích lại lần nữa từ ba cái bất đồng phương hướng chiều lâm thanh hạm giáp công mà đi, đối mặt tam đại cao thủ tiến công, lâm thanh hạm trong miệng khẽ kêu một tiếng, đôi tay một thác, một ngụm đồng thau đỉnh hiện lên ở lâm thanh hạm đỉnh đầu, đồng thau đỉnh thong thả xoay tròn gian, tưới xuống huyền huyễn khí mạc, ngăn cản ba người tiến công. Đây là huyền hoàng mẫu đỉnh, bẩm sinh trí bảo, phòng ngự vô song, nhưng bảo đảm lâm thanh hạm ở vào bất bại chi địa. Đoạ tiên ba người hiển nhiên cũng biết huyền hoàng mẫu đỉnh tồn tại, thấy lâm thanh hạm tế đỉnh, cũng không nóng nảy tiến công, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lấy thiên đạo bát trọng thực lực, cũng không thể thời gian dài vận dụng huyền hoàng mẫu đỉnh. Lâm Thanh Hạm thân ở huyền hoàng mẫu khí dưới, mọi nơi quan sát, tìm kiếm phá cục phương pháp. Ha ha ha, một trận chuông bạc tiếng cười, ở trong thiên địa vang lên. Liền thấy không trung bên trong, đột nhiên bay xuống bông tuyết, lông ngỗng đại tuyết, rơi trên mặt đất, thế nhưng sẽ không hòa tan, mà thông tiên sơn nơi chỗ, thời tiết đột nhiên trở nên giá lạnh lên. Đại tuyết bay xuống, thực mau, mặt đất liền biến thành một mảnh tuyết trắng. Một đạo tóc bạc thân ảnh tại đây đầy trời đại tuyết giữa hiện lên, chậm rãi bay xuống đến lâm thanh hạm bên cạnh, người này ra thịt tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo chọn không ra bất luận cái gì tì vết, nàng cầm hai chân, phát ra tiếng cười, ba cái đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân, cũng thật tốt y tứ. Xuất hiện tại đây đầy trời phiêu tuyết giữa, đúng là Chessia. Hàn băng lĩnh vực, ma giao quật truyền nhân cười một chút, nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đạo thân ảnh, là băng cung người tới sao. Như thế nào, băng cung kia lão đông tây, còn chưa có chết đâu khanh khách, Chessia à, che miệng cười, người này tiểu cá trạch có phải hay không nhìn phương nam kia viên hằng tinh ảm đạm rồi, người mới dám nói ra nói như vậy. Một cái kéo dài hơi tàn người mà thôi, còn muốn chiếm cứ thiên đạo ý chí, sớm đáng chết. Ma giao quật truyền nhân múa may trong tay trường kích, nếu kia lão đông tây còn ở, ta nói không chừng muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng lão đông tây đã không ở, bằng vào ngươi, thêm một cái huyền hoàng truyền nhân, lại có thể thế nào? Kia nếu, hơn nữa, ta đâu? có hét to tiếng vang lên. Liền thấy không trung trung, đột nhiên mở ra một con miệng khổng lồ, miệng khổng lồ nội hình thành một bộ trận pháp, trận pháp phát ra quang mang, có bóng người dần hiện ra tới. Người này vừa xuất hiện, liền dẫn tới ma huyền vụ ánh mắt nhìn lại, bởi vì hai người thân hình, đều giống như tháp sắt giống nhau, toàn thân, tràn ngập nổ mạnh tính cơ bắp.